Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 5. Vân Trung Thự, bởi vì được xây trên Bạch Vân Sơn nên được gọi như vậy, dưới chân núi là Hồ Vũ Trung, vị trí địa lý rất tốt. Mạc Phàm cầm thẻ mở cửa, không có bảo vệ ngăn cản, thuận lợi tiến vào trong biệt thự. Biệt thự số 9 sao? Mạc Phàm nhìn số trên thẻ mở cửa, lên núi theo chỉ dẫn. Lúc này ba nữ hai nam đi từ phía trước tới, trong đó có một mỹ nữ cao gầy mặc đồ công sở, trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp, giới thiệu với một người đàn ông trong đó. Trương Tổng, ông vừa thấy khu công cộng rồi đó, tuyệt đối là hạng nhất, đây là nơi tiếp theo, Vân Trung Thự này của chúng tôi không chỉ là biệt thự có phong cảnh tốt nhất thành phố Đông Hải, mỗi một căn biệt thự đều được đại sư dùng phong thủy bí thuật cẩn thận tính toán, phong thủy rất tốt, ông xem ở giữa đây gọi là cầm cảnh tọa. Vừa vặn xây cảnh trên 8 cửa, tượng trưng cho thịnh vượng, nếu ông mua biệt thự này, chắc chắn buôn bán của ông càng ngày càng phát triển. Còn cửa này nữa, lát nữa tôi muốn mang đại sư đến xem. Người đàn ông cười hề hề nói, hai mắt hữu ý vô ý liếc ngực cao ngất của tiểu thư phòng tiếp thị. Bộ dạng người đàn ông này hơn 30 tuổi, có vài phần tương tự Trương Siêu, thân thể hơi mập một chút, nhưng thông minh lanh lợi hơn nhiều, đúng là Trương Thiên cha của Trương Siêu. Bên cạnh Trương Thiên, phu nhân ăn mặc thời thượng đeo kính râm là Tạ Yến mẹ của Trương Siêu. Ngoại trừ vợ chồng Trương Thiên, dượng của Mạc Phàm và Ngô Hân cũng ở đây, đang đánh giá xung quanh. Biệt thự kia bao nhiêu tiền? Ngô Hân hỏi. Đối với vài vị mà nói cũng không mắc, tất cả chi phí cộng thêm là 2.000 vạn. Tiểu thư phòng tiếp thị vô cùng chuyên nghiệp nói. Lúc nói giá, đồng thời không quên nâng Ngô Hân lên. Ngô Hân vốn là khiếp sợ. Cái giá này, có khả năng bà ta không mua nổi, nhưng vẫn cười ra vẻ trấn định. Ha ha, quả thật chỗ này không đắt thật. Năm người vừa đi vừa nói chuyện, Ngô Hân kinh ngạc kêu lên. Tiểu Phàm. Dượng của Mạc Phàm nhìn theo ánh mắt của Ngô Hân, chỉ thấy Mạc Phàm đứng trước cửa, đang chuẩn bị đi vào trong khu biệt thự. Tiểu Phàm, sao cháu lại ở đây? Nơi này là biệt thự tư nhân, nếu không phải người trong biệt thự, hoặc là người sắp ở trong biệt thự. Căn bản không cho tiến vào. Đi vào sẽ bị bắt, còn bị đưa đến cục cảnh sát. Mạc Phàm nhìn lại, thấy Dượng, Ngô Hân và cha mẹ Trương Siêu, khẽ cau mày. Nhất là khi nhìn thấy cha mẹ Trương Siêu, mắt hắn hơi híp lại, lam quang lóe lên, lúc này mới khôi phục bình thường. Có người tặng cháu biệt thự, cháu đến xem. Có người tặng cháu biệt thự sao? Ngô Hân sửng sốt, cảm thấy khó mà tin nói. Mạc Phàm gật đầu. Ở bên cạnh, cha mẹ Trương Siêu không nhịn được bật cười. Nhất là Tạ Yến mẹ của Trương Siêu, nhìn thấy quần áo trên người Mạc Phàm không khác gì đồ vỉa hè, hỏi mỹ nữ cao gầy. Cô vừa nói một căn biệt thự ở đây bao nhiêu tiền? 2.000 vạn. Tiểu thư phòng tiếp thị che miệng cười nói. Thường Thanh, anh thấy không, đứa cháu ngoại này của anh đúng là có tiền đồ, lần trước lấy một tấm thẻ nói là chữa bệnh cho Tần lão gia, Tần gia tặng cậu ta tấm thẻ quý giá kia. Lúc này còn nói có người tặng cậu ta biệt thự trị giá 2.000 vạn. Ngô Hân khinh miệt nói. Lý Thường Thanh lắc đầu, không nói gì, trong mắt đều là thất vọng. Lần này cháu chữa trị cho danh nhân nào thế? Ngô Hân cười mỉa hỏi. Tôi không cần thiết phải nói rõ với bà chứ. Mạc Phàm cau mày nói. Đương nhiên là cần thiết rồi, không phải cháu bảo chúng tôi trả tự do cho chị họ cháu sao, có thể, lấy thẻ Tần ra và biệt thự tới đổi. Nhà Siêu Siêu cũng sắp mua biệt thự rồi. Ngô Hân cười mỉa nói. Bọn họ và vợ chồng Trương Thiên đúng là đến xem biệt thự. Lão Lý, đứa nhỏ này là ai thế, không phải là em họ Thi Vũ, khiến Siêu Siêu nhà tôi giận dỗi với Thi Vũ đấy chứ? Trương Thiên cha của Trương Siêu hỏi. Chuyện Lý Thi Vũ và Trương Siêu, tất nhiên không thể gạt được tai ông ta. Ngoại trừ cậu ta ra thì còn ai? Lý Thường Thanh nói. À. Trương Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh không dễ phát hiện. Tiểu Phàm, không phải cháu đến xem biệt thự sao, cháu xem biệt thự nào thế? Ngô Hân nghĩ một lát nói. Biệt thự số 9. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Biệt thự số 9 bao nhiêu tiền thế, không phải là một cái toilet đấy chứ? Ngô Hân hỏi tiểu thư phòng tiếp thị bên cạnh. Biệt thự số 9 sao? Tiểu thư phòng tiếp thị lắc đầu. Biệt thự ở đây đều bắt đầu từ số chẵn, không có biệt thự số 9. Lần này Ngô Hân càng đắc ý. Có nghe thấy không, nơi này căn bản không có biệt thự số 9,
nói dối cũng phải nói dối chuyên nghiệp chút. Mắt Mạc Phàm hơi phát lạnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô Hân một cái. Theo hắn biết, biệt thự Tần lão gia ở là biệt thự số 1. Tiểu thư phòng tiếp thị này nói không có biệt thự số 9 chỉ có một khả năng, những biệt thự số như vậy, cô ta căn bản không có tư cách nhìn thấy. Hắn cũng chẳng muốn giải thích, nói với Lý Thường Thanh. Dượng, nếu không còn chuyện gì khác, cháu đi trước. Ngô Hân cười nói. Bị vạch trần muốn trốn sao? Lý Thường Thanh vội vẫy tay, bộ dạng không muốn nói với Mạc Phàm một câu. Hắn cho rằng Mạc Phàm làm việc ở đây, ai biết vậy mà Mạc Phàm nói có người tặng mình một căn biệt thự, bên cạnh còn có vợ chồng Trương Thiên và tiểu thư phòng tiếp thụ, mặt mũi ông ta mất sạch rồi. Mạc Phàm xoay người đi lên trên, sau lưng lại truyền đến tiếng mấy người bàn tán. Ở đây thường sẽ có những đứa bé như cậu ta ra vào, há miệng ngậm miệng đều nói mình ở đây, thực ra là dọn vệ sinh ở trong khu biệt thự, hoặc dạy kèm những học sinh nhà giàu. Tiểu thư phòng tiếp thị cười giải thích. Mấy đứa trẻ hiện giờ ghê gớm thật, mở miệng là nói dối, gặp phải thân thích như vậy đúng là xui xẻo. Ngô Hân thương tâm nói. Bà đừng quá thương tâm, nhà ai cũng có loại thân thích này cả, bọn họ không tốt là chuyện của bọn họ, sau này ít liên lạc là được. Tạ Yến ở bên cạnh hát đệm. Có nghe thấy không, cậu ta với anh không có quan hệ huyết thống gì, sau này ít liên lạc với cậu ta thôi, dạy dỗ con gái bảo bối của anh thật tốt, gả cho Siêu Siêu mới là chuyện nghiêm túc. Ngô Hân gần như ra lệnh. Được, anh tự có chừng mực. Lý Thường Thanh nói. Vậy mới phải chứ. Ngô Hân đắc ý nói. Mạc Phàm nghe vậy, cười lạnh lùng. Hắn vốn định nhắc nhở Dượng, bảo ông ta cách xa người Trương gia một chút. Vừa rồi hắn nhìn thấy ấn đường của Trương Thiên và Tạ Yến u ám, chắc là vì la bàn, trêu chọc thứ gì đó không sạch sẽ. Ở gần bọn họ như vậy, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Nhưng nghe thấy mấy câu này, hắn quay đầu đi lên núi. Hắn có nói bọn họ cũng không tin tưởng, lúc này khuyên bảo không ai tin lời hắn, chẳng bằng tu luyện hoặc luyện chế vài pháp bảo. Bây giờ với thực lực của hắn đủ đối phó người bình thường, muốn đoạt Tuyết Nhi trong tay Lâm Khuynh Thiên, còn kém xa. Một súng một viên đạn, là có thể giết chết hắn. Cho dù không có súng, hắn cũng không nhất định vô địch ở thành phố Đông Hải. Đường gia và Tần gia đều có một cao thủ trúc cơ trung kỳ, Long sư phụ của võ quán Đông Hải cũng là cao thủ trúc cơ sơ kỳ, hắn có thể thắng những người này không còn chưa biết. Ngay cả Đông Hải cũng không nhất định vô địch, lấy cái gì đối phó Giang Nam thậm chí Lâm gia có thể nói là thế lực to lớn ở Trung Quốc. Nghĩ vậy, những tạp niệm lập tức bị hắn ném đi rất xa, hắn nhanh chóng đi lên núi theo biển chỉ dẫn. Chỉ một lát sau, Mạc Phàm tìm được biệt thự số 9. Biệt thự số lẻ này nằm ở phía đông, tuy không phải căn biệt thự cao nhất, nhưng cách Hồ Vũ Trung gần hơn. Bố trí tụ linh đại trận ở nơi như vậy, không chỉ giảm bớt không ít công sức, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn nhiều. Bên trên có thể dẫn cửu thiên thái dương chân hỏa chi khí, dưới dễ dàng tiếp cận nước Hoàng Tuyền dưới đáy nguồn. Nhìn ngôi biệt thự như vậy, Mạc Phàm cười hài lòng, trong lòng cũng thêm vài phần tự tin. Trong biệt thự đều đầy đủ cả, cần thứ gì cũng có. Mạc Phàm bảo giúp việc Vương Mụ Thu dọn phòng ngủ chính, liền chính thư xê đi vào. Vừa vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công khôi phục linh khí tiêu hao, vừa suy nghĩ đến chuyện luyện chế pháp khí. Tụ linh đại trận có thể làm độ dày linh khí trong biệt thự thăng lên gấp bội, có lợi cho hắn tu luyện, nhưng chi phí của tụ linh đại trận cũng lớn khiếp người, bây giờ hắn tê hiếu tiền nhất, cần tính toán kỹ hơn, trái lại có thể luyện ra một hai pháp bảo. Hắn lấy ba món đồ ra. Một miếng ngọc của Tiểu Ngọc, một kim đồng trên cái la bàn kia, một cái pháp bàn luyện chế bằng hàn sắt hơn 500 năm trên người Vương Trường Sinh. Kiếp trước tuy hắn là y tiên, không phải là luyện khí sư chuyên nghiệp, nhưng luyện chế pháp khí hay một số pháp khí của tu chân giới không có vấn đề gì. Một khi luyện thành những pháp khí này, có thể làm thực lực hắn để thăng rất lớn. Thời gian kế tiếp, mỗi ngày hắn đến trường đúng giờ, có mấy chuyện lúc trước, trong trường yên tĩnh hơn nhiều. Rất nhiều người cho rằng Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần sẽ cùng tìm hắn gây phiền phức, nhưng nửa tháng qua đi, giống như không có chuyện gì xảy ra cả, ngay cả Vương Kinh Phi bại bởi hắn cũng không thấy tung tích, không ít người nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Mấy người kiếp trước bắt nạt hắn, thấy hắn không phải tươi cười, thì vội vàng tránh đi. Mạc Phàm cũng chẳng muốn nghĩ đến những chuyện này, tan học liền đến bệnh viện của Mộc Gia, thi
thi triển lưỡng nghi châm tiêu hao không còn linh khí. Vài lần liên tiếp, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, mỗi lần tiêu hao không còn linh khí trong cơ thể hắn sẽ tăng thêm một chút. Từ bệnh viện về, hắn lại từng bước luyện chế pháp khí của mình. Bây giờ pháp lực của Mạc Phàm hơi thấp, không thể giống kiếp trước trực tiếp dùng chân hỏa rèn luyện, lấy đại pháp lực hành văn liền mạch lưu loát. Bây giờ chỉ có thể luyện chế từng chút một. Sau nửa tháng, ngọc bội, kim đồng, và pháp bàn nhìn không thay đổi như trước mấy, nhưng bên trong lại chi chít phù văn ở khắp nơi, mắt thường khó mà nhìn thấy được. Ngày này Mạc Phàm thở phào một hơi, nhìn ba pháp khí trước mặt. Lúc trước trong ngọc bội có trận pháp bảo vệ, bởi vì linh khí tan hết, trận pháp bảo vệ cũng mất đi hiệu lực. Hắn chạm khắc một linh trận trong ngọc bội, một là vì cung cấp linh lực cho trận pháp bảo vệ, thứ hai là còn có thể tụ linh khí xung quanh. Mang trên người, linh khí xung quanh hắn sẽ gấp đôi những nơi khác, hắn có thể tu luyện ở bất cứ đâu, hiệu quả cũng sẽ không quá tệ. Còn trận pháp bảo vệ trong ngọc bội, cũng được hắn sửa thành một cái tên là kim cương chú trận pháp, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, trận pháp sẽ kích hoạt, ngừng tụ ra kim cương cháo. Có thứ này, cho dù gặp phải súng lục bình thường, cũng không lo lắng. Hắn vốn muốn thêm trận pháp phản kích bên trong ngọc bội, nhưng pháp lực không đủ, thêm một trận pháp có khả năng làm miếng ngọc bội nứt ra, nên không làm như vậy, đợi sau này pháp lực mạnh hơn chút thêm cũng không muộn. Hóa ra kim đồng kia là một pháp khí trận nhãn, vốn có 10 phần linh khí, mặt trên có chuyển hoán trận, được hắn chế thành kiếm phù. Chỉ cần hắn rót linh khí vào trong kiếm phù, linh khí có thể thông qua kiếm phù chuyển hoán thành kiếm khí khổng lồ, chém người như kiếm. Còn về pháp bàn, tuy thể tích khá lớn, nhưng chỉ được hắn khắc vào hai trận pháp, một cái là tụ linh trận cỡ lớn, để trong phòng ngủ, giúp hắn tụ tập linh khí trong biệt thự. Linh khí trong biệt thự vốn gấp 3 bên ngoài, có pháp bàn này, linh khí trong biệt thự hắn sẽ gấp 3 linh khí biệt thự khác. Ngoại trừ tụ linh trận cỡ lớn, còn có một ẩn hình trận, phòng ngừa có người mơ ước. Có 3 thứ này, không chỉ thực lực của hắn đề thăng không ít. Tốc độ tu hành của hắn cũng có thể thăng lên gấp 3, ít nhất đến trúc cơ trung kỳ, hắn không cần suy nghĩ quá nhiều chuyện tài nguyên tu luyện. Trên khuôn mặt mệt mỏi của Mạc Phàm lộ ra tươi cười vui mừng. Nếu tạm thời không cần suy nghĩ đến chuyện tu luyện, nên là lúc trả nợ nần trong nhà. Nửa tháng này, hắn khám bệnh ở bệnh viện của Mộc Gia, chữa khỏi cho 30 người bệnh ung thư, trong đó có 6 người tài sản trên triệu, 24 người còn lại giàu nghèo nửa này nửa nọ. Tuy mới không lâu, chi phiếu trong tay hắn đã lên đến 7.000 vạn, hơn nữa cha lấy về 500 vạn còn hắn thắng được Vương Kinh Phi 500 vạn, thiếu 2.000 vạn là đủ 1 triệu, trả hết tiền nợ của nhà hắn. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể kiếm được nhiều tiền như thế, tất nhiên không thể thiếu công lao của Lưu Nguyệt Như. Hắn cũng không nói thẳng ra, quả thật hắn rất cần tiền. Chỉ yên nợ nần trong nhà đã đến 1 triệu, hắn đừng nghĩ đến chuyện muốn tu luyện. 2.000 vạn. Mạc Phàm vẫn chưa nghĩ ra cách nhanh chóng kiếm được 2.000 vạn cuối cùng, lúc này di động vang lên, là Đường Long gọi tới. Mạc Phàm do dự, nghe máy. Mạc tiên sinh, cứu mạng. Trong điện thoại truyền đến tiếng Đường Long. Tôi lập tức tới ngay. Lông mày Mạc Phàm nhướng lên, bình tĩnh tắt điện thoại. Đường Long là ai? Phú hào hai bên Hắc Bạch thành phố Đông Hải ăn hết, trong tay không chỉ nắm giữ gia sản trăm triệu, còn có mấy trăm tiểu đệ thuộc hạ. Sau lưng còn có Tần gia khủng bố tồn tại. Cho dù thị trưởng muốn ra tay với Đường Long, cũng cần phải suy nghĩ đến phân lượng. Vậy mà Đường Long cầu cứu hắn. Hắn nghĩ một lát vẫn đi đến chỗ hẹn với Đường Long, sảnh số 1 xa hoa nhất của KTV Hoàng gia Cửu Hào. Vừa mới vào ghế lô, Mạc Phàm liền thấy Đường Long ngồi trên ghế uống rượu giải sầu, bộ dạng mặt co mày cáu. Nguyệt tỷ ngồi ở bên cạnh, hình như cũng rầu rĩ không vui. Cả căn phòng bao trùm không khí nặng nề. Chuyện này là sao đây? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Hai, người của tôi bị bắt cóc rồi. Đường Long cúi đầu nói, giống như gà trống bị đánh bại, đâu còn bộ dạng lão đại của Đông Hải. Mạc Phàm lộ vẻ bất ngờ, dù thế nào Đường Long cũng là đại lão ở thành phố Đông Hải, có Tần gia làm hậu thuẫn, người nào ở thành phố Đông Hải động vào hắn cũng phải suy nghĩ một chút, người của anh ta bị bắt cóc, ai lớn mật như vậy? Phái người cứu lại không phải được rồi sao? Phái 6-70 người, không một ai quay về. A Hào ở một bên u ám nói. Hả? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Ai thế? Một người bạn trước kia, sau khi chơi người phụ nữ của tôi bị tôi phát hiện, trốn không biết tung tích, tôi cho rằng anh ta đã chết, ai biết anh ta học võ quay về, hôm nay mới đập một nhà hàng của tôi, trói toàn bộ người bên trong, tôi sai 60 người vào, vậy mà không cứu được người ra ngoài. Đường Long vô cùng buồn bực nói. Xem ra rất lợi hại. Lông mày Mạc Phàm nhướn lên nói. Chắc là cao thủ nội kình. A Hào cắn răng nói. Nội kình sao? Mắt Mạc Phàm hơi híp lại. Chả trách lại như vậy. Cao thủ nội kình, bất luận lực lượng tốc độ, người bình thường không thể so sánh được, lực bền bỉ không giống người thường. Vài đám người, không có ý nghĩa lắm với cao thủ nội kình. Bây giờ người kia ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Tên kia bắt gần trăm thuộc hạ của tôi, bây giờ đang ở Yến Quy Lâu, tôi không qua đó anh ta sẽ giết hết đám thuộc hạ của tôi. Đường Long cắn răng nói. À, Mạc Phàm gật đầu, chẳng trách Đường Đường là đại lão Đường Long của Đông Hải, uống rượu giải sầu ở trong này, hóa ra gần hết thuộc hạ bị bắt rồi. Anh định bảo tôi ra tay cứu người giúp anh sao? Không cần Mạc Tiên Sinh ra tay, chỉ cần Mạc Tiên Sinh chịu theo tôi một chuyến, tôi sẽ cho Mạc Tiên Sinh 1.000 vạn, thế nào? Đường Long vươn một ngón tay. Tuy Mạc Phàm lợi hại, nhưng chưa hẳn là đối thủ của người kia. Nhưng trên người Mạc Phàm có thẻ của Tần gia, tượng trưng cho gia chủ của Tần gia, cho dù người kia bái vi sư nào ở nước ngoài, chỉ cần muốn về nước phát triển, không thể đắc tội Tần gia. Bảo Mạc Phàm đi đơn giản là muốn mượn thân phận của Mạc Phàm, tìm một con đường sống cho chính anh ta. Mạc Phàm nhíu mày, hẳn là bị xem thường. Hắn cũng không thèm để ý. Đúng lúc hắn muốn xem rốt cuộc cao thủ nội kình lợi hại bao nhiêu, còn lấy được 1.000 vạn. Ngoài ra coi như Đường Long đã giải quyết mấy phiền phức giúp hắn, thuận tay giúp một chút coi như trả nợ nhân tình của Đường Long. Không thành vấn đề. Mạc Phàm gật đầu nói. Trên mặt Đường Long lộ ra vui mừng, cảm kích nói. Cảm ơn, Mạc Tiên Sinh, cậu ngồi trước một lát, chúng ta đợi một người, đợi ông ta đến, chúng ta lập tức qua đó. Mạc Phàm lên tiếng. Chỉ một lát sau, cửa ghế lô mở ra, một đám đàn ông cao gầy mặc thường phục đi đến. Người đàn ông đeo kính râm, bên hông phình lên, hình như mang theo vũ khí. Người này vừa tiến vào, Đường Long và Nguyệt Tỷ vội vàng nhiệt tình nghênh đón. Cục trưởng Bành, cuối cùng anh cũng đến rồi. Nguyệt Tỷ lắc lắc vòng eo động lòng người, mời ông ta vào bên trong ngồi. Mạc Tiên Sinh, tôi giới thiệu với cậu. Vị này là cục trưởng Bành, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Đông Hải chúng ta. Đường Long chủ động giới thiệu. Chuyện này ầm ĩ quá lớn, Yến Quy Lâu của anh ta bị đập, toàn bộ người bên trong đều bị bắt. Nếu không vì có chuyện mà cầu cục trưởng Bành, anh ta tuyệt đối không khách sáo với cục trưởng Bành. Xin chào. Mạc Phàm hơi gật đầu, tính là trả lời. Cục trưởng Bành liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, khẽ nhíu mày. Ông ta là cục trưởng cục cảnh sát. Ngay cả Đường Long và người phụ nữ của Đường Long lúc này đều phải tôn kính ông ta hơn, tên nhóc này đúng là ngạo mạn. Cậu tìm học sinh trung học làm gì, hành động lần này của chúng ta nguy hiểm biết bao nhiêu không phải là cậu không biết. Đường Long không ngờ phản ứng của cục trưởng Bành lớn như vậy. Cục trưởng Bành, anh đừng xem Mạc Tiên Sinh nhỏ tuổi, nhưng rất lợi hại, mấy tên thuộc hạ cộng thêm A Hào đều không phải là đối thủ của cậu ấy. Vậy các cậu không biết hung thủ lợi hại bao nhiêu sao? Giống như đám thuộc hạ của cậu, đừng nói mấy người, cho dù là 100 cũng không đủ để cậu ta đánh, cho dù có súng, trừ phi cậu ra tay trước cậu ta, nếu không chưa nổ súng đã bị cậu ta giết chết rồi. Cục trưởng Bành nghiêm túc nói. Ông ta phá án quanh năm, không phải chưa bao giờ gặp cao thủ nội kình, cho dù là lão đạo lão luyện còn cầm cả súng cũng không có biện pháp với cao thủ nội kình, một học sinh trung học, đi làm con tin cho hung thủ à. Lúc trước ông ta từng phụ trách bao vây diệt trừ một tội phạm giết người cấp bậc nội kình, còn mời hơn 100 cảnh sát võ trang giúp chấp hành nhiệm vụ, kết quả còn chưa bắt được hung thủ kia. Lợi hại như vậy sao? Sắc mặt Đường Long trầm xuống, bị dọa tại chỗ, anh ta còn trông cậy vào cục trưởng Bành mang cảnh sát tới xử lý người kia. Thấy tinh ra trong phim Hỏa Vân Tà Thần chưa, cậu thực sự nghĩ rằng điện ảnh hoàn toàn là tự nhiên nghĩ ra được sao, Hỏa Vân Tà Thần kia là cao thủ nội kình. Nếu tôi bắn một phát súng, cậu ta có thể tiếp được mà nói, tôi không ngại mang cậu ta đi. Cục trưởng Bành nâng kính lên, nghiêm túc nói. Nói như vậy lần này vô cùng nguy hiểm. Mặt Đường Long trầm xuống nói. Bình thường bình tĩnh như anh ta,
lúc này cũng bị cao thủ nội kình mà cục trưởng Bành nói làm cho hoang mang lo sợ. Nếu cậu không tin những lời tôi nói, tôi cũng không có biện pháp, đợi đến nơi cậu sẽ biết. Cục trưởng Bành nhún vai, không thèm để ý nói. Mồ hôi lạnh trên trán Đường Long tuôn ra, không ngờ đối thủ lại lợi hại như vậy. Cục trưởng Bành, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, chúng ta có cần mời nhị công tử của Tần gia ra tay không? Tần Cừu nhị công tử của Tần gia cũng là cao thủ nội kình, anh ta không muốn làm phiền nhị công tử, nhưng vì sinh tử tồn vong, nếu người kia lợi hại như vậy, mời một lần cũng không phải không thể được. Không cần, tôi đã mời cao thủ, cậu yên tâm đi, không cần mang theo tên nhóc này. Cục trưởng Bành vẫy tay, mười phần tự tin. Hả? Hai mắt Đường Long sáng lên, nhưng lập tức lộ ra chút áy náy. Cục trưởng Bành này không nói sớm, sớm biết thế anh ta đã không mời Mạc Phàm, nếu mời đến, không thể đuổi Mạc Phàm về được. Cục trưởng Bành, Mạc tiên sinh cầm thẻ Tần gia chí tôn, còn là thầy thuốc, dẫn cậu ấy đi nói không chừng còn có tác dụng. Cục trưởng Bành hơi khiếp sợ, liếc mắt đánh giá Mạc Phàm. Thẻ Tần gia chí tôn, sao ông ta có thể không biết, chỉ là không ngờ tên nhóc này lại có. Xem ra chính tên nhóc này là người chữa bệnh cho Tần lão gia rồi. Nhưng ông ta cũng không để ở trong lòng, thanh danh căn bản vô dụng với loại tội phạm chạy trốn, đi mà nói chỉ có mất mạng. Chuyện này nguy hiểm biết bao nhiêu, cậu biết rồi đó, an toàn của cậu ta tôi sẽ cố gắng bảo vệ, nhưng không dám đảm bảo, cậu xem rồi làm. Cục trưởng Bành không vừa ý nói. Ha ha, cảm ơn cục trưởng Bành. Đường Long vội vàng cười nói. Đi thôi. Đúng rồi, cục trưởng Bành, cao thủ ông tìm là ai thế, không phải là Đường gia. Đường Long tò mò hỏi. Đến đó cậu sẽ biết, có thể đáng tin hơn người cậu tìm nhiều. Cục trưởng Bành liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Mạc Phàm cười, không thèm để ý. Một con kiến cắn mình còn cần cắn lại sao? Nhóm người rời khỏi Hoàng gia Cửu Hào, đi đến Yến Quy Lâu. Yến Quy Lâu là một sản nghiệp khác của Đường Long. Nhà hàng không lớn, hoàn toàn là kiến trúc cổ xưa, tổng cộng có 9 tầng, ngọn đèn hoa lệ ở bên ngoài làm cho cả tòa nhà 9 tầng như tòa bảo tháp, phía trước là quảng trường. Bởi vì Yến Quy Lâu ở đoạn đường phồn hoa, bình thường vô cùng náo nhiệt. Nhưng xung quanh đều treo biển, tạm thời nghỉ bán, hôm nay sửa chữa, cho nên cả tòa lâu như một tòa quỷ lâu, ngay cả đèn cũng không có mấy cái bật. Ngoại trừ phía trước cửa có mười mấy người đứng ở bên ngoài, xung quanh không có một người. Đường Long nhìn thấy đám người trước cửa, một người đàn ông trung niên tinh tráng mặc trang phục luyện võ màu trắng, mắt lập tức sáng lên, vội vàng đi tới. Long sư phụ, tôi nghe cục trưởng Bành tự tin mời được cao thủ, không ngờ lại là Long sư phụ, có Long sư phụ ở đây, tối nay thật sự không cần lo lắng rồi. Đường Long cười nói, Long sư phụ sao? Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, đánh giá Long sư phụ mà Đường Long nói. Lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ nội kình trên địa cầu, không khỏi nhìn thêm vài lần. Mỗi hơi nhập thể của Long sư phụ đều rất dài, đi vào hết, nhưng khi ra chỉ có 6 phần, 2 phần còn lại tràn ra thông qua lỗ chân lông, 2 phần giữ lại ở trong người, lưu chuyển theo kinh mạch, sau mấy đại chu thiên, khí này sẽ rơi vào trong đan điền. Cấp bậc như trúc cơ sơ kỳ hắn, nhưng nguyên lý khác hoàn toàn. Còn thực lực thế nào, phải ra tay mới biết được. Nói hay lắm, nói hay lắm. Long sư phụ cười nhẹ, vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng ánh mắt liếc nhìn Mạc Phàm, nhíu mày. Đường tiên sinh, cậu mang đứa trẻ này là. Chuyện tối nay là giúp đỡ cảnh sát phá án. Nếu có thể hoàn thành, đến lúc đó sẽ luận công ban thưởng, mang thêm một người sẽ mất đi ít công lao. Đối phương là cao thủ cấp bậc nội kình, ở đây chỉ có ông ta có thể chế ngự đối phương, tất nhiên không hy vọng có người không liên quan đến cướp đoạt công lao của ông ta. Cậu ta là người ông chủ Đường tiến cử. Cục trưởng Bành lạnh nhạt liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, lạnh nhạt nói. Long khiếu nhíu mày, lạnh lùng nói với Mạc Phàm. Nhóc con, tên bắt cóc này rất lợi hại, không muốn chết thì quay về đi, đừng vì chút tiền mà bỏ mạng. Mạc Phàm cười. Ý của ông là ông rất lợi hại sao? Một câu này vừa nói ra, tươi cười trên mặt Long khiếu lập tức cứng ngắc. Nhóc con, cậu muốn chết có phải không? Dám nói chuyện với sư phụ tôi như vậy, có tin tôi đánh nát xương cốt của cậu như bàn đá cẩm thạch dễ vỡ này không? Trần Thiên Tinh đệ tử của Long sư phụ tức giận nói, quả đấm vang lên. Thiên Tinh, không thể vô lễ với khách của Đường Tổng.
Long sư phụ giơ tay ngăn cản. Trần Thiên Tinh hung dữ trừng mắt với Mạc Phàm một cái, không cam lòng lùi về. Nhóc con, khẩu khí lớn thật, sư phụ của cậu là ai? Long Khiếu trầm giọng hỏi. Công phu của tôi do một thầy thuốc dạy, nói ông cũng không biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thầy thuốc dạy sao? Long Khiếu cười, lập tức yên tâm. Nếu không có sư phụ chính thống dạy, dám hung hãn với ông ta ở đây. Nhóc con, sư phụ cậu không phải là người trong giới võ thuật, chắc chắn không ai nói cho cậu biết, lúc Long Khiếu tôi không có địch thủ đánh khắp Đông Hải, cậu còn chưa sinh ra đâu. Mạc Phàm lắc đầu. Không có địch thủ đánh khắp Đông Hải sao? Những lời này của ông để Đường Gia và lão Tam Tần Gia nghe thấy, sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Khuôn mặt Long Khiếu lập tức đỏ bừng, những người có bối cảnh ở thành phố Đông Hải đều biết, lợi hại nhất thành phố Đông Hải là gia chủ Đường Gia, sau đó đến lão Tam Tần Gia, ông ta đứng thứ ba hay không còn chưa dám chắc. Nhóc con, cậu muốn thử không? Long Khiếu không nhịn được giận dữ hét. Long sư phụ đừng tức giận, chỉ cần chuyện này thành, 2.000 vạn nhất định sẽ gửi vào thẻ của ông, ngoài ra tôi sẽ đưa thêm 1.000 vạn. Đường Long vội vàng ngăn cản, nếu không ngăn cản, còn chưa tìm được kẻ thù, người một nhà đã đánh nhau trước rồi. Long Khiếu hừ lạnh một tiếng, nói với Đường Long. Tôi cũng là tốt bụng, cậu ta không biết suy xét, tự mình muốn chết, đến lúc cậu không để ý được, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, gần đến lúc rồi, chúng ta vào thôi. Ông ta nói xong không để ý đến Mạc Phàm, đi vào trong nhà hàng. Cục trưởng Bành cũng không nói gì, nhanh chóng theo sau. Đường Long cười tạ lỗi với Mạc Phàm, mang theo A Hào đi vào. Trái lại Trần Thiên Tinh đồ đệ của Long Khiếu chắn trước mặt Mạc Phàm. Bây giờ rời đi còn kịp, đợi vào nhà hàng, muốn rời đi chỉ có thể nhảy lầu, nghe nói xế chiều hôm nay có 60 con chim non đi vào mà không đi ra được. Ví tiền của anh rơi kìa. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, chỉ sau lưng Trần Thiên Tinh nói. Trần Thiên Tinh gần như nghiêng đầu đi theo bản năng, nhìn về phía sau. Làm sao? Mạc Phàm cười đi tới bên cạnh, ném một cái ví tiền sang một bên, cười mỉa nói. Anh không chỉ mù, còn ngốc nữa. Vẻ mặt Trần Thiên Tinh sửng sốt, lúc này mới biết là bị Mạc Phàm lừa, khuôn mặt đỏ bừng trong chớp mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nhóc con, cậu đừng hung hãn quá sớm, đợi vào nhà hàng rồi, không có sư phụ tôi bảo vệ, xem cậu đi từ trên lầu xuống thế nào. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, đi theo lên lầu. Con kiến kêu gào, không cần thiết phải nghe. Vừa đến cửa nhà hàng, cho dù là Đường Long hay cục trưởng Bành, Long Khiếu, sắc mặt lập tức nghiêm túc hơn, dù sao bên trong là cao thủ nội kình. Sư tử vồ thỏ vẫn cần dùng toàn lực, càng không nói đến đối phó với sư tử cùng loại. Rầm, cửa nhà hàng bị Long Khiếu đẩy ra, mấy người đi vào căn phòng ánh đèn mờ tối, đại sảnh tầng 1 không có một bóng người. Tôn Hổ, không phải mày tìm tao sao, tao đến rồi. Nhanh cút ra đây cho ông. Đường Long quát lên. Giọng nói vang vọng khắp nhà hàng yên tĩnh, nhưng không có ai đáp lại. Không phải là nhìn thấy sư phụ tôi đến đây, chạy mất rồi chứ? Trần Thiên Tinh đồ đệ của Long Khiếu khinh thường nói. Anh ta vừa mới nói xong, chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Bước chân rất chậm, nhưng mỗi bước đi đều như chấn hồn, đập vào ngực Đường Long. Đường Long nhìn hành lang, không ngừng nuốt nước miếng. Cúc áo sơ mi đã cởi ra một cái, vẻ mặt vẫn vô cùng khó coi như trước. Rất nhanh, chỗ cầu thang có thêm một người. Mắt Mạc Phàm nheo lại, nhìn về phía cầu thang. Người này mặc đồ thể thao màu đen, máu loãng trên tay rơi từng giọt, mũ đội trên đầu như che lấp cả khuôn mặt, có vẻ vô cùng thần bí. Nhưng mũ này không ngăn được tầm mắt của Mạc Phàm. Người này tầm tuổi của Đường Long, 30 tuổi, mặt như được điêu khắc, ánh mắt vô cùng sắc bén. Giống như hai thanh đao. Người này là Tôn Hổ mà Đường Long nói. Tôn Hổ đi đến tầng 1, nhìn lướt qua mọi người, cởi mũ xuống, khóe miệng cong lên nụ cười hung ác nham hiểm. Long ca, đã lâu không gặp. Mày còn dám quay về sao, thuộc hạ của tao đâu? Đường Long kìm nén trong lòng, hỏi. Đám ngu ngốc kia, thành thật thì được tôi nhốt ở tầng 9 rồi, đám còn lại, ha ha. Tôn Hổ liếm máu trên tay, cười gằn nói. Rốt cuộc anh ta đã làm gì, không nói cũng biết. Đường Long nhíu mày, mắt gần như sắp phun ra lửa. Hơn 100 thuộc hạ của anh ta, có mấy người thành thật, chắc chắn bị Tôn Hổ thu thập không ít,
nhìn máu trên tay Tôn Hổ là biết. Tôn Hổ, mày đúng là tàn nhẫn. Đường Long cắn răng nói. Tôi tàn nhẫn à, năm đó tôi chạy trốn, anh đã làm gì những thuộc hạ của tôi? Tôn Hổ cười gằn nói. Lông mày Đường Long nhíu lại, năm đó Tôn Hổ chơi người phụ nữ của anh ta xong. Anh ta cũng mượn cớ lừa gạt Tôn Hổ tới, ngầm sắp xếp sát thủ, cuối cùng Tôn Hổ dùng người phụ nữ kia cản mấy dao, mới chạy trốn tránh được một kiếp. Còn những thuộc hạ của Tôn Hổ, có thể thu dưới trướng anh ta đều thu hết, không chịu theo anh ta, cơ bản đều bị anh ta đánh tàn phế rồi. Bây giờ Tôn Hổ ăn miếng trả miếng, sắc mặt anh ta lập tức vô cùng âm u. Tôn Hổ, mày đừng tưởng rằng mày luyện võ đến nội kình, là có thể hung hãn ở Đông Hải, nói cho mày biết, nếu tao dám đến là đã sắp xếp chu toàn rồi. Tôn Hổ cười không cho là đúng, rét lạnh nhìn lướt qua đám Mạc Phàm, cuối cùng nhìn Long Khiếu ở chính giữa. Đây là cao thủ nội kình anh mời tới sao? Long sư phụ, nếu ông có thể bắt anh ta giúp tôi lại cho ông thêm 2.000 vạn. Đường Long được ăn cả ngã về không nói. Lần này Tôn Hổ quay về, chắc chắn là muốn giết anh ta, chỉ có thể đặt cược tiền lên người Long sư phụ mà thôi. Tài sản của anh ta 100 triệu, nếu chi 5.000 vạn mà lấy được mạng, đối với anh ta mà nói không đáng kể chút nào. Long Khiếu hơi vui vẻ, chỉ trong phút chốc, tiền trả thù lao đã tăng lên gần gấp đôi rồi. Thiên Tinh, sát khí của người này quá nặng, còn giúp phi sư dạy dỗ cậu ta một chút. Long Khiếu nói với Trần Thiên Tinh, loại chuyện này cần gì phải ông ta ra tay, có đồ đệ của ông ta là đủ rồi, một cao thủ nội kình mà thôi, đồ đệ này của ông ta mới luyện đến nội kình, đủ để đối phó tên bắt cóc này. Dạ, sư phụ. Trên mặt Trần Thiên Tinh lộ ra kiêu ngạo, chắp tay với Tôn Hổ. Mời. Chỉ dựa vào cậu sao? Không biết sống chết. Tôn Hổ cười mỉa nói, ánh mắt sắc bén không ít. Sư phụ không ra. Lại sai đồ đệ, rõ ràng là xem nhẹ anh ta. Người như anh căn bản không cần sư phụ tôi ra tay, tôi thu thập anh là đủ rồi, ra tay đi, nếu không đừng trách tôi thủ hạ vô tình. Trần Thiên Tinh khẽ nâng cằm, khiêu khích nói. Nói khoác mà không biết ngược, đi chết đi. Tôn Hổ cười mỉa, bỗng nhiên tinh quang trong mắt tăng lên, giơ chân lên rất nhanh, đạp mạnh Trần Thiên Tinh. Răng rác, tiếng xương cốt gãy ra vang lên. Trần Thiên Tinh không phản ứng kịp, liền bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, vách tường lung lay. Sắc mặt Long Khiếu thay đổi, vội vàng đi qua thăm dò vết thương của Trần Thiên Tinh. Sắc mặt Đường Long lập tức trầm xuống, vô cùng khó coi. Trần Thiên Tinh, thuộc hạ của Long Khiếu bị một cước đá bay. Chuyện này, Đường Long khiếp sợ không nói nên lời, hai mắt vội vàng nhìn chằm chằm Long Khiếu, giống như nhìn cọng rơm cứu mạng. Cục trưởng Bành chau mày. Tay nâng súng lên. Mí mắt Mạc Phàm khẽ nâng, liếc mắt nhìn Tôn Hổ một cái, không nói gì. Long sư phụ nhìn lồng ngực Trần Thiên Tinh, phẫn nộ đồng thời trong mắt cũng hiện lên chút hoảng sợ, bản lĩnh của đồ đệ mình ông ta hiểu rõ. Tuy mới tiến vào cảnh giới nội kình, ông ta dốc toàn lực cũng khó thắng đồ đệ này, nếu không sao hôm nay ông ta lại mang tới. Thực lực của đồ đệ ông ta như vậy, lại bị Tôn Hổ một cước đá bay. Chắc chắn thực lực của đối phương trên bọn họ rất nhiều. Nhưng chuyện đã đến nước này, vì thể diện ông ta chỉ có thể kiên trì. Các hạ dám đánh lén, quá đê tiện rồi. Đánh lén, nếu cậu ta thật sự lợi hại, sao có thể bị tôi đánh trúng? Tôn Hổ cười mỉa, không xấu hổ chút nào. Được làm vua thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé, đánh lén hay không đánh lén cái gì, có thể thắng đó là vương. Đồ đệ của tôi là học nghệ không tinh. Để sư phụ tôi tới lĩnh giáo thủ đoạn của các hạ đi. Sắc mặt Long sư phụ đỏ bừng, tức giận nói. Lão già kia, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì, hôm nay ông đây tới là để giết người, nếu bản lĩnh của ông không như ông nói, lát nữa ông cũng sẽ không kém đồ đệ của ông bao nhiêu đâu. Trong mắt Tôn Hổ hiện lên sát ý. Càn rỡ, lão phu tới dạy cậu làm người như thế nào. Cuối cùng Long sư phụ không thể nhịn được nữa. Ông ta uy phong cỡ nào ở thành phố Đông Hải, không biết bao nhiêu con nhà giàu muốn bái ông ta làm thầy, đều bị ông ta từ chối, ngay cả thị trưởng thấy ông ta cũng phải gọi một tiếng Long Đại Sư, vậy mà tên nhóc này dám nhục nhã ông ta. Ông ta nổi giận gào lên một tiếng, tay nắm thành quyền, một quyền đánh về ngực Tôn Hổ. Một quyền nhìn không biến hóa nhiều, nhưng tay có gió bão bám vào, tranh chữ trên tường trong nhà đều bị gió thổi bay phấp phới, cốc chén bị thổi đổ. Lăn từ trên bàn xuống,
rơi vỡ nát. Một đấm đánh ra, tứ phương lay động. Mắt Tôn Hổ hơi nhíu lại, lộ ra chút bất ngờ, sau đó cười mỉa. Tốt mã rẻ cùi. Bớt nói linh tinh đi, hãy nhận lấy quả đấm thật này. Lông mày Long sư phụ nhướn lên, tức giận nói. Thấy một quyền của Long Khiếu sắp đánh tới, tay Tôn Hổ giơ ra, năm ngón tay mở thành như móng vuốt, một lực hút tự nhiên xuất hiện trên tay anh ta, khí thế Long Khiếu vừa ngưng tụ tự sụp đổ trong chớp mắt. Cái gì? Sắc mặt Long Khiếu thay đổi. Hai người va chạm vào nhau, giống như một quả bom nổ mạnh bên cạnh bọn họ. Tất cả tiểu lâu vì chuyện này mà chấn động, Long Khiếu lùi về sau 5 bước, Tôn Hổ lùi về sau 1 bước. Thắng bại chưa phân, nhưng mạnh yếu vừa nhìn là biết. Sao lại có chuyện như vậy? Sắc mặt Long Khiếu vô cùng tái nhợt. Sợ sao, không phải ông muốn dạy tôi làm người à, hay là tôi dạy ông luyện võ như thế nào nhé? Tôn Hổ cười hung dữ, như báo săn ngửi được mùi máu, đánh móc sau gáy Long Khiếu. Móng tay như lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần đụng chúng vào thịt sẽ bị xé rách. Long Khiếu tự biết không địch lại, nhưng không thể trốn thoát thế công sắc bén của Tôn Hổ, vận chuyển nội kinh, thi triển ngũ phương quyền đến mức tận cùng, thân pháp cũng vận dụng đến cực hạn, không dám có chút lười biếng, miễn cưỡng chống đỡ. Rầm rầm, tiếng ù ù vang lên, gió bão nổi lên, tàn phá trong nhà hàng. Không lâu sau, toàn bộ căn phòng lộn xộn hết, vách tường vỡ nát, dụng cụ dập nát. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, nhìn hai người liều mạng với vẻ hứng thú. Tuy không so được với đấu pháp của cao nhân ở tu chân giới, nhưng ít ra đẹp hơn đánh nhau bình thường nhiều. Đường Long không bình tĩnh như vậy, không ngừng nuốt nước miếng, sau lưng ẩm ướt một vùng lớn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cao thủ nội kình quá lợi hại, tốc độ của hai người đều nhanh anh ta không nhìn được, chỉ cảm thấy hai người va chạm vào nhau như có một quả bom nổ mạnh, vô cùng khủng bố. Rầm, một tiếng rất lớn, hai người lại tách ra. Một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, lùi 5-6 thước mới dừng lại. Đường Long nhìn về phía người kia, là Long Khiếu anh ta mời đến. Lúc này sắc mặt Long Khiếu tái nhợt, một tay ôm ngực, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, rõ ràng là bị đánh bại. Không ngờ tới các hạ là cao thủ nội kình trung kỳ, trách không được lợi hại như vậy. Long Khiếu nói, tôi nội kình trung kỳ cái rắm. Loại nội kình sơ kỳ chưa từng giết người như ông, có năng lực đánh đồng với người liếm máu trên dao như tôi sao? Tôn Hổ kiêu ngạo nói. Gương mặt già nua của Long Khiếu đỏ bừng, vốn muốn lấy lại chút mặt mũi cho mình, ai biết bị Tôn Hổ đâm thủng. Tôn Hổ đánh bại Long Khiếu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Đường Long, lấy dao găm đen bên hông ra, bước từng bước đến chỗ Đường Long. Long ca, tự anh ra tay, hay là tôi tự mình chém anh vạn đao đây? Vẻ mặt Đường Long thay đổi, trong lòng trầm xuống. Tôn Hổ, nhanh giơ tay lên, nếu không tôi sẽ bắn chết cậu. Ngón tay cục trưởng Bành để sẵn ở cò súng, cảnh cáo nói. Khi ông ta làm cảnh sát hình sự, có tiếng là tay súng thiện xạ, Long Khiếu và đồ đệ của Long Khiếu đều bị đánh bại, chỉ có thể dựa vào ông ta rồi. Khóe miệng Tôn Hổ nhếch lên, không có kích động, dao trên tay chuyển động, cười gằn nhìn về phía cục trưởng Bành, bước một bước về phía cục trưởng Bành. Bắn chết tôi sao, ông thử xem, có thể bắn chết tôi hay không? Cục trưởng Bành khẽ nhíu mày, bóp cò không chút do dự. Bằng một tiếng, đạn bay ra. Một màn khó mà tin xuất hiện, hình như Tôn Hổ nhìn được đường của viên đạn, thân thể tránh sang một bên với tốc độ rất nhanh, thoải mái trốn tránh. Cục trưởng Bành và Đường Long sửng sốt, sau đó tái mét. Đây là người sao? Cục trưởng Bành từng tham gia nhiệm vụ bắt kẻ cướp cấp bậc nội kình. Nhưng chưa bao giờ thấy qua cảnh bọn họ trốn đạn. Păng păng păng, cục trưởng Bành bắn ra liên tục mấy phát, Tôn Hổ đều trốn tránh được. Dùng hết đạn rồi, có phải đến lượt tôi rồi không? Tôn Hổ tiện tay ném một cái, dao trong tay đâm thủng tay cục trưởng Bành, đặt trên vách tường cùng với súng lục. A! Tiếng kêu thảm thiết của cục trưởng Bành truyền từ trong miệng ra. Ha ha! Thu phục cục trưởng Bành xong, Tôn Hổ cười đắc ý. Long ca, cao thủ và cảnh sát anh mời đến đều không làm gì được tôi, anh còn trông cậy vào ai đây? Hoàn toàn không để Mạc Phàm ở trong mắt. Sắc mặt Đường Long xám như tro tàn, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Muốn ra tay với Long ca, thì giết tôi trước. A Hào dứt khoát ngăn cản trước người Đường Long. A Hào, tránh ra, oan có đầu nợ có chủ, để anh ta giết tôi đi.
Đường Long thấy A Hào còn dám đứng ra, hơi sững sờ. Nhiệt huyết cũng theo đó sôi trào hừng hực, dù sao cũng chết. Ha, còn rất nghĩa khí, vậy chó giữ nhà của anh chết trước đi. Trong mắt Tôn Hổ lộ ra khinh miệt, một quyền đánh về phía A Hào. Quả đấm chưa tới, gió bão đã thổi A Hào không mở mắt ra được. Ngay phía sau, một giọng nói bình tĩnh truyền từ bên cửa sổ đến. Đường Long, có cần tôi giúp một tay không? Đường Long sửng sốt, nhìn người vừa nói, chỉ thấy Mạc Phàm vẫn đứng bên cạnh, không biết đã đến bên cạnh A Hào lúc nào. Thân thể to lớn của A Hào được Mạc Phàm xách lên, tránh thoát một quyền của Tôn Hổ. Nhưng sắc mặt của anh ta vẫn không chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt lóe lên bất định. Long khiếu đều đã bị đánh bại, kỹ thuật bắn súng của cục trưởng Bành cũng vô dụng, Mạc Phàm là đối thủ của Tôn Hổ sao? Tôn Hổ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa đầy khinh thường. Từ lúc anh ta tiến vào đã nhìn thấy người thanh niên này, nhưng không để ở trong lòng. Một đứa con nít cũng muốn tìm cái chết, anh ta không ngại giết thêm một người. Ở trong mắt anh ta chỉ có hai loại người, kẻ thù và tình nhân. Cho dù kẻ thù là nam nữ già trẻ, cũng không để lại một ai. Không chỉ đứa trẻ này, hôm nay tất cả những người trong nhà hàng này cũng đều phải chết. Ngay cả cậu mà cũng muốn giải quyết tôi, muốn tiền đến điên rồi à? Tôn Hổ cười mỉa nói, nhưng không lơ là thiếu cảnh giác. Tuy anh ta không nhìn ra cảnh giới của Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm nhìn thấy thực lực của anh ta như vậy mà dám đứng ra. Nếu không phải thật sự có bản lĩnh, thì là kẻ ngốc như A Hào. Mạc Phàm còn nhỏ tuổi, có thể nhấc A Hào bằng một tay, sức mạnh không tệ, hẳn là vế trước. Mạc Phàm không trả lời Tôn Hổ, mà để A Hào sang một bên. Cảm ơn Mạc tiên sinh. A Hào lấy lại tinh thần, đầu đầy mồ hôi, cảm kích nói. Nếu không phải Mạc Phàm kéo anh ta ra, anh ta đã chết dưới tay Tôn Hổ rồi. Không cần cảm ơn, sang một bên nghỉ ngơi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. A Hào giúp hắn mấy chuyện. Tất nhiên hắn sẽ không nhìn A Hào đi tìm chết. Mạc tiên sinh, dạ. A Hào muốn nhắc nhở Mạc Phàm cẩn thận, miệng mở ra lại đóng lại, lùi sang một bên. Đường Long nhìn biểu cảm bình tĩnh của Mạc Phàm, trong lòng nổi lên gợn sóng, Mạc Phàm thật sự có thể thắng Tôn Hổ sao? Mạc tiên sinh, nếu cậu giúp tôi bắt được anh ta, tôi cho cậu 5.000 vạn. Đường Long cắn răng nói. Dù sao đều là chết, nhớ đâu Mạc Phàm thật sự làm được thì sao? Tuy khả năng này không lớn lắm. Lông mày Mạc Phàm nhướn lên. 5.000 vạn thì không cần, giúp tôi làm một chuyện là được. Chỉ cần Mạc tiên sinh giúp tôi bắt anh ta, 5.000 vạn như trước, cộng thêm việc Mạc tiên sinh cần tôi làm. Đường Long hào phóng nói. Lúc này không chơi lớn không được. Sau ngày hôm nay, anh sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Mạc Phàm cười nhạt nói, rời mắt nhìn Tôn Hổ. Tự phế một cánh tay. Rời khỏi Đông Hải, anh có thể sống sót. Đường Long sửng sốt. Long Khiếu cũng sửng sốt, tên nhóc này còn ngông cuồng hơn cả Tôn Hổ. Tôn Hổ là thật sự có bản lĩnh, tên nhóc này chỉ biết nói dóc. Thực lực của Mạc Phàm còn không bằng đồ đệ của ông ta đã thành phế nhân, ông ta cũng không dám nói chuyện với Tôn Hổ như vậy. Nhóc con, đừng sơ suất, cậu ta thật sự rất lợi hại, không phải người cậu có thể đối phó. Hửm. Khóe miệng Tôn Hổ hơi nhếch lên. Nhóc con, khẩu khí không nhỏ, không biết cậu có bao nhiêu bản lĩnh. Bản lĩnh của tôi, không phải loại người phàm phu tục tử như anh có thể tưởng tượng nổi. Hửm. Lông mày Tôn Hổ cau lại, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nhóc con, đợi tôi bẻ gãy hết chân tay cậu ra, nhét vào miệng cậu, không biết cậu còn nói ra những lời như vậy nữa hay không. Tôn Hổ, cậu ấy là ân nhân của Tần gia. Trong tay còn có thẻ Tần gia Chí Tôn, nếu mày làm cậu ấy bị thương, chẳng khác nào ra tay với Tần gia. Đường Long kêu lên. Anh ta không biết Mạc Phàm mạnh như thế nào, cộng thêm những lời này, có lẽ có thể làm Tôn Hổ kiêng kỵ chút, nói không chừng còn có thêm chút phần thắng. Tần gia sao, đây là lá bài cuối cùng mà anh chưa lật à, nếu tôi đến Trung Quốc có lẽ còn e ngại ba phần, nhưng tôi giết chết tên này chạy ra nước ngoài, Tần gia có năng lực gây khó dễ cho tôi sao? Tôn Hổ cười mỉa nói, không sợ hãi. Đường Long, đừng nói những lời vô dụng nữa, đợi tôi bóp nát xương cốt trên người tên nhóc này, sẽ đến lượt anh và người ở đây rồi. Sắc mặt Đường Long trầm xuống, rơi vào đáy cốc.
Ngay cả Tần gia cũng không làm Tôn Hổ khiếp sợ, lần này tất cả xong rồi. Mạc Phàm còn là vị thành niên, sao có thể là đối thủ của Tôn Hổ cao thủ nội kình sơ kỳ được. Mạc tiên sinh cẩn thận. A Hào lo lắng nói. Mới vừa rồi được Mạc Phàm cứu một mạng, địa vị của Mạc Phàm ở trong lòng anh ta không chỉ là người cầm thẻ Tần gia nữa rồi. A, cẩn thận hẳn là anh ta mới đúng. Mạc Phàm cười nhẹ, bóp pháp ấn trên tay. Ngọc bội vẫn treo ở eo hắn lập tức bắt đầu sáng lên. Anh muốn bóp nát xương cốt toàn thân tôi sao? Trên mặt Mạc Phàm không có sợ hãi, chất vấn. Nhóc con, bớt nói linh tinh đi, đi chết đi. Tôn Hổ không kiên nhẫn nói, dưới chân vừa động, sàn nhà bằng gỗ lập tức nghiền nát, thân thể anh ta như báo săn, bóng đen chớp lóe, đến trước người Mạc Phàm. Năm ngón tay nhanh chóng nắm lấy bả vai Mạc Phàm, tiếng ngón tay cắt qua không khí vang lên. Móng vuốt hung mãnh như vậy, chắc chắn sẽ xé rách bả vai Mạc Phàm mất. Thấy tay Tôn Hổ sắp nắm lấy vai Mạc Phàm. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, trên mặt sóng nước chẳng sao lộ ra một chút lạnh lẽo. Muốn bóp nát xương cốt toàn thân tôi, phải hỏi xem pháp khí của tôi có đồng ý hay không đã. Lời này vừa nói ra, pháp ấn hình thành một màn hào quang xuất hiện xung quanh hắn, kim quang nở rộ, bên trong ẩn ẩn có kinh văn lưu truyền. Vừa rồi Mạc Phàm còn có chút yếu ớt, khi màn hào quang xuất hiện, trong chớp mắt giống như một pho tượng kim cương hàng lâm, vững như Thái Sơn. Một dòng khí hùng hậu, chắc chắn, to lớn dập dờn xung quanh Mạc Phàm tỏa ra. Đường Long, cục trưởng Bành, A Hào lập tức cảm thấy như Thái Sơn đè nặng, hô hấp đều có chút khó khăn, Long khiếu vận chuyển nội kình nên thoải mái hơn chút. Tôn Hổ giống như đang đánh lên một màn nước vậy. Nước bên trong lõm xuống một chút, rồi bắn trở về. Một vuốt chí mạng đến trước mặt Mạc Phàm, cứ thoải mái cản xuống như vậy, căn bản không làm hại được Mạc Phàm chút nào. Đây là pháp khí, tên nhóc cậu lấy đâu ra pháp khí? Tôn Hổ vô cùng kinh ngạc nói. Pháp khí vô cùng chân quý, ngay cả anh ta cũng không có. Ở đâu ra anh không có tư cách biết, anh chỉ cần nhớ kỹ cho dù ngàn sinh muôn đời, tôi cũng không phải là người anh có thể trêu chọc, bây giờ thử xem một quyền của tôi đi. Ánh mắt Mạc Phàm nghiêm nghị. Hắn vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, quả đấm nắm chặt, tám mặt trong nhà hàng lập tức nổi lên gió bão, linh khí và kình phong như nước dũng mãnh lao tới trong quy u ả đấm của hắn. Vừa rồi là pháp khí, bây giờ là nội kình sao? Sắc mặt Tôn Hổ thay đổi, trên khuôn mặt lạnh lẽo như dao tràn đầy hoảng sợ. Thế lực này ngay cả cao thủ nội kình cũng không thể thi triển, cho dù là cao thủ nội kình, cũng là người nổi bật nhất trong cao thủ nội kình. Cao thủ nội kình có thể điều khiển pháp khí, võ pháp song tu sao? 16 tuổi. Làm sao có thể? Anh ta cũng không sợ hãi, nội kình rót vào chân, một cước đánh vào một quyền Mạc Phàm đang đánh tới, giống như roi thép. Một quyền một cước, trực tiếp đụng vào cùng một chỗ. Tiếng rầm rầm vang lên, cả tòa nhà lay động vài cái trong phạm vi lớn, giống như có thể sập xuống bất cứ lúc nào, bụi của vụn gỗ bay loạn khắp nơi. Khoảng chừng nửa phút sau, lúc này cả nhà hàng mới khôi phục lại yên tĩnh. Đợi bụi bặm rơi hết, Mạc Phàm vẫn đứng tại chỗ, mặt đất trước mặt hắn có một khe rãnh hơn ba thước. Trong góc sáng sủa, Tôn Hổ như gà gỗ, một chân bị chặt đứt, lộ ra xương trắng bên trong, một chân khác thì máu thịt mơ hồ, cũng lộ ra xương trắng. Mạnh như anh ta, bị một quyền của Mạc Phàm phế bỏ. Rất lâu sau, Đường Long mới lấy lại tinh thần từ trong một quyền của Mạc Phàm. Hai mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ánh mắt nhìn Mạc Phàm đã hoàn toàn thay đổi. Ngay cả súng và long khiếu đều thua dưới tay Tôn Hổ, Mạc Phàm chỉ cần một quyền đã thu phục Tôn Hổ rồi. Đâu chỉ là một quyền, rõ ràng là lựu đạn bùng nổ ném về phía Tôn Hổ. Lúc trước anh ta còn thấy Mạc Phàm có chút kiêu ngạo trước mặt Tôn Hổ, bây giờ anh ta mới hiểu câu nói vừa rồi của Mạc Phàm. Đồng ý yêu cầu của Mạc Phàm, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất của anh ta. Mạc Phàm quá lợi hại, y thuật cứu Tần lão gia, vậy mà võ thuật còn phế đi Tôn Hổ dễ dàng đánh bại Long Khiếu. Một màn vừa rồi kia, giống như trong phim võ hiệp, không đúng, là phim điện ảnh tiên hiệp. Lần này không chỉ được cứu rồi, ngay cả Tôn Hổ kẻ thù của anh ta cũng xong rồi. Chân đều đã phế đi, cho dù là cao thủ nội kình thì sao chứ? Trên mặt Đường Long hiện lên vui mừng đắc ý. A Hào và đồ đệ của Long Sự Phụ cũng đều là một biểu cảm, trên mặt khắc sâu hai chữ, khiếp sợ.
gương mặt già nua của Long Khiếu đỏ bừng, giống như bị ai tát mạnh mấy trăm cái. Trước khi ông ta đi vào còn kiêu ngạo nói với Mạc Phàm, bảo Mạc Phàm cẩn thận một chút. Càng ít người, công lao của ông ta sẽ càng nhiều hơn. Nhưng bây giờ nghĩ lại mà sợ, một là may mà tính tình Mạc Phàm tốt, không chấp nhặt với ông ta, nếu không một quyền vừa rồi cũng sẽ đập ông ta thành mảnh nhỏ. Hai là may mà Mạc Phàm đến đây, nếu không hôm nay tất cả bọn họ đều bị Tôn Hổ giết chết rồi. Tâm tình của cục trưởng Bành cũng không khác biệt lắm, khuôn mặt đau khổ, vẻ mặt khiếp sợ. Tên nhóc mà ông ta khinh thường quá lợi hại rồi. Không thể trêu chọc tên nhóc này, sau này tuyệt đối không thể trêu chọc. Không ngờ cậu còn trẻ tuổi như vậy đã đến nội kình đại thành. Tôn Hổ chịu đựng đau đớn nói. Bộ dạng Mạc Phàm mới có 16, 17 tuổi. Ngay cả sư phụ anh ta nổi tiếng là thiên tài võ học, cũng không có thiên phú nghịch thiên như vậy. Tôi không phải nội kình đại thành, tôi chỉ là nội kình sơ kỳ. Mạc Phàm không thèm để ý nói. Vậy mà Mạc Phàm cũng là nội kình sơ kỳ sao? Sắc mặt Tôn Hổ khẽ trầm xuống, giống như bị tát bốp một cái, anh ta mới đánh Long Khiếu, không ngờ lại bị Mạc Phàm đánh lại, phẫn nộ hiện lên trên khuôn mặt hung dữ của anh ta. Không có khả năng, sao nội kình sơ kỳ có thể giải phóng nội kình được? Thế giới này có quá nhiều chuyện không có khả năng, giống như anh cảm thấy tôi không có khả năng đánh bại anh, nhưng tôi đánh bại anh rồi. Mạc Phàm thu hồi tiểu kiếm, lạnh nhạt nói. Những chuyện bọn họ đoán chỉ ở một nơi nhỏ của địa cầu, mắt hắn nhìn ra vô số tinh vực, ánh mắt thiển cận quyết định có rất nhiều chuyện không có khả năng mà bọn họ không ngờ tới xảy ra. Tôn Hổ hơi nhíu mày, bỗng nhiên cười gằn. Cho dù cậu là nội kình đại thành hay nội kình sơ kỳ, thì cứ đợi người tới báo thù đi, đợi ông ấy đến đây, tất cả các người sẽ phải chết. Lúc này Long Khiếu nhìn thấy thứ gì trong tay Long Khiếu, bỗng nhiên kêu lên. Mạc đại sư, mau ngăn cản cậu ta đang gửi tin tức. Mắt Mạc Phàm hơi nhíu lại, lúc này mới nhìn thấy di động trong tay Tôn Hổ. Ha ha, muộn rồi, các người đều phải chôn cùng tôi. Tôn Hổ lấy điện thoại ra, tay khẽ dùng lực, di động và sim cùng bị bóp nát, Mạc Phàm muốn ngăn cản nhưng muộn quá rồi. Đường Long mới vô cùng kích động trên mặt lại trầm xuống, vừa rồi Tôn Hổ chỉ kéo dài thời gian, muốn gửi tin nhắn đi. Bây giờ tin nhắn đã gửi, không thể tránh được trả thù. Hiện giờ chỉ là cao thủ nội kình, tu vi của người tới trả thù là gì, Mạc Phàm thật sự có thể đối phó sao? Nhìn bộ dạng tự tin của Tôn Hổ, chắc chắn người giúp anh ta báo thù lợi hại hơn Mạc Phàm. Anh ta vốn định giết Tôn Hổ, sau đó để ở địa bàn kẻ thù trong thành phố khác, tạo ra cảnh Tôn Hổ bị kẻ thù của anh ta giết chết. Như vậy có thể che giấu nguyên nhân Tôn Hổ chết, còn có thể giải quyết một đối thủ. Bây giờ không thể giết Tôn Hổ rồi. Mạc tiên sinh, chuyện còn lại giao cho tôi đi. Đường Long cười nịnh nọt nói. Sao Mạc Phàm lại không hiểu ý của Đường Long, gật đầu. Tùy anh, đừng quên chuyện đồng ý với tôi là được. 2.000 vạn, không, ngày mai tôi sẽ gửi 5.000 vạn vào thẻ của cậu. Đường Long nịnh nọt nghiêm túc nói, thái độ với Mạc Phàm hoàn toàn biến thành một bộ dạng khác. Giống như một người bình thường đối đãi với thần linh. Một phàm nhân, làm sao dám nợ tiền của thần linh? Tôn Hổ cười mỉa, liếc mắt nhìn Đường Long đầy khinh bỉ. Đường Long, anh không dám giết tôi phải không? Không ngờ bây giờ anh lại hèn nhát đến vậy, anh đã không dám, vậy thì để tôi, các người đều chờ chết cả đi, còn cả mày nữa, nhóc con, mày đều phải chết chung với bọn họ thôi. Tôn Hổ nói xong, trong mắt hiện lên chút điên cuồng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, một cái tát đánh lên đầu mình. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên chút hàn quang, hắn vốn có thể ngăn cản Tôn Hổ, nhưng nghe Tôn Hổ uy hiếp, liền dừng lại. Tự mình muốn chết thì chết đi, kẻ nào đến báo thù, hắn liền giết kẻ đó. Hắn thoải mái như vậy, nhưng sắc mặt Đường Long, Long Khiếu lại rất khó coi, một đám giống như cả nhiễm xương. Mạc tiên sinh, phải làm sao bây giờ? Đường Long có chút hoang mang lo sợ nói. Anh ta thật sự không ngờ Tôn Hổ vì báo thù. Vậy mà tự sát rồi. Nếu là anh ta, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Vẻ mặt Long Khiếu cũng lo lắng, một Tôn Hổ ông ta đã không có khả năng đối phó, chắc chắn người đến đây sẽ lợi hại hơn, nếu để người kia điều tra ra, trái lại Mạc Phàm còn có khả năng còn sống, ông ta thì chắc chắn khó giữ cái mạng nhỏ này. Yên tâm đi, các anh đi thăm dò điều tra xem người anh ta bái vi sư là ai,
có tin thì nói cho tôi biết, cho dù là ai tới, tôi đều làm người đó một đi không trở về. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lúc này sắc mặt Đường Long và đám Long Khiếu mới tốt hơn một chút, dù sao một quyền vừa rồi của Mạc Phàm và màn hào quang kia cũng quá rung động, Mạc Phàm còn tự tin như vậy, nói không chừng chắc chắn có thể giết chết người sau lưng Tôn Hổ. Hơn nữa cho dù bọn họ không tin Mạc Phàm, thì có năng lực tin tưởng ai, chỉ có thể tin Mạc Phàm. Không còn chuyện gì thì tôi về trước, có tin gọi điện thoại cho tôi, nơi này anh tự thu dọn. Mạc Phàm vẫy tay nói. Dạ dạ dạ. Đường Long vội vàng gật đầu, sau đó lại hỏi. Mạc tiên sinh, vừa rồi cậu nói tôi giúp cậu làm một chuyện, là chuyện gì vậy? Chuyện đó thì thôi, bây giờ anh không thích hợp, anh gửi tiền vào thẻ của tôi là được rồi. Mạc Phàm nhíu mày nói. Hắn vốn định để Đường Long đẩy buôn bán xưởng dược trong nhà, bây giờ nghĩ lại vẫn nên thôi đi. Đường Long nhìn như diễu võ dương oai, không ai bì nổi ở thành phố Đông Hải, hôm nay vừa thấy, sau lưng cũng là nguy hiểm trùng trùng. Chuyện trong nhà, có thể không dính đến Đường Long thì không cần dính, tránh sau này mọc mầm tai họa lan tràn, dù sao bây giờ hắn cũng có nhiều người lựa chọn hơn rồi. Được. Đường Long cười xấu hổ, trong lòng biết Mạc Phàm thấy anh ta không được việc, cũng không dám có ý kiến gì, chỉ có thể cười theo. Một quyền đã đánh cao thủ nội kình tàn phế rồi, anh ta cũng không dám đắc tội. Một khi đắc tội, sẽ có kết cục như Tôn Hổ. Sau khi quay về biệt thự, Mạc Phàm vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, khôi phục linh khí, vứt chuyện ở Yến Quy Lâu ra sau đầu. Bây giờ chuyện hắn cần làm nhất là thăng cấp thực lực như trước. Giết một cao thủ nội kình, chỉ cần một quyền, đổi lại là kiếp trước hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu là đủ. Nhưng tu hành không thể gấp gáp được, chỉ có thể tích lũy từng giọt, trừ phi có thiên tài địa bảo. Nghĩ một lát, hắn lấy một hộp ngọc chứa mộc châm ra. Mỗi gốc đều dài hơn một ngón tay, giống như đá giống như gỗ, bên trên còn phiếm sinh cơ. Châm này tên là Hồi Xuân Châm, là một nhánh non mềm tạo ra bởi sinh trưởng trên tử mộc trăm năm, tinh hoa trong cây khô hồi xuân, cũng là thứ khó gặp. Khi chữa bệnh cho Tần lão gia, hắn đánh cược với Thường Ngộ Xuân loại châm này, Thường Ngộ Xuân thua, gần đây mới đưa châm tới. Hắn cầm lấy châm này, điều chỉnh hơi thở ở trạng thái tốt nhất trước, châm hai cây châm vào huyệt cực tuyền, huyệt thái dương của hắn trước, sau đó đến huyệt ti trúc, huyệt chiến trung và mấy huyệt khác. Chỉ trong phút chốc, trên khuôn mặt Mạc Phàm đỏ bừng, trên làn da trắng nõn có thể lờ mờ nhìn thấy huyết dịch nhanh chóng lưu động. Bộ châm pháp này tên là Thứ Huyết Châm, cùng một bộ châm thuật với Thứ Thần Châm khi hắn dùng để tôi luyện, thuộc cửu đoạn luyện thể thiên. Thứ thần kích thích tiềm chất trong cơ thể con người, phát huy tiềm năng ẩn giấu trong cơ thể, còn có thể nhanh chóng tôi luyện. Thứ huyết đơn giản hơn, kích thích khí huyết trong cơ thể, làm khí huyết càng ngày càng mạnh hơn. Thân thể tu giả cường đại hay không, có liên quan mật thiết đến khí huyết tràn đầy. Khí huyết càng cường đại, thân thể cũng càng mạnh. Thay vì nói châm thuật này là thứ huyết, chẳng bằng gọi là luyện huyết. Muốn thi triển thứ huyết châm cần châm thuộc tính mộc, tuy hồi xuân châm không tính là lựa chọn tốt, nhưng có thể tìm được thứ này ở nơi có linh khí khô cằn như địa cầu, đã tính là vận khí của hắn không tệ rồi. Thân thể giống như đồ chứa, nếu đồ đựng to lớn hơn, không chỉ chiến lực của hắn tăng lên không ít, linh khí chứa đựng trong cơ thể hắn cũng nhiều hơn một ít, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Ai bảo tài nguyên nghèo nàn như thế? Ngày hôm sau Đường Long gửi 5.000 vạn vào thẻ của Mạc Phàm. Thêm khoản tiền này nữa, tiền trong thẻ hắn lên đến một tháng hai chiêu, xem như không có vấn đề trả nợ nần trong nhà rồi. Nhưng chuyện này cần chút thời gian sắp xếp. Những số tiền này với y tiên bất tử hắn mà nói, chỉ là một con số, nhưng đối với cha mẹ lại không khác gì núi vàng núi bạc từ trên trời rơi xuống, phải tìm lý do tiếp nhận khác mới được. Buổi chiều là thời gian tự do hoạt động, Mạc Phàm đang nhắm mắt vận chuyển khí huyết, phát huy hiệu quả thứ huyết châm ở mức tốt nhất. Tiểu Phàm, cậu luyện gì vậy, sao lợi hại như thế? Một tay bàn tử xoay bút lông, một tay nâng mặt, tò mò nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm bằng tuổi anh ta bị Hoàng Mao, huấn luyện viên, Triệu Phi đánh bại, nhóm người này đều bại dưới tay Mạc Phàm. Cậu muốn học sao? Mạc Phàm mở to mắt hỏi. Nghĩ muốn mà được à? Bàn tử lộ ra do dự. Ai mà không muốn trở thành cao thủ võ lâm, hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu, nhanh chóng báo ân cừu. Tuy anh ta béo một chút, nhưng có tấm lòng này.
Đương nhiên còn có một nguyên nhân rất quan trọng, nghe nói người luyện võ không chỉ một đêm chơi ba người phụ nữ, còn có thể một đêm 11 lần. Nhưng cậu không muốn luyện tập gian khổ đúng không? Mạc Phàm liếc nhìn Bàn Tử đầy khinh bỉ nói. Kiếp trước hắn có quan hệ tốt với Bàn Tử như vậy, người này nghĩ gì hắn liếc mắt một cái liền biết. Thời gian Bàn Tử học Taekwondo không hề ngắn so với Triệu Phi, sở dĩ không đánh lại được Triệu Phi, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, quá lười. Ha ha! Bàn Tử cười mỉa, cũng không phản bác. Có võ công ăn cơm đi ngủ là trở nên lợi hại hay không? Đương nhiên loại võ công như Quỳ Hoa Bảo Điển, Liên Hoa Bảo Điển hay Tịch Tà Kiếm Phổ thì thôi đi, cha tôi còn trông cậy vào tôi nối dõi tông đường nữa. Mạc Phàm trợn mắt nhìn Bàn Tử một cái, lạnh lùng hỏi. Cậu nghĩ rằng tôi luyện võ công như Quỳ Hoa Bảo Điển, Liên Hoa Bảo Điển, Tịch Tà Kiếm Phổ sao? Ha ha, cậu đoán xem. Bàn Tử cười gian nói. Mạc Phàm có thể đè bẹp Vương Kinh Phi, triệu tập tứ đại mỹ nữ của trường trung học Đông Hải, mị lực thì khỏi phải nói. Khi toàn trường đều cho rằng Mạc Phàm sẽ yêu đương cuồng nhiệt với một người trong đó, Mạc Phàm cơ bản không ra khỏi phòng học. Tiếp xúc tối đa là Lý Thi Vũ, nhưng Lý Thi Vũ là chị họ hắn. Nếu không phải luyện loại võ công tự cung kia, sao có thể lạnh nhạt như vậy? Phải biết rằng chỉ một người trong tứ đại mỹ nữ, phía sau có không biết bao nhiêu người theo đuôi, có thể nói một câu với tứ đại mỹ nữ, là chuyện không ít người cầu mà không được. Ngoài ra nếu Mạc Phàm luyện loại tà công kia, võ công lợi hại như vậy cũng rất dễ giải thích. Võ công ăn cơm đi ngủ có thể mạnh thì không phải không có, nhưng công pháp đi ngủ kia làm cậu ngủ rất nhiều, một ngày tỉnh chưa được 2 tiếng, công pháp ăn cơm thì cậu phải ăn không ngừng nghỉ, thứ gì cũng ăn, cậu muốn cân nhắc một chút không? Mạc Phàm tức giận nói. Thiên Miên Thần Công và Kình Thôn Đại Pháp đều có vẻ phù hợp với yêu cầu của Bàn Tử, là hắn lấy được trong tay Thiên Miên lão nhân và một vị tu sĩ của yêu tộc. Cấp bậc đều không thấp, không cần tự cung, tai hại cũng không nhỏ, kỳ nhân dị sĩ không thể tiếp nhận. Bàn Tử bĩu môi, vì một đêm 11 lần, một ngày chỉ tỉnh lại 2 tiếng, còn cái gì cũng ăn, quyết định bỏ qua. Nói không chừng còn chưa xong 11 lần, đã ngủ thiếp đi, hoặc bắt đầu ăn thứ gì đó. Vậy thì quá xấu hổ rồi. Quả nhiên tôi không thích hợp trở thành cao thủ, tôi vẫn nên làm người mập thì hơn, chuyện cứu vớt thế giới này, cậu đi hoàn thành đi. Mạc Phàm hết nói nổi. Còn là Sử Nam không? Hai mắt Bàn Tử hơi sáng lên, mặt không đỏ tim không đập nhanh, cười xấu xa nói. Phá thân ở trong mộng có tính không? Không tính. Mạc Phàm nói. Vậy thì vẫn còn. Bàn Tử cười nói. Hắn lấy giấy bút, viết xuống một phương thuốc, ném cho Bàn Tử. Bốc thuốc dựa theo phương thuốc này, ngày mai mang cho tôi. Bàn Tử sững sờ cầm lấy phương thuốc, trình độ kinh ngạc không kém gì nhìn thấy huấn luyện viên Taekwondo bị đánh bay. Tiểu Phàm, cậu còn biết y thuật sao? Anh ta không biết Mạc Phàm cứu Tần lão gia, cũng không biết gần đây Mạc Phàm có danh hiệu là thần y chữa trị ung thư ở thành phố Đông Hải. Sư phụ dạy tôi võ công có dạy tôi một chút, cậu dựa theo đơn thuốc là được. Mạc Phàm giải thích. À, Bàn Tử gật đầu, lại tò mò hỏi. Đây không phải là phương thuốc linh đan diệu dược gì đấy chứ, nói ví dụ như huyết đồ đề, nuốt một viên có thể tăng 10 năm công lực gì đó. Mạc Phàm có chút sở khóc sở cười, tên Bàn Tử đáng chết này, huyết bồ đề sinh trưởng trên cây. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Được rồi. Bàn Tử vui vẻ cất phương thuốc đi. Võ công của Mạc Phàm lợi hại như vậy, phương thuốc sư phụ hắn cho hơn nửa cũng không có vấn đề gì. Hai người lại nói vài câu, bỗng nhiên Bàn Tử chỉ ngoài cửa sổ, kêu lên. Mau nhìn, mỹ nữ. Mạc Phàm còn chưa kịp nhìn, Hoàng Giao Giao vội vàng chạy vào trong phòng học, nhìn thấy Mạc Phàm thì vội vàng chạy tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng, thở hổn hển, rõ ràng là chạy một đoạn dài. Mạc Phàm, Thì Vũ bị Trương Siêu bắt nạt, anh nhanh qua đó đi. Mắt Mạc Phàm nheo lại, ánh mắt nhu hòa trở nên rét lạnh. Nhiệt độ trong phòng học không ngừng giảm xuống 10 độ chỉ trong chớp mắt, các bạn học khác ở xung quanh đang chăm chỉ vì kỳ thi vào trường đại học cảm thấy toàn thân phát lạnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Ngay cả Bàn Tử và Hoàng Giao Giao cũng nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ, dựa sát về phía sau theo bản năng. Bộ dạng này của Mạc Phàm quá lạnh lùng, lạnh như kiếm vậy, ai dám đến gần sẽ bị đâm thương tích đầy mình. Sát ý trên người Mạc Phàm lóe qua, miệng thốt ra 2 chữ. Ở đâu?
Bây giờ hắn hoàn toàn có thể không cần đến trường học, hơi vận dụng quan hệ, là có thể học ở nhà. Lý do duy nhất hắn đến trường là chị họ, hơn nửa tháng nay Trương Siêu vẫn không xuất hiện, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng hắn luôn cảm thấy Trương Siêu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chị họ. Cảm giác của hắn đúng, cuối cùng Trương Siêu không nhịn được rồi. Nếu Trương Siêu thành thật một chút không tìm chị họ gây phiền phức, có lẽ hắn sẽ suy xét bỏ qua cho Trương Siêu. Nhưng bây giờ, từng cảnh kiếp trước chị họ say rượu rơi lệ lóe lên trước mặt hắn, như một quả bom hẹn giờ làm tức giận của hắn nổ tung, sóng to gió lớn, cuồn cuộn ngập trời. Nói như vậy Trương Siêu phải chết. Hoàng Giao Giao lấy lại tinh thần, gương mặt trắng bệch, rõ ràng là sợ muốn chết. Cô vụng trộm nuốt nước miếng, giọng nói run run. Ở đây, ở hồ bơi. Hồ bơi sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua phía đông trường học. Cảm nhận được vừa rồi cảm xúc có chút không khống chế được, hắn vội vàng thu hồi sát khí. Các cậu là bạn của tôi sẽ không làm hai người bị thương. Có thể nói Bàn Tử và Hoàng Giao Giao là bạn tốt kiếp trước của hắn, cho dù sau này hai người họ phản bội hắn, hắn cũng sẽ cho hai người này một cơ hội, sẽ không làm bọn họ bị thương. Vì kiếp trước, kết quả kiếp này là như vậy. Nghe Mạc Phàm nói, trong lòng Bàn Tử còn sợ hãi nói. Cậu có biết hồ bơi ở đâu không, tôi đi cùng với cậu. Tôi biết đường, cậu ở đây với Giao Giao đi. À, Bàn Tử gật đầu, lúc này mới không đi cùng. Trường Trung học Đông Hải là trường trung học tốt nhất ở thành phố Đông Hải, hồ bơi cũng là cao cấp nhất. Bể bơi cách 4 tiếng đổi nước một lần, bên trong không những chứa được 500 người, còn đủ điều kiện tổ chức thi nhảy cầu. Điều kiện chính là đẹp, làm nơi này trở thành nơi yêu thích nhất của nữ sinh vào mùa hè, bình thường có không ít nữ sinh mặc bikini học tiết bơi lội ở đây, cảnh tượng vô cùng xinh đẹp. Nhất là nữ sinh có vẻ phát dục sớm, cởi đồng phục ra, thay một bộ đồ bơi ba mảnh vào. Bởi vì bể bơi mở cửa cho người ngoài, thỉnh thoảng còn có phụ nữ mang theo con đến học bơi. Cạnh bể bơi, trong bể bơi, hình ảnh tươi đẹp đó đều đẹp không thể miêu tả. Cho nên nơi này hấp dẫn hàng loạt sắc lang, kiếp trước Bàn Tử thường xuyên kéo hắn đến đây học môn bơi. Mà lúc này, trong hồ bơi, một đại hán áo đen đeo kính nắm lấy đầu một nam sinh. Dùng lực ấn vào trong nước. Dáng người của nam sinh không tính là gầy yếu, nhưng kém đại hán rất nhiều. Không ngừng vùng vẫy ở trong nước, nhưng không tránh thoát được sức lực của đại hán, mới ngẩng đầu ra khỏi mặt nước, lại bị đại hán ấn về. Ừng ực, tiếng nước chui vào bên trong phổi vang lên. Trong hồ bơi, cho dù là nam sinh hay nữ sinh mặc áo tắm, đều đang nhìn cảnh này. Có người sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch. Có mấy nữ sinh khiếp sợ che miệng lại. Phần lớn đều đã lộ ra vẻ lo lắng, nhưng không ai dám ngăn cản. Chỉ có một đám người đứng ở một bên, nhìn nam sinh không ngừng đạp nước, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa. Nhóm người này chính là đám Trương Siêu và Triệu Phi nhiều ngày không gặp, Tống Uyển Nhi mặc bikini màu tím, hai tay vòng trước ngực một cách kiêu ngạo, đang ở bên cạnh. Cách Trương Siêu không xa, Lý Thi Vũ nhìn nam sinh trong nước, gấp đến mức hai mắt đều đã nén lệ. Những người này vừa đến hồ bơi, một người trong đó bắt bạn học Mộc Thiếu Tuấn dạy cô bơi lội ấn vào trong nước, cô đi lên ngăn cản, lại bị một đại hán áo đen khác chặn lấy, cô muốn bảo Lưu Phỉ Phỉ đi tìm Mạc Phàm tới, Lưu Phỉ Phỉ cũng bị một đại hán áo đen ngăn cản. Trương Siêu, rốt cuộc là anh muốn làm gì, anh còn tiếp tục như vậy, anh ta sẽ chết đuối mất. Khóe miệng Trương Siêu nhếch lên, một tay để ở bên tai, trêu tức hỏi. Cô đang nói chuyện với tôi phải không, Thi Vũ? Khi nói chuyện, Trương Siêu đánh giá Lý Thi Vũ, nóng bỏng trong mắt càng ngày càng đậm. Lý Thi Vũ mặc váy bơi màu trắng, bởi vì dính nước, váy dán sát vào làn da, gần như có thể nhìn thấy tuyết trắng dưới váy. Anh! Lý Thi Vũ cắn răng nói. Đúng vậy, tôi đang nói chuyện với anh. Cô nói chuyện với tôi cũng vô dụng, vừa nhìn đám người này là biết không phải người của trường học chúng ta, tôi cũng không dám đắc tội. Trương Siêu đắc ý nói. Bọn họ không phải người của anh thì người của ai? Lý Thi Vũ lạnh giọng hỏi. Cô quen Trương Siêu không phải ngày một ngày hai, cô từng gặp những người này rồi, có hai người cũng có mặt trong tiệc sinh nhật của cô, vậy mà Trương Siêu không thừa nhận. Cô có chứng cứ gì sao, chuyện bắt nạt bạn học này, tôi sẽ không làm, cô đừng vu oan cho tôi. Trương Siêu cười quỷ dị nói. Hay là tôi thử xem nhé. Nói xong anh ta thật sự qua đó.
kêu lên với đại hán đang đè Mộc Thiếu Tuấn. Này vị đại ca, đó là bạn học tôi, không biết cậu ta đắc tội anh chuyện gì, nể mặt tôi, đừng chấp nhặt với cậu ta, được không? Anh xem các anh đều làm bạn gái cũ của tôi khóc mất rồi. Qua một bên, chuyện này không liên quan gì đến cậu, không muốn chết thì đi sang một bên. Đại hán áo đen lạnh lùng thốt lên. Làm tôi sợ muốn chết, cô xem, bọn họ căn bản không phải người của tôi, nếu là người của tôi sao có thể không nghe lời được. Trương Siêu vỗ ngực, giả bộ nghĩ lại mà sợ. Anh, Lý Thi Vũ chỉ vào Trương Siêu, tức đến mức không nói nên lời, lại nhìn Mộc Thiếu Tuấn vùng vẫy càng ngày càng yếu, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Anh cái gì mà anh, cô và Trương Siêu đã chia tay rồi, nể mặt cô là bạn gái cũ của Siêu ca, anh ấy mới khuyên giúp cô, nhưng không có tác dụng, cô còn muốn anh ấy làm gì? Đúng là không biết xấu hổ, kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa, không sai chút nào. Tống Uyển Nhi khinh bỉ nói. Ha ha, Trương Siêu và người phía sau anh ta đều nở nụ cười. Xung quanh có không ít người theo đuổi Lý Thi Vũ hơi phẫn nộ, nhưng nhìn thấy mấy đại hán áo đen, đều cúi đầu. Lúc này dám đứng ra mà nói, Mộc Thiếu Tuấn sặc nghẹn trong nước chỉ còn nửa cái mạng là tấm gương. Anh bỏ qua cho anh ta đi, anh bảo tôi làm gì tôi đều đồng ý. Lý Thi Vũ gần như khóc nói. Cho dù dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, Trương Siêu nhằm vào cô. Cô không muốn vì mình, mà liên lụy người khác. Lông mày Trương Siêu nhướn lên, vốn là vui vẻ, sau đó trong mắt lại lóe lên dữ tợn. Gái điếm này, vì một tên ngu xuẩn chuyện gì cũng đồng ý với anh ta, ghen tị nhanh chóng nảy sinh trong lòng anh ta. Được lắm, cô bò qua đây trước, sau đó cầu xin tôi quay lại với cô, tôi sẽ thử cứu Mộc Thiếu Tuấn. Vẻ mặt Lý Thi Vũ khiếp sợ, không ngờ Trương Siêu lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cô cứ nhìn đi, nếu không nhanh lên, Mộc Thiếu Tuấn sẽ bị chết đuối đó. Trương Siêu thấy Lý Thi Vũ hơi do dự, cười mỉa nói. Lý Thi Vũ nhìn Mộc Thiếu Tuấn, lông mày cau chặt, mắt lóe lên, hạ quyết tâm, thân thể thon thả hơi cong muốn quỳ, nước mắt ấm ức rơi xuống. Thi Vũ, đừng để ý đến tên kia. Lưu Phỉ Phỉ đau lòng kêu lên. Xung quanh có không ít người thở dài, không đành lòng nhìn tiếp, xoay người rời đi. Vẻ mặt đám Trương Siêu lại đắc ý hơn vài phần. Bỏ hay không bỏ đây, nhanh lên, nếu không Mộc Thiếu Tuấn sẽ bị cô hại chết đó. Trên con đường mòn trong rừng cây cách hồ bơi chưa tới 100 mét, bởi vì tiết tự do hoạt động đã bắt đầu, tất cả học sinh không phải học tiết tự do đăng ký, thì ở phòng học bài, nơi này không có ai. Mạc Phàm đang đi đến hồ bơi, bỗng nhiên lạnh lẽo xuất hiện ở sau lưng, trong chớp mắt tiến lên trán. Tóc gáy toàn thân lập tức đứng thẳng. Cửu chuyển hỗn nguyên công không tự chủ được vận chuyển, ngọc bội của hắn cũng sáng lên theo. Một vòng phòng hộ màu vàng mắt thường khó thấy được xuất hiện xung quanh hắn, mặt trên giống như có kinh Phật lưu chuyển, bảo vệ xung quanh hắn. Cũng đúng lúc này, vài tiếng rầm 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 vang lên, chín ngân châm có kích thước như lông châu lóe lên ánh sáng màu lam đánh vào màn phòng hộ, đâm vào giữa màn phòng hộ một chút, hình thành mấy điểm lõm trên màn phòng hộ, lúc này mới ngừng lại được. Sắc mặt Mạc Phàm phát lạnh trước nay chưa từng có, lực cảm ứng như thủy triều lan tràn ra bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn nhìn một người sau cây ngô đồng bên tay trái, sắc bén lóe lên trong mắt, sát khí lộ ra hết. May mà hắn luyện chế pháp khí, có kim cương chú hộ thể, nếu không cho dù chín ngân châm này không đẩy hắn vào chỗ chết, cũng sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ. Bởi vì vị trí của chín ngân châm đều chọn tử huyệt trên người hắn, trên châm đều tẩm kịch độc. Sau cây ngô đồng, một lão đầu vẻ mặt âm u đi ra, đánh giá Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Qua, vậy mà đỡ được, nội kình ngoại phóng, cao thủ nội kình đại thành sao? Bạo vũ lê hoa châm của ông ta giết không biết bao nhiêu cao thủ võ đạo, một khi ra tay, chưa bao giờ thất thủ, là vũ khí ám sát vô nhị. Cho dù là cao thủ nội kình đại thành, cũng chết ở dưới bạo vũ lê hoa châm của ông ta, vậy mà tên nhóc này chặn được. Ngoại trừ nội kình đại thành, thì không có giải thích nào khác. Dù vậy sắc mặt lão giả vẫn âm u như trước, không có một chút lo lắng. Nhóc con, sư phụ của cậu là ai, vậy mà bồi dưỡng ra yêu nghiệt như cậu, còn trẻ tuổi đã có tu vi nội kình đại thành rồi. Lão giả âm u lạnh giọng hỏi. Phải biết rằng cả thành phố Đông Hải chỉ có ba cao thủ nội kình, Đường Khôn gia chủ Đường gia, Tần Cừu lão tam Tần gia, còn có Long Khiếu chủ quán võ Đông Hải.
Chuyện này đủ để thấy luyện ra nội kình khó biết bao nhiêu, tuổi tác của ba người này ít nhất cũng phải 35 tuổi, mạnh lắm cũng chỉ là nội kình trung kỳ. Một tên nhóc 16 tuổi, thực ra là nội kình đại thành. Thiên phú khủng bố này, tuyệt đối có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Sư phụ của tôi là ai ông không có tư cách biết, tôi hỏi ông một câu, là Trương Siêu sai ông tới, hay là Trương Thiên sai ông tới? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Ông già này hắn từng gặp một lần, ở trong phòng đấu giá, ông ta đi theo Trương Siêu. Lúc ấy hắn cảm thấy ông già này không tầm thường, chỉ là không ngờ khủng bố như vậy, cho dù với thực lực hiện giờ của hắn thiếu chút nữa cũng chết trên tay lão giả này. Nếu lúc ấy lão giả ra tay được, tỷ lệ sống sót của hắn chưa được 3 phần. Bây giờ sao, ha ha. Hửm. Lão giả nhíu mày, trong mắt lóe lên lạnh lẽo. Nhóc con. Đừng tưởng rằng cậu là nội kình đại thành thì có tư cách nói chuyện với tôi như vậy, nội kình đại thành chết dưới tay lão phu không 5 người thì cũng 3 người. Mạc Phàm cười, quả thật ám khí của ông già này rất lợi hại. Nhỏ như lông trâu, khó phát hiện dưới ánh mặt trời, lực lớn như trâu. Nội kình đại thành bình thường chưa hẳn đã tránh được, cho dù có nội kình hộ thể, cũng sẽ bị kịch độc kiến huyết phong hầu trên ngân châm độc chết. Nhưng mấy thứ này không có bất luận tác dụng gì với tu tiên giả hắn. Ông già này bị hắn phát hiện, chỉ có một con đường chết. Tôi trả lời ông một vấn đề, đó chính là tôi không phải nội kình đại thành, sau đó ông có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trương Siêu bắt nạt chị họ ở hồ bơi, ông già này dám ngăn cản hắn qua đó, đây đã là tội chết. Nếu không phải hắn có kim cương chú, có khả năng đã chết dưới tay lão đầu này. Hạ sát với hắn, lão nhân này cũng sẽ phải chết. Hơn nữa cho dù là Trương Siêu phái tới hay Trương Thiên phái tới, đều là tôi tớ của Trương gia, không chỉ lão đầu này phải chết, Trương gia nhất định bị diệt. Nhóc con ngu ngốc, cậu quá càn rỡ rồi. Lão giả phẫn nộ nói. Khi nói chuyện, bàn tay gầy như que củi của ông ta khẽ động, 4 ngân châm như lông trâu xuất hiện ở 2 bên tay ông ta, lóe lên ánh sáng âm u dưới ánh mặt trời. Nhóc con. Tôi cho cậu cơ hội nữa, nói tên sư môn của cậu ra, nếu không hôm nay cậu sẽ chết không thể nghi ngờ. Hóa ra ông ta đã chuẩn bị đánh chết Mạc Phàm, ai biết tu vi của Mạc Phàm lại cao như vậy. Có thể nuôi dưỡng được Mạc Phàm yêu nghiệt như vậy chắc chắn không phải người bình thường, để phòng ngừa ngộ nhỡ, không thể đắc tội. Hừ, Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, không để ý tới lão đầu kia. Ngón tay vung lên, một ký hiệu phong cách cổ xưa hiện lên giữa không trung. Như dấu chấm hỏi, nhưng lại không giống lắm. Lão giả thấy Mạc Phàm không chủ động nói, cũng không lấy ra binh khí gì, chỉ vẽ bùa trên không, khóe miệng ông ta hiện lên nụ cười mỉa. Vừa rồi ông ta còn tưởng rằng Mạc Phàm là võ giả nội kình đại thành, bây giờ xem ra, quả thực Mạc Phàm không phải là nội kình đại thành, mà chỉ là pháp sư trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ có thể thúc giục pháp khí, quả thật dùng pháp khí phòng ngự có thể ngăn cản được bạo vũ lê hoa châm của ông ta. Nhưng mà một pháp sư mới tới trúc cơ, đứng trước mặt sát thủ nội kình sơ kỳ, không khác gì kẻ thù đưa đến tận cửa. Đừng nói trúc cơ sơ kỳ, cho dù là trúc cơ đỉnh phong, cũng chưa hẳn là đối thủ của sát thủ. Có thể nói, sát thủ là khắc tinh của pháp sư. Nếu Mạc Phàm là pháp sư, thì không có gì phải sợ sư phụ cậu ta đến báo thù giết được mình. Cậu đã không chịu nói, vậy tôi sẽ tiến cậu về Tây Thiên. Lão giả cười âm hiểm nói. Trên mặt không còn e ngại, 10 ngón tay rung lên muốn giết Mạc Phàm lần nữa. Tinh quang trong mắt Mạc Phàm trở nên sáng hơn, ngón tay chỉ lão đầu phía xa, trầm giọng quát. Định! Một chữ phun ra, ký hiệu phong cách cổ xưa kia bay về phía lão đầu. Còn chưa bay ra, liền biến mất không thấy, khi xuất hiện lần nữa đã khắc trên trán lão đầu. Lão đầu kia muốn phi châm ra, chuyện khủng bố đã xuất hiện. Ký hiệu sáng lên. Vậy mà thân thể ông ta không thể nhúc nhích được, giống như định thân pháp trong truyền thuyết. Ý cười trên khuôn mặt âm u cứng ngắc, hai mắt nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin, gần như thét to. Định thân pháp, đây không phải là pháp thuật của thần tiên sao? Không phải ông ta chưa từng giao thủ với pháp sư, nhưng không có pháp sư trúc cơ sơ kỳ có thể thi triển pháp thuật như vậy, chỉ có khả năng là pháp thuật của tiên gia trong truyền thuyết. Sốt của cậu là ai? Sao có thể biết pháp thuật của thần tiên? Lão đầu hoảng sợ nói, không còn ung dung giết người như cắt cỏ nữa. Mạc Phàm vẫn không trả lời,
cầm lấy ngân châm mà kim cương chú ngăn cản, ném ra, từng ngân châm lóe lên ánh sáng màu lam, bay về phía lão đầu. Đồng tử lão đầu co rụt lại, ông ta biết độc tính trên ngân châm, muốn né tránh, nhưng thân thể căn bản không nghe lời, sợ hãi nhanh chóng hiện lên. Không, không, thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng. Tha mạng, khi ông ra tay với tôi, ông nhất định sẽ mất mạng. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Phập, toàn bộ ngân châm như lông châu đâm vào trong cơ thể lão đầu, ánh mắt tuyệt vọng của lão đầu nhanh chóng mất đi ánh sáng, không kêu ra tiếng, liền ngã xuống đất. Khói đen nồng đậm tỏa ra từ người ông ta, chỉ trong phút chốc, một người sống liền biến thành một vũng nước đen, không còn lại thứ gì khác. Mạc Phàm nhìn vũng nước đen trên đất, hàn quang trong mắt càng nhiều hơn, nếu vừa rồi hắn trúng mấy châm này, hắn cũng có kết cục như vậy. Trương gia. Hàn quang trong mắt Mạc Phàm đậm hơn, tay vung lên, khói đen xung quanh tản ra, nổi giận đùng đùng đi về phía hồ bơi. Thấy Lý Thi Vũ sắp quỳ xuống, Lưu Phỉ Phỉ chạy tới ôm lấy Lý Thi Vũ. Trương Siêu, anh gây sự trong hồ bơi như vậy, không sợ giáo viên trừng phạt anh sao? Trong đôi mắt đẹp lóe lên lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Mạc Phàm không đến Lý Thi Vũ sẽ phải bỏ đến chỗ Trương Siêu, cầu Trương Siêu quay lại với cậu ấy rồi. Nếu Lý Thi Vũ làm như vậy, cả đời này đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên được. Thân là bạn tốt của Lý Thi Vũ, cô tuyệt đối không hy vọng trên người Lý Thi Vũ có vết nhơ như thế. Lông mày Trương Siêu nhướng lên, liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ đầy giễu cợt. Trái ngược với Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ mặc đồ bơi gợi cảm hơn nhiều, chỉ mặc trên người bộ bikini ba mảnh ren màu đen. Không nhiều vải lắm, làm dáng người trước lồi sau vểnh hoàn toàn lộ ra. Nhất là eo thon nhỏ chưa đầy một nắm tay, càng làm người ta mơ màng. Gương mặt giống như nữ thần, dáng người cao gầy, cộng thêm bikini màu đen vô cùng hấp dẫn, chỉ liếc mắt một cái, liền làm Trương Siêu có cảm giác không thể kìm nén nổi. Nếu không phải sau lưng Lưu Phỉ Phỉ có Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần theo đuổi, chắc chắn anh ta cũng sẽ có ý đồ với Lưu Phỉ Phỉ. Lưu đại mỹ nữ, cô đừng hiểu lầm tôi chưa làm chuyện gì mà, vì sao giáo viên phải trừng phạt tôi? Còn nữa, cô có thấy giáo viên không? Lưu Phỉ Phỉ nhìn xung quanh, đâu có bóng dáng giáo viên, lông mày lập tức nhíu lại. Bơi lội và taekwondo trong trường đều là môn tính lợi nhuận, nói là giáo viên, nhưng chưa được biên chế. Không ít học sinh dùng tiền là mua được, đã không là bí mật gì. Vậy anh không sợ Mạc Phàm sao? Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Mạc Phàm lợi hại biết bao nhiêu, ngày đó ở Hoàng gia Cửu Hào bọn họ đều thấy được. Trương Siêu sẽ không sợ Mạc Phàm đấy chứ. Mạc Phàm sao? Khóe miệng Trương Siêu hơi nhếch lên, hữu ý vô ý nhìn về phía cửa, nếu cậu ta có thể tiến vào đây thì hãy nói. Vì sao siêu ca của chúng tôi phải sợ anh ta chứ? Siêu ca chúng tôi đắc tội anh ta có dám đánh người không? Tống Uyển Nhi cười mỉa nói. Nơi này là trường học, đánh người phải bị xử phạt. Triệu Phi Âm dương quái khí nói. Một tên hai lúa nhỏ bé. Có gì phải sợ, quá coi thường siêu ca chúng tôi rồi. Tên kia đã khó mà bảo vệ được mình, cậu ta lợi hại, nhưng cũng đắc tội không ít người. Một đám người anh một lời tôi một câu, không ngừng vỗ mông ngựa của Trương Siêu, dẫm đạp Mạc Phàm dưới chân. Khóe miệng Trương Siêu nhếch lên, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Lưu đại mỹ nữ, cô đã có quan hệ tốt với Lý Thi Vũ như vậy, hay là cô làm thay Lý Thi Vũ đi, chắc chắn siêu ca của chúng tôi sẽ không từ chối. Tống Uyển Nhi cười âm hiểm nói. Uyển Nhi, cô. Khuôn mặt Lưu Phỉ Phỉ đỏ bừng, nhìn Tống Uyển Nhi với vẻ xa lạ. Không phải là bạn thân sao, chút chuyện ấy mà cũng không làm được, xì. Tống Uyển Nhi liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ đầy khinh bỉ. Rốt cuộc cô có bỏ tới chỗ siêu ca chúng tôi không, không bỏ thì chúng tôi đi. Tống Uyển Nhi giả bộ không còn kiên nhẫn, kéo Trương Siêu muốn rời đi. Vẻ mặt Lý Thi Vũ khiếp sợ. Trong mắt hiện lên khổ sở, cắn môi hồng nhuận nói. Đợi một chút, các anh đừng làm khó dễ Phỉ Phỉ, tôi bỏ. Vậy nhanh lên, lề mà lề mề. Một tiểu đệ của Trương Siêu kêu lên. Lúc này Mộc Thiếu Tuấn không ngừng bị đại hán áo đen ấn vào trong nước, không biết lấy đâu ra sức lực chui đầu trong nước ra. Thì Vũ đừng để ý đến tôi, đừng để ý đến những tên khốn kiếp này, có gan thì bọn họ giết tôi đi. Đôi bàn tay trắng như phấn của Lý Thi Vũ nắm chặt, nước mắt rơi xuống ào ào, hai chân tuyết trắng gấp khúc, sắp chạm vào sàn bể bơi lạnh lẽo.
ai dám bắt nạt chị họ tôi, có phải không muốn sống rồi không? Một giọng nói lạnh lùng truyền từ cửa đến. Giọng nói không lớn, nhưng trong đó dày đặc lạnh lẽo, làm người ta không tự chủ được run lên, nhất là người còn ngâm trong nước, đã bắt đầu hắt xì. Không ít người nhìn người nói, chỉ thấy vẻ mặt Mạc Phàm rét lạnh, đứng ở cửa, trong đôi mắt giống như có kẽ nứt, nở rộ hàn quang bức người. Mạc Phàm đến rồi. Vài người phía sau Trương Siêu, vừa rồi vẫn còn hung hãn, nhìn thấy Mạc Phàm đến, cả đám bắt đầu nuốt nước miếng, lùi về phía sau theo bản năng. Mạc Phàm vừa đến trường liền đánh bại Triệu Phi, đuổi huấn luyện viên, đánh Tống Trung thuộc hạ của Vương Kinh Phi, còn tát chủ nhiệm phòng giáo vụ. Cuối cùng Vương Kinh Phi cũng thua Mạc Phàm, đã không kém bất luận một người nào trong tứ thiếu của trường trung học Đông Hải. Người như vậy, không phải là người bọn họ có thể trêu chọc. Nhất là Triệu Phi, khóe miệng giật giật, không dám ngẩng đầu. Một tên hai lúa, sợ gì chứ, anh ta lại không có khả năng ăn các anh. Tống Uyển Nhi khinh bỉ nói, lông mày nhướn lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mắt Trương Siêu thì hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên chút khác thường. Không phải chú Vương ở ngoài sao, cậu ta vào bằng cách nào? Bản lĩnh của chú Vương anh ta từng thấy rồi, cho dù Mạc Phàm lợi hại cũng không có khả năng là đối thủ của chú Vương. Ở cửa, Mạc Phàm nhìn chị họ khóc hoa lê đẫm mưa, trong lòng hơi đau xót, đồng thời mắt lại rét lạnh thêm vài phần. Kiếp trước, vì tên cầm thú Trương Siêu này, chị họ chảy nước mắt rất nhiều, lúc ấy hắn không có biện pháp đối phó Trương Siêu. Một đời này, hắn có sức lực, nhưng vẫn không ngăn được chị họ bị Trương Siêu bắt nạt. Tự trách sâu đậm, hóa thành lửa giận ngập trời, hừng hực thiêu đốt trong lòng hắn. Lý Thi Vũ nhìn thấy Mạc Phàm, giống như nhìn thấy cứu tinh, cô lau nước mắt ở khóe mắt, chỉ Mộc Thiếu Tuấn ở trong bể bơi. Tiểu Phàm, nhanh đi cứu Mộc Thiếu Tuấn. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nhìn theo ngón tay chị họ chỉ. Chỉ thấy cạnh bể bơi, một đại hán không ngừng ấn một học sinh vào trong bể bơi, người nọ đã không còn nhiều lực để vùng vẫy. Mộc Thiếu Tuấn sao? Hắn cũng có chút ấn tượng với người này, người theo đuổi chị họ trung thành nhất, vì chị họ cuối cùng không lập gia đình. Sau khi chị họ ly hôn với Trương Siêu, anh ta nhận được tin tức, đến bên cạnh chị họ trước tiên, chăm sóc chị họ. Bất chấp nguy hiểm bị đánh đến Trương gia thăm đứa bé với chị họ. Sau khi chị họ tiếp nhận anh ta, Mộc Thiếu Tuấn vẫn không chịu nói chuyện kết hôn với chị họ. Chị họ cho rằng Mộc Thiếu Tuấn ghét bỏ cô từng ly hôn, cũng không miễn cưỡng Mộc Thiếu Tuấn. Sau khi Mộc Thiếu Tuấn và chị họ ở bên nhau năm thứ hai, bỗng nhiên Mộc Thiếu Tuấn mất tích, giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Sau đó chị họ mới nhận được tin. Mộc Thiếu Tuấn bị u não, sau khi anh ta biết mình bị bệnh, liền dứt khoát rời khỏi chị họ, cuối cùng vượt qua một chặng đường dài ở bệnh viện. Sau khi chị họ biết chuyện này, khóc một tháng, thường xuyên kêu ở trong mộng. Vì sao anh không nói cho em biết? Chuyện tình yêu đẹp không bắt đầu từ hài kịch, nhưng kết thúc bằng bi kịch. Sau khi Trương Siêu và chị họ chia tay, hắn định tác hợp cho Mộc Thiếu Tuấn và chị họ, hoàn thành tiếp nối đời trước chưa xong của hai người, ai biết hai người vô ý đến gần nhau. Nhưng Mạc Phàm nhìn đại hán áo đen bên cạnh hồ bơi và Mộc Thiếu Tuấn ở trong nước, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ý niệm này lóe qua. Yên tâm đi, em sẽ không để cậu ta gặp chuyện không may. Mạc Phàm lên tiếng, muốn qua đó. Cậu ta không sao, nhóc con, mày có chuyện rồi. Không đợi Mạc Phàm đi đến gần bể bơi, hai đại hán áo đen đi từ đối diện tới, ngăn cản đường đi của Mạc Phàm, cười mỉa nói. À! Mạc Phàm lên tiếng, cũng không nhiều lời, bước lên trước, hai tay đẩy. Một màn chỉ có thể xảy ra trên TV, xuất hiện ở hồ bơi. Hai đại hán áo đen lưng hùm vai gấu bay thẳng ra ngoài, bay ra xa năm thước. Bùm bùm, hai tiếng, hai người trước sau rơi vào trong nước, làm nước bắn lên. Cảnh này giống như trong màn hình, xuất hiện trực tiếp trước mắt bọn họ. Tất cả đám người trong bể bơi hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ. Đẩy nhẹ. Hai thanh niên lực lưỡng bay đi, lực trên tay mạnh biết bao nhiêu. Oa, rất đẹp trai. Mấy em gái mặc bikini miệng há thành hình chữ O, có thể nhét vừa một quả trứng vịt, trong mắt lóe lên ái mộ. Học sinh trung học vẫn đang ở độ tuổi động lòng thanh xuân, ôm ảo tưởng với tình yêu. Một nam sinh là cao thủ võ lâm, ai không động lòng. Thật lợi hại. Một số nam sinh tới nơi này nhìn mỹ nữ, lau mồ hôi lạnh trên trán, sững sờ nói.
nhìn Mạc Phàm, trong mắt có hâm mộ cũng có kính sợ. Chỉ có đám người Trương Siêu mang theo, sắc mặt cả đám vô cùng khó coi, giống như không cẩn thận nuốt phải một cái BCS, còn dùng rồi. Anh bỏ cậu ta ra, tự mình nhảy vào, hay là tôi tiễn anh vào? Mạc Phàm đi đến bên cạnh đại hán ấn Mộc Thiếu Tuấn, bá đạo hỏi. Khóe miệng đại hán áo đen giật giật, lại liếc mắt nhìn Trương Siêu một cái, buông Mộc Thiếu Tuấn ra, bùm một tiếng tự mình nhảy vào trong bể bơi. Xung quanh vốn sửng sốt, sau đó không ít người lộ ra tươi cười. Quá khốc, không cần ra tay, làm đại hán áo đen bị dọa sợ tự nhảy vào trong bể bơi, không phải nhóm người này rất hung hãn sao, bây giờ sợ rồi à? Có người cười nói. Bắt nạt học sinh chúng tôi, không có kết cục tốt. Có người nhìn chằm chằm đại hán áo đen vênh mặt nói. Sắc mặt Trương Siêu lại càng khó coi hơn, trong đôi mắt thoáng hiện lên vài phần tàn ác. Không sao chứ. Mạc Phàm không để ý đến những người này, vươn tay với Mộc Thiếu Tuấn trong bể bơi. Mộc Thiếu Tuấn nhìn Mạc Phàm, yết hầu không ngừng động, chần chừ một lát, lúc này mới có chút khiếp đảm nói. Đã uống vài ngụm nước, không sao. Thiếu Tuấn, nhanh lên đi. Lý Thi Vũ nhanh chóng đi tới, thân thiết nói. Mộc Thiếu Tuấn nắm lấy tay Mạc Phàm, rời khỏi bể bơi, trong mắt hiện lên chút áy náy. Lý Thi Vũ không để ý đến khác thường của Mộc Thiếu Tuấn, chắc chắn Mộc Thiếu Tuấn không sao, lúc này mới yên tâm. Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi. Cô không phải Mạc Phàm, không biết phẫn nộ lúc này của Mạc Phàm, lại càng không biết Mạc Phàm lợi hại biết bao nhiêu. Cô chỉ biết Mạc Phàm đã chọc không ít phiền phức. Có lẽ Trương Siêu không bằng Vương Kinh Phi, nhưng cũng không dễ trêu chọc, dù sao Trương Siêu cũng không làm được gì, cô không muốn Mạc Phàm lại trêu chọc phiền phức. Đợi em thu thập đám người bắt nạt chị rồi đi. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười mỉa nói. Hắn tới chậm một chút, nhưng hiểu rõ tình huống là gì. Trương Siêu lấy Mộc Thiếu Tuấn uy hiếp, để chị họ tới cầu xin anh ta, kiếp trước hắn thấy không ít cảnh như vậy. Đa số đều là Trương Siêu tự biên tự diễn. Chẳng qua một đời này người bị uy hiếp đổi thành Mộc Thiếu Tuấn. Trước mặt nhiều người nhục nhã chị họ như vậy, có thể dễ dàng giải quyết như thế sao? Lý Thi Vũ nhíu mày, cũng không ngăn cản. Cẩn thận một chút, đừng làm người ta bị thương. Dạ. Mạc Phàm lau nước mắt ở khóe mắt chị họ, gật đầu. Lần này hắn không làm người ta bị thương, chỉ cần mạng. Vì không để chị họ dẫm vào vết xe đổ kiếp trước, hắn muốn giết Trương Siêu. Cho anh 3 phút, anh có thể nói di ngôn rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong mắt không nhìn ra được một chút đùa giỡn nào. Trương Siêu ngẩn người, sau đó cao giọng cười to. Cậu cho rằng cậu đang chơi trò giết người à, trời tối mời nhắm mắt, người chết mời để lại di ngôn, có bị bệnh không? Khóe miệng Tống Uyển Nhi cũng cong lên, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh bỉ. Tuy hoàn cảnh sống của bọn họ khác người bình thường, thành thục hơn những đứa trẻ bằng tuổi nhiều, nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ. Một học sinh trung học dám giết người, nói bọn họ cũng sẽ không tin. Đương nhiên bọn họ không biết, đây không phải là lần đầu tiên Mạc Phàm giết người, càng không biết trong cơ thể Mạc Phàm đã không phải linh hồn 16 tuổi, mà là một người tu chân sống hơn 500 năm. Rất buồn cười sao? Mạc Phàm hỏi. Cậu nói xem. Vẻ mặt Trương Siêu đầy châm chọc. Cốc nhẹ vào trán, nói. Đúng rồi, lần trước ở phòng đấu giá không phải cậu nói cái la bàn kia sẽ làm tôi nhà tan cửa nát sao, tôi vừa cầm la bàn rời đi, liền ký được một vụ làm ăn, buôn bán lời 500 vạn. Sở dĩ mấy ngày nay anh ta không xuất hiện ở trường, là vì giúp cha anh ta xử lý vụ làm ăn này, đối phương hợp tác chỉ đích danh anh ta tới làm, còn chưa tốt nghiệp, vụ làm ăn đầu tiên đã lời 500 vạn. Mới đầu anh ta còn sợ hãi trong lòng vì những lời Mạc Phàm nói, bây giờ anh ta cảm thấy những lời Mạc Phàm nói là một đống xít chó. 500 vạn sao? Xung quanh tràn đầy tiếng thổn thức. Bọn họ vẫn là học sinh, đừng nói 500 vạn, 5 vạn tệ cũng là con số trên trời, Trương Siêu đang học mà buôn bán lời 500 vạn. Chuyện này. Thảo nào lần này Trương Siêu quay về điên cuồng như vậy? Cảm nhận được ánh mắt khác thường của người xung quanh. Trên mặt Trương Siêu hiện lên vẻ đắc ý. Làm náo động ở trường trung học Đông Hải thì thế nào, sau khi tốt nghiệp không phải xem ai nhiều tiền hơn chức to hơn mới đúng là lão đại đấy sao, bây giờ hung hãn ở đây, nói không chừng sau này còn không xứng xách giày cho ông đây. Lần trước cậu ta nói không chuẩn, em nói xem,
lần này cậu ta thật sự có thể làm anh để lại di ngôn hay không? Trương Siêu nâng cằm nhọn hoắt của Tống Uyển Nhi lên, ái muội hỏi. Nếu lời anh ta nói là thật, trừ phi những hắc y nhân kia sẽ ném anh vào trong nước. Cằm Tống Uyển Nhi khẽ nâng, vẻ mặt cao ngạo nhìn Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhíu mày, Trương Siêu cầm la bàn mà buôn bán lời 500 vạn sao. Chỉ trong phút chốc, lông mày hắn giãn ra, cười không thèm để ý. Vô nhân bất quả, vô ứng bất báo, không phải không có kết quả, không phải không báo, mà thời điểm chưa tới. Trương Siêu thấy Mạc Phàm không có phản ứng, cười mỉa, một tay cho vào trong túi, vẫy tay với đám người phía sau. Nếu không còn chuyện gì, chúng tôi đi trước. Vậy mà chú Vương không ngăn cản được Mạc Phàm, trước đó chú Vương đã luôn miệng đảm bảo, Mạc Phàm tuyệt đối không thể bước vào hồ bơi. Chuyện hôm nay chỉ có thể như vậy đã, quay về xác nhận tình huống với chú Vương trước. Dù sao có la bàn kia ở đây, Mạc Phàm và anh ta sẽ chênh lệch càng lúc càng lớn, có khi là cơ hội thu thập Mạc Phàm và tiện nhân Lý Thi Vũ kia. Cho dù chưa làm tiện nhân Lý Thi Vũ cầu xin anh ta, nhưng anh ta cũng thành công một nửa rồi. Đương nhiên anh ta không biết, chú Vương đã hóa thành một vũng nước đen, một quyền của Mạc Phàm mà buôn bán lời 5.000 vạn. Đi, bắt nạt chị họ tôi mà muốn đi sao? Bước chân Mạc Phàm khẽ động, chắn đường đi của đám Trương Siêu. Bắt nạt chị họ cậu, tôi không có mà, là chị họ cậu muốn cứu người, lúc này mới cầu xin tôi vốn định giúp cậu ta, cậu đã tới rồi, cậu không cảm ơn tôi, còn chặn đường tôi sao? Trương Siêu vô tội nói. Đúng vậy, rảnh rỗi thì đi tìm đám hắc y nhân kia gây phiền phức ấy, liên quan gì đến chúng tôi lại không biết đám hắc y nhân kia. Hai tay Tống Uyển Nhi vòng trước ngực, cười quyến rũ nói. Nếu cậu dám đánh người vô tội, đợi bị đuổi học đi. Có Trương Siêu làm lá chắn, mấy người phía sau hung hãn nói. Một đám người sẽ không thừa nhận, đám hắc y nhân kia có liên quan đến bọn họ. Hơn nữa trên mặt đều viết mấy chữ. Cậu làm khó dễ được tôi sao? Ở đây có nhiều người như vậy, cho dù nhìn ra Trương Siêu bẫy thì sao, nói chuyện phải có chứng cứ. Anh ta không tin Mạc Phàm dám ra tay đánh người, lại càng không tin Mạc Phàm dám ra tay giết người. Còn có việc gì không, không còn thì chúng tôi đi. Khóe miệng Trương Siêu nhếch lên, khoát tay nói. Thôi, Tiểu Phàm. Lý Thi Vũ kéo quần áo Mạc Phàm, lo lắng nói. Trương Siêu không thừa nhận mấy hắc y nhân kia là người của anh ta, bọn họ cũng không có biện pháp. Mạc Phàm đánh Trương Siêu ở đây, rất có khả năng phòng giáo vụ sẽ lập tức xuất hiện. Mạc Phàm đánh chủ nhiệm Nghiêm, lần trước là chủ nhiệm Nghiêm đối lý, lại cảm thấy mất mặt, lúc này mới không xử phạt Mạc Phàm. Nếu phát hiện Mạc Phàm lại đánh người, chắc chắn sẽ đuổi học Mạc Phàm mất. Mạc Phàm nhíu mày, rồi lại giãn ra, thản nhiên nói. Em sẽ không ra tay đánh anh ta. Nói xong, vậy mà thật sự xoay người đi đến bể bơi bên cạnh, không ra tay với Trương Siêu. Hửm, lông mày Trương Siêu nhướng lên, có chút bất ngờ, không nói gì thêm, đắc ý trên mặt càng đậm hơn. Cuối cùng tên hai lúa này cũng nhận rõ hiện thực, biết có tiền mới là vương rồi sao? Đây là hỗn thế đại ma vương Mạc Phàm sao? Tống Uyển Nhi cười mỉa nói, trong đôi mắt đều là khinh thường. Ha ha. Không phải rất lợi hại sao, ngay cả chủ nhiệm Nghiêm cũng dám đánh, bây giờ xem ra cũng chỉ như vậy thôi. Có người cười nói. Xung quanh cũng có không ít người lắc đầu bày tỏ thất vọng. Lý Thi Vũ bị bắt nạt thành như vậy, vậy mà không dám ra tay. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không dao động chút nào, lập tức đi đến cạnh bể bơi. Hắn cầm ngọc bội treo bên hông, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí ngưng tụ bên trong không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn. Hắn khẽ liếc mắt nhìn Trương Siêu một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười rét lạnh. Nhưng so với tôi tự ra tay càng khủng bố hơn nhiều. Hắn hấp thụ linh khí trong ngọc bội, niệm thần chú trong lòng. Không đợi đám người Trương Siêu hiểu hắn muốn làm gì, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng màu đỏ yêu dị, như hai mặt trăng máu hiện lên giữa không trung. Yêu nghiệt! Mạc Phàm nói ra hai chữ, nhìn về phía hai người trong ba đại hán áo đen chuẩn bị leo lên bờ. Đây là thiên diễn thần một pháp thuật đã thất truyền, có thể khống chế tâm thần làm việc cho hắn, là nhiếp hồn thuật bản cường hóa. Sau khi lên trúc cơ thành công, hồn lực của hắn cũng tăng lên, đã có thể sử dụng được pháp thuật đúng chuẩn. Nhưng pháp thuật này quá bá đạo,
đối với thân thể người làm phép phải đảm bảo đủ mạnh, hơi vô ý sẽ khí huyết khô kiệt mà chết. Bây giờ hắn đang sử dụng thứ huyết châm, khí huyết không giống người thường, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng chuyện này. Hai đại hán áo đen bị Mạc Phàm nhìn chúng mở to mắt, trên mặt lộ vẻ đau đớn, ngay sau đó biểu cảm đờ đẫn, như người máy. Còn đại hán áo đen ấn Mộc Thiếu Tuấn vào trong nước cũng nhìn thấy mắt màu đỏ của Mạc Phàm, vẻ mặt thay đổi, giống như nhìn yêu quái vậy. Yêu quái. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng hắc y nhân kia, hai khuỷu tay khỏe mạnh đánh mạnh vào đầu anh ta, đại hán này hôn mê trong bể bơi, nổi trên mặt nước. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười nhẹ, nhặt vòng tay trầm hương chị họ làm rơi trên đất lên, đưa cho chị họ. Chị họ, của chị này, chúng ta đi thôi. À, Lý Thi Vũ không hiểu lắm, vì sao bỗng nhiên Mạc Phàm ôn hòa như vậy. Nhưng cho dù người khác nói Mạc Phàm nhát gan cũng được, yếu đuối cũng được, cô đều không để trong lòng, đổi thành những người này, có khả năng chỉ biết vây xem hoặc vụng trộm rời đi, đâu có thể làm đến bước này như Mạc Phàm. Chỉ cần Mạc Phàm không sao, cô yên tâm. Chúng ta đi. Lý Thi Vũ gật đầu, gọi Lưu Phỉ Phỉ và Mộc Thiếu Tuấn, liền đi thay quần áo. Trương Siêu thấy Mạc Phàm mang Lý Thi Vũ rời đi, đắc ý trên mặt càng hiện lên đến mức tận cùng. Một tên hai lúa, đấu với tôi, còn kém. Trương Siêu đắc ý cười nói. Anh ta còn chưa dứt lời, chỉ nghe rắc một tiếng. Không biết lúc nào, hai đại hán áo đen đã ra khỏi bể bơi, mặt không chút thay đổi chậm rãi đến bên cạnh Trương Siêu, hai chân quét vào chân Trương Siêu. Hai người này là người Trương gia thuê tới, đều trải qua huấn luyện đặc biệt. Một cước đá ra, tiếng xương cốt bị gãy vang lên, Trương Siêu đang đắc ý quỳ trên mặt đất, tiếng đầu gối và mặt đất va chạm nhau. A! À, tiếng kêu như giết heo của Trương Siêu truyền ra. Cả hồ bơi đều trợn mắt há miệng, ngơ ngẩn nhìn về phía Trương Siêu. Đây là tình huống gì thế? Chẳng lẽ, đám người này thực sự không phải người của Trương Siêu? Không khoa học. Bỗng nhiên xảy ra chuyện này, vẻ mặt Tống Uyển Nhi ngẩn ra, hoàn toàn mơ màng rồi. Ba hắc y nhân này là Trương Siêu mang từ Trương ra đến, chắc chắn không thể nghi ngờ, sao lại ra tay với Trương Siêu. Ngay cả Trương Siêu cũng không ngờ đến, gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, không còn dáng vẻ đắc ý trước kia. Hai tay anh ta ôm đầu gối, hung dữ nói. Các người mắt mù à, dám đánh tôi, có tin quay về tôi sẽ lột da rút gân các anh không? Hai người không có một chút phản ứng, xách Trương Siêu lên như xách gà, đi đến bể bơi. Trương Siêu đau đớn muốn chết, hoàn toàn sửng sốt. Bình thường cho dù hai người này bị đánh mắng, cũng không dám ra tay đánh lại, hôm nay sao vậy? Hai người này chúng ta, hay vì sợ Mạc Phàm mà tạo phản? Các người còn thất thần làm gì, không nhanh ra ngăn cản bọn họ. Trương Siêu kêu lên với đám Tống Uyển Nhi. Tống Uyển Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng đứng phía trước chắn đường đi của hai đại hán áo đen. Dừng tay, đồ ăn cây táo rào cây sung. Cầm tiền của nhà Siêu ca, còn dám đánh Siêu ca, không mau thả Siêu ca ra. Cuối cùng lần này đại hán áo đen cũng có phản ứng, một người trong đó thả Trương Siêu ra, nắm lấy cổ Tống Uyển Nhi, dễ dàng nhấc lên. Mấy lời nói gượng gạo thốt ra từ miệng đại hán áo đen này. Miệng thối. Sau đó đại hán áo đen vươn tay ra, tát liên tiếp vào mặt Tống Uyển Nhi. Bốp bốp bốp, a a a. Tiếng tát vang dội và tiếng Tống Uyển Nhi kêu có tiết tấu của Tống Uyển Nhi truyền khắp hồ bơi vô cùng yên tĩnh. Đám Triệu Phi muốn tiến lên ngăn cản, nhưng thấy ngay cả Tống Uyển Nhi cũng bị tát, một đám cúi đầu lùi lại. Tát mấy chục cái xong, đại hán áo đen kia dùng một tay ném Tống Uyển Nhi mặt sưng phù như đầu heo vào trong hồ bơi, giống như ném một con gà. Trương Siêu hoàn toàn sợ ngây người, thấy đại hán kia lại bắt lấy anh ta, đi về phía hồ bơi, trong mắt anh ta đều là hoảng sợ. Đừng, đừng, nể mặt Trương gia chúng tôi đối xử với các anh không tệ, cậu ta cho các anh ưu đãi gì, tôi sẽ cho các anh gấp 10 lần, bỏ qua cho tôi đi. Hai người không dao động chút nào, mang Trương Siêu đi đến hồ bơi, hai người nắm lấy tóc Trương Siêu, ấn Trương Siêu vào trong nước. Giống như đại hán áo đen vừa rồi, không ngừng ấn Mộc Thiếu Tuấn vào trong nước. Hai chân Trương Siêu đã bị gãy, không dùng được một chút sức lực nào, cho dù anh ta có thể dùng chút sức lực. Nhưng có thể đánh lại hai đại hán áo đen này sao? Cứ bị ấn vào nước từng phát như vậy, uống gần chết mới chui ra. Cả hồ bơi đều sợ ngây người,
bất luận là đám thuộc hạ phế vật của Trương Siêu, người xem trong hồ bơi, hay là đám người Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ và Mộc Thiếu Tuấn đứng ở xa. Nhìn Trương Siêu không ngừng vùng vẫy trong ao, không một ai còn có thể nói ra lời. Sao có thể như vậy? Theo như lời Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nói, bọn họ đã vô cùng chắc chắn, những hắc y nhân này là Trương Siêu mang đến. Nhưng người Trương Siêu mang đến không chỉ đánh Trương Siêu, còn đánh cả Tống Uyển Nhi nữa. Chuyện này, không ít ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm đứng cách đó không xa, có tò mò càng thêm kính sợ. Tuy bọn họ không biết cũng không nhìn thấy được rốt cuộc Mạc Phàm đã làm gì, nhưng chắc chắn vấn đề ở trên người Mạc Phàm. Trương Siêu bảo Lý Thi Vũ bỏ qua cầu xin anh ta, hai đại hán áo đen kia lại đánh gãy chân Trương Siêu. Trương Siêu bảo người ta ấn Mộc Thiếu Tuấn vào trong nước, hai đại hán áo đen kia cũng làm y như vậy. Lấy cách của người trị lại người. Trừ chuyện này ra, miệng Tống Uyển Nhi luôn nói ra những lời đê tiện, cũng không có kết cục gì tốt. Bị tát mấy chục cái, sau đó ném vào trong nước, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng không thể nói bậy nữa. Trương Siêu và Tống Uyển Nhi không chỉ bị giáo huấn, còn không thể trách được Mạc Phàm, ra tay với Trương Siêu đều là người của anh ta cả. Lúc này không còn ai dám nói Mạc Phàm nhát gan nữa, không còn người dám nói Mạc Phàm chỉ như vậy thôi. Sau này còn ai dám trêu chọc đại ma vương này? Chúng ta đi thôi, chị họ. Mạc Phàm nhìn lướt qua Trương Siêu trong ao, bình tĩnh nói. Lúc này Lý Thi Vũ mới lấy lại tinh thần từ trong cơn khiếp sợ, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khác thường, thay quần áo xong rời đi với Mạc Phàm. Sau khi Mạc Phàm rời khỏi hồ bơi, hai đại hán áo đen này mới dừng lại, Trương Siêu đã uống vào một bụng nước, chỉ có khí ra, không có khí tiến vào. Không lâu sau, mấy chiếc xe cấp cứu vội vàng đến đây, cũng vội vàng rời đi. Trong siêu thị bên ngoài trường học, Lý Thi Vũ uống nước trái cây Mạc Phàm mua, không nhịn được hỏi. Tiểu Phàm, chuyện vừa rồi là sao vậy? Lưu Phỉ Phỉ và Mộc Thiếu Tuấn cũng nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ mặt tò mò. Nếu em nói em biết pháp thuật, chị tin không? Mạc Phàm cười trêu ghẹo. Lý Thi Vũ đã thoát khỏi chuyện vừa rồi, trực tiếp nắm lấy lỗ tai Mạc Phàm. Giống như Mạc Phàm không nói thật thì sẽ véo lỗ tai hắn. Đứng đắn một chút, nói thật. Được rồi, thực ra hai người kia là người của Đường Long, được sắp xếp vào nhà Trương Siêu. Mạc Phàm đành phải nói. Nói thật chị họ không tin, chỉ có thể bịa ra lý do. Nếu chị họ đi kiểm tra cũng không sợ, bảo Đường Long đi xử lý là được. Đường Long không làm gì được Tôn Hổ, nhưng làm hai vệ sĩ của Trương gia biến thành người của anh ta thì không thành vấn đề. Lý do tạm thời lập tức biến thành sự thật, tùy tiện điều tra cũng không sợ bị lộ. Người của Đường Long sao? Lý Thi Vũ liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ một cái. Quan hệ của Mạc Phàm và Đường Long, cô và Lưu Phỉ Phỉ đều biết một chút, nếu hai người kia là người của Đường Long, đánh Trương Siêu gãy chân cũng có thể lý giải được. Vậy sao anh còn đẩy hai người họ xuống nước? Lưu Phỉ Phỉ nhận ra được một chút khác thường. Khi Mạc Phàm vừa mới tiến vào, hình như hai hắc y nhân kia không biết Mạc Phàm. Bọn họ bắt nạt cô và chị họ tôi đánh bọn họ xuống nước là còn nhẹ đó. Mạc Phàm cười nói. Lưu Phỉ Phỉ còn muốn hỏi gì tiếp, lại bị Lý Thi Vũ cắt ngang. Được rồi, lần sau đừng kích động như vậy, cho dù là người của Đường Long, em bảo người ta đánh gãy chân Trương Siêu, còn bảo người ta cho anh ta uống nhiều nước như thế, Trương gia không đối phó được Đường Long, nhưng sẽ không từ bỏ ý đồ. Gần đây em cẩn thận một chút. Lý Thi Vũ lo lắng nói. Cô biết Mạc Phàm làm như vậy cũng là vì cô, cho nên không có quá nhiều ý trách cứ, chỉ lo lắng. Yên tâm đi, em không sao đâu. Mạc Phàm cười gật đầu. Trương gia sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn mới là người sẽ không từ bỏ ý đồ. Toàn bộ những chuyện kiếp trước Trương gia làm với chị họ, đủ để Trương gia bị chết 100 lần. Hôm nay Trương gia còn phái cả sát thủ ra. Hắn không có bất luận lý do gì giữ lại mầm tai họa Trương gia này. Nhưng trước đó, hắn phải giải quyết một chuyện khác đã. Chị họ, mọi người về trước đi, em mang Mộc Thiếu Tuấn đến phòng y tế của trường nhìn xem, vừa rồi cậu ta uống nhiều nước như vậy mà. Mạc Phàm vỗ bả vai Mộc Thiếu Tuấn nói. Mộc Thiếu Tuấn hơi sững sờ, trong mắt hiện lên chút hoảng sợ. Tôi không sao, không cần đến phòng y tế của trường. Thiếu Tuấn. Anh đi kiểm tra với Mạc Phàm đi, chuyện hôm nay là tôi gây phiền phức cho anh, hôm nào tôi mời anh ăn cơm nhận lỗi với anh.
Lý Thi Vũ nghĩ đến vừa rồi Mộc Thiếu Tuấn uống không ít nước, áy náy nói. Mộc Thiếu Tuấn vốn định từ chối, nghĩ một lát lại đồng ý. Vậy tôi đến phòng y tế của trường trước, ngày mai gặp. Trường học có một nơi bí ẩn, bình thường có rất ít người tới nơi này, Mạc Phàm mang Mộc Thiếu Tuấn đi đến đây. Tiểu Phàm, không phải nói đến phòng y tế của trường sao, cậu dẫn tôi đến nơi này làm gì? Mộc Thiếu Tuấn nhìn bốn phía, hơi kích động hỏi. Cậu uống vào chút đó nước, không đến phòng y tế của trường cũng không sao. Mạc Phàm giống như hỏi lại giống như nói. Vẻ mặt Mộc Thiếu Tuấn khiếp sợ, trong chớp mắt lấy lại tinh thần. Cậu có ý gì? Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, lạnh giọng hỏi. Cậu lừa được chị họ tôi, cậu cảm thấy có thể lừa được tôi sao? Khi hắn đến hồ bơi nhìn thấy Mộc Thiếu Tuấn lại cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng Mộc Thiếu Tuấn bị đại hán áo đen ấn vào trong nước lâu như vậy, nhưng không uống nhiều nước lắm. Khi hắn kéo Mộc Thiếu Tuấn lên, hắn càng chắc chắn trong đó có quỷ, Mộc Thiếu Tuấn uống chưa tới một lọ nước khoáng. Mộc Thiếu Tuấn uống ít nước như vậy, đã nói lên một chuyện, Mộc Thiếu Tuấn và Trương Siêu chỉ đang diễn khổ nhục kế. Diễn trò như vậy, lừa gạt học sinh trung học còn được, lừa gạt y tiên bất tử hắn, còn kém xa lắm. Có kiếp trước làm gương sáng, hắn không tin Mộc Thiếu Tuấn sẽ như vậy, nhưng sự thật là thế. Vẻ mặt Mộc Thiếu Tuấn trầm xuống, anh ta theo đuổi Lý Thi Vũ 8 năm, vẫn không nhận được hảo cảm của Lý Thi Vũ, cho dù Lý Thi Vũ và Trương Siêu đã chia tay, quan hệ của bọn họ vẫn không có tiến triển. Ngày hôm qua Trương Siêu đến tìm anh ta, nói có thể giúp anh ta làm Lý Thi Vũ cảm động, chỉ cần giả bộ chịu chút khổ. Anh ta gần như không suy nghĩ liền đồng ý, vì thế có cảnh như ngày hôm nay. Anh ta vốn chuẩn bị giả bộ rất nhiều, uống nhiều nước một chút, nhưng nghĩ đến chuyện có người đi vệ sinh trong bể bơi, lại không thể uống nước được, không ngờ bị Mạc Phả M liếc mắt một cái là nhìn thấu. Sao cậu biết được, tôi sai rồi, tôi cũng là nhất thời hồ đồ mới đồng ý với Trương Siêu, cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi đảm bảo sau này sẽ không dây dưa với Thi Vũ. Mộc Thiếu Tuấn ôm đùi Mạc Phàm cầu xin. Anh ta không muốn vì theo đuổi phụ nữ mà bị đánh gãy chân như Trương Siêu, còn bị dìm gần chết. 2. Mạc Phàm thở dài, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng Mộc Thiếu Tuấn chính là bạn đời tốt nhất của chị họ, bây giờ phát hiện hắn sai rồi, Mộc Thiếu Tuấn như vậy hắn không có biện pháp giao chị họ cho anh ta. Xem ra một đời trọng sinh này không chỉ thay đổi hắn, hiệu ứng hồ điệp sản sinh cũng thay đổi một số người khác. Nói ví dụ như là Mộc Thiếu Tuấn. Kiếp trước Mộc Thiếu Tuấn trung thành, thành thật, ngay thẳng, là người chính trực, một đời này biến thành người như bây giờ. Sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu, cút đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Dạ dạ. Mộc Thiếu Tuấn như được đại xá, nhanh chân chạy ra ngoài. Còn chưa đi được bao xa, đã bị Mạc Phàm gọi lại. Đợi một chút. Thân thể Mộc Thiếu Tuấn run lên, vẻ mặt trắng xanh. Còn chuyện gì thế? Trong bụng cậu không có nước, nhưng trong đầu có nước, bây giờ là nước, sau này có thể là cái u, nhanh đi bệnh viện kiểm tra đi, có lẽ phát hiện sớm một chút còn có thể cứu được. Mạc Phàm nói, cho dù thế nào, kiếp trước Mộc Thiếu Tuấn đều có ơn với chị họ không ở bên anh ta, nhưng làm anh ta sống khỏe mạnh, coi như là thay chị họ trả nợ kiếp trước. Vẻ mặt Mộc Thiếu Tuấn ngẩn ra, vẻ mặt xám như tro tàn. Đợi anh ta ngẩng đầu lại nhìn về phía Mạc Phàm. Cậu nói thật hay giả thế? Mạc Phàm đã biến mất không thấy. Trong phòng bệnh VIP của một bệnh viện lớn ở thành phố Đông Hải. Trương Thiên đứng trước giường bệnh Trương Siêu, vẻ mặt âm trầm như nước, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng sắc bén, sát ý tràn ra, đã không còn bộ dạng tươi cười như trước. Bên cạnh ông ta, một bác sĩ đang xem xét báo cáo kiểm tra của Trương Siêu. Con tôi thế nào rồi? Trương Thiên trầm giọng hỏi. Nước trong phổi của Trương Thiếu đã được hút ra, không có gì đáng ngại, điều dưỡng một thời gian là tốt lên, nhưng mà... Bác sĩ có chút khó xử nói. Nhưng mà cái gì? Trương Thiên nhíu mày, liếc mắt nhìn bác sĩ một cái. Nhưng xương hai chân của Trương Thiếu bị dập nát, có khả năng phải điều trị từ nửa năm đến một năm, cho dù khỏi hẳn sau này cũng không thể làm công việc dùng thể lực. Cái gì? Trương Thiên nhướng mày lên. Một ngọn lửa, nhanh chóng xuất hiện trên mặt ông ta nắm chặt lấy cổ áo bác sĩ, ấn lên trên tường. Trương Thiên Sinh, đừng kích động, người đánh gãy chân Trương Thiếu không phải tôi đã cố gắng rồi. Sắc mặt bác sĩ tái mét, kích động nói.
Lúc này Trương Thiên mới thả bác sĩ ra, nổi giận đùng đùng quát. Cút! Bác sĩ như được đại xá, xám xịt rời khỏi phòng bệnh, để lại Trương Thiên, Tạ Yến và một đám vệ sĩ của Trương gia ở bên trong. Ai có thể nói cho tôi biết sao lại thế này? Trương Thiên hỏi ba đại hán áo đen. Bọn họ không bị thương nặng như Trương Siêu, đưa đến bệnh viện không lâu liền tỉnh lại. Trương Tổng tha mạng, chúng tôi cũng không biết sao lại thế này, liền đánh Trương Thiếu gia, chắc chắn tên nhóc kia biết yêu thuật. Hai đại hán áo đen chúng pháp thuật của Mạc Phàm kêu lên. Yêu thuật sao? Lông mày Trương Thiên nhăn lại. Không đợi ông ta lại mở miệng, Tạ Yến mẹ Trương Siêu bên cạnh giường bệnh nghiến răng nghiến lợi nói. Các cậu nhẫn tâm đánh gãy chân Siêu Siêu như vậy, còn làm thằng bé sặc gần chết, một câu yêu thuật là xong rồi sao? Sắc mặt hai đại hán áo đen thay đổi, lúc ấy bọn họ chỉ nhìn thấy đôi mắt màu đỏ, ngay sau đó là mất đi ý thức, thật sự không biết mình đã làm chuyện gì. Đánh gãy chân Trương Siêu và ấn Trương Siêu vào trong nước, cũng là sau đó người khác nói với bọn họ. Phu nhân tha mạng. Hừ. Trong mắt Tạ Yến hiện lên chút tàn nhẫn. Đánh nát hai chân bọn họ trước. Không, không. Hai đại hán áo đen lộ ra vẻ khiếp sợ, kêu lên. Kéo xuống. Trương Thiên liếc mắt ra hiệu, hắc y nhân khác kéo hai người này rời khỏi bệnh viện. Ông xã, anh nhất định phải báo thù cho Siêu Siêu, Siêu Siêu còn nhỏ như vậy, đã nếm phải khổ cực như thế, nhất định phải làm tên hai lúa kia nếm đau đớn gấp bội Siêu Siêu. Tạ Yến sờ trán Trương Siêu, hung dữ nói. Yên tâm đi, đợi chú Vương quay về, hỏi rõ tình huống, nhất định sẽ làm tên nhóc kia trả giá thật nhiều. Tay Trương Thiên nắm chặt lại, trầm giọng nói, sát khí trong mắt lóe lên. Đúng rồi, chú Vương đâu, không phải ông ấy đến trường với Siêu Siêu sao, sao lại thế này, còn chưa quay về nữa, không phải ông ấy tự xưng mình rất lợi hại à, ngay cả Siêu Siêu cũng không bảo vệ được. Tạ Yến hỏi, trong giọng nói tràn đầy ý trách cứ. Anh cũng không biết, vẫn không liên lạc được với chú Vương, nhưng yên tâm đi, cho dù không có chú Vương, tên nhóc kia có 100 mạng cũng không đủ chết. Anh tự có biện pháp thu thập cậu ta. Một tên hai lúa cũng dám làm Siêu Siêu nhà chúng ta bị thương, đừng để nó chết thoải mái như thế, nhất định phải đánh nát xương tốt toàn thân nó, rồi mới giết. Tạ Yến ác độc nói. Trên gương mặt diêm dúa lòe lòe tràn đầy vẻ lạnh lùng, căn bản không để tính mạng của người bình thường vào mắt, đúng là lòng dạ rắn rết. Anh lập tức đi sắp xếp, làm con anh bị thương, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy. Trương Thiên gật đầu liên tục. Tiện nhân Lý Thi Vũ con của Lý Thường Thanh, còn cả tiểu yêu tinh tên là Lưu Phỉ Phỉ nữa, cũng phải giáo huấn thật tốt, dù sao có người phía sau làm chỗ dựa cho chúng ta, sợ gì chứ? Giải quyết chuyện Mộc Thiếu Tuấn, Mạc Phàm quay về biệt thự Vân Trung Thự. Sắc mặt tái nhợt, tơ máu dày đặc trong mắt như muốn đổ máu, hắn lấy nước tăng lực trong tủ lạnh ra, uống như điên một lúc, bổ sung chút đường và muối mới dễ chịu hơn chút. Hiện giờ sử dụng yêu nghiệt đồng tử thuật còn quá miễn cưỡng, chưa thể giết chết Trương Siêu, hai đại hán áo đen kia đã tránh thoát khống chế của hắn. Nếu đổi thành trước kia, đừng nói là hai đại hán áo đen, một ý niệm trong đầu hắn, khống chế tất cả mọi người trong hồ bơi cũng không có vấn đề. Chỉ cần hắn nguyện ý, bất luận nam nữ, hắn muốn bọn họ làm gì, bọn họ phải làm cái đó. Nếu như không phải trấn nhiếp những người khác, còn không muốn cán chuôi bị rơi vào tay người khác. Hắn sẽ không sử dụng pháp thuật này. Vẫn là quá yếu. Mạc Phàm thở dài. Trúc cơ sơ kỳ, pháp thuật và công pháp có thể sử dụng quá ít, nếu có thể đến trúc cơ trung kỳ, tình huống sẽ khá hơn một chút. Nhưng mà 9 tầng trúc cơ, đạo cơ mỗi tầng đều cần tích lũy lượng lớn, cho dù bây giờ linh khí ở chỗ hắn vô cùng nồng đậm, cũng chỉ có thể chậm rãi tăng lên. Trong một tháng, có thể xây dựng đạo cơ tầng 2 đã không tệ rồi. Trừ phi có yêu linh đan hay thiên tài địa bảo cho hắn sử dụng. Thiên tài địa bảo thì không nói, ở tu chân giới đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ở địa cầu còn nhỏ hơn mua xổ số chúng 1 triệu. Thiên tài địa bảo không có, yêu linh đan cũng không có khả năng. Loại đan dược này dùng nội đan của yêu thú luyện chế, là đan dược tốt nhất của trúc cơ kỳ, không chỉ có năng lực xây dựng đạo cơ cung cấp linh khí khổng lồ, cũng trợ giúp rất lớn cho việc ngưng kết kim đan. Nhưng không nói đến trên địa cầu còn không có yêu thú tồn tại, cho dù có mà nói, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng đối phó. Ví dụ như thủy quái thiên chỉ ở núi Trường Bạch, rồng trong giếng khóa rồng, những con vật trong truyền thuyết này đều là yêu thú.
Kiếp trước khi hắn tu thành kim đan quay về địa cầu, xuất phát từ lòng hiếu kỳ đến đó kiểm tra. Người cấp trước hắn cũng không dám dễ dàng tiếp sát, mạnh như thế nào, có thể biết. Người sau hắn thì không tìm được, nếu không phải đã chết, thì mạnh đến mức hắn không cảm ứng được, loại khả năng sau lớn hơn, bởi vì đứng cạnh giếng khóa rồng, hắn cảm nhận được hơi thở của yêu tộc vua long tộc. Phải biết rằng ở tu chân giới, cho dù long tộc không tu luyện, đến khi trưởng thành cũng là kim đan đỉnh phong, dưới nguyên anh có thể nói là vô địch. Trúc cơ sơ kỳ đi săn những yêu thú này, là tự tìm đường chết. Còn các yêu thú khác không có manh mối, hắn cũng không biết đi tìm ở đâu. Thiên tài địa bảo và yêu linh đan không có, hắn chỉ có thể ra tay từ tụ linh đại trận. Có pháp khí pháp bàn kia ở đây, linh khí ở chỗ hắn đã gấp bội biệt thự khác, nhưng như vậy vẫn không đủ, còn không phải là kế lâu dài. Chỉ có thành lập tụ linh đại trận, mới có thể làm linh khí nồng đậm tồn tại liên tục không ngừng. Có tụ linh đại trận ở đây, tốc độ hắn tăng thực lực cũng có thể nhanh hơn nhiều, cũng có chỗ tốt ngoài tưởng tượng. Bây giờ hắn có 1.3 triệu trong tay, trừ nợ nần trong nhà còn lại 300, có thể bắt đầu kế hoạch một phen. Hắn cũng không sốt ruột, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, vận chuyển khí huyết, dần dần khôi phục khí huyết tổn hao trong cơ thể. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, khí tức của Mạc Phàm đã khôi phục như thường, lúc này mới thu công, rời khỏi biệt thự. Hắn nhìn thoáng qua một hướng khác trong nội thành, hàn quang trong mắt lóe lên, hắn đi về phía nội thành. Trương gia, cũng là lúc nên diệt. Không lâu sau, Mạc Phàm đi đến một tiểu khu xa hoa tên là Thế Kỷ Hào Đình, đứng trước một trong những biệt thự ở tiểu khu tốt nhất. Tuy Thế Kỷ Hào Đình không đắt tiền như Vân Trung Thự, dựa vào núi mà đứng, ở gần hồ nước. Nhưng cũng được xây ở bờ sông thành phố Đông Hải, xây gần nước, là một trong những con sông không nhiều ở thành phố Đông Hải. Nhà bình thường, không có hơn 100 vạn cũng không mua được, nhà cửa ở Lâm Giang tăng gấp bội, biệt thự còn phải gấp đôi nhiều lần, không có 500 vạn trở lên không mua nổi biệt thự nơi này. Nhưng biệt thự ở vị trí tốt nhất, Trương gia không phí một phân tiền nào, bởi vì cả tiểu khu là Trương gia khai phá, bình thường người một nhà Trương Siêu sẽ ở đây. Hắn nhìn chằm chằm biệt thự này hơi híp mắt lại, lam quang trong mắt hắn hiện lên, âm khí nồng đậm hiện lên trong mắt hắn. Trong đó ẩn ẩn có thể thấy mấy bóng mờ đang di chuyển. Những bóng dáng này người thường gọi là quỷ hồn, trong nhà ai có mấy quỷ hồn sống, sớm muộn gì cũng sẽ nhà tan cửa nát. Cái la bàn kia đưa quỷ hồn tới một khoảng thời gian, vậy mà Trương gia không có chuyện gì. Mạc Phàm nhíu mày, làm như không có việc gì dạo quanh biệt thự một vòng. Một lát sau, lông mày của hắn giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Trách không được. Khó trách những quỷ hồn này không gây chuyện ở nhà Trương Siêu, rõ ràng là nhà của Trương Siêu cũng mời đại sư phong thủy đến xem, một hoa một cây đều bố trí theo quy tắc đặc biệt, tạo thành một trận pháp tương tự như câu quỷ trận. Trách không được Trương Siêu cầm la bàn về nhà, lại buôn bán lời 500 vạn, nguyên nhân là ở chỗ này. Mệnh số phong thủy có nói ở tu chân giới, thần kỳ hơn địa cầu vô số lần. Hắn thân là y tiên, cũng hiểu sơ một chút. Mệnh số phong thủy đều không phải trăm lợi vô hại, có được tất có mất, cơ mượn thì có trả, có nguyên nhân sẽ có kết quả, có hưng tất có suy. Trương gia hiện giờ nhìn như tài vận thịnh vượng, một khi gặp phải phản phệ, giống hệt Vương Trường Sinh, kết cục vô cùng thê thảm. Hắn lại đánh giá biệt thự nhà Trương Siêu một lát, theo âm khí càng ngày càng nặng, câu quỷ trận kia càng ngày càng yếu, nhiều nhất là một tháng sẽ bị quỷ hồn phá tan. Đến lúc đó, ai cũng không cứu được người trong biệt thự này. Phải đợi một tháng sao? Mạc Phàm lắc đầu. Trương gia phải bị diệt trong gần đây, một tiểu trận có thể làm khó được hắn sao? Hắn phải rời đi chuẩn bị nguyên liệu, nhìn thấy bóng người trong biệt thự, bỗng nhiên hắn lại đi đến cửa lớn biệt thự. Một khi phong thủy trận được giải, cho dù có phải người của Trương gia hay không đều sẽ bị liên lụy. Có thù oán với hắn là Trương gia, không phải những người giúp việc này. Hắn mới đi tới cửa, còn chưa có gõ cửa. Một người giúp việc trung niên rầm một tiếng mở cửa ra, hung dữ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Cậu vào bằng cách nào, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì thì đi tìm cảnh sát xử lý, nơi này là khu dân cư tư nhân, không phải nơi loại nông dân như cậu có thể tới, mau biến đi, nếu không tôi sẽ bảo cảnh sát bắt cậu. Người giúp việc này thấy Mạc Phàm mặc quần áo không thể bình thường hơn, tưởng là đám người đến cửa đòi công đạo, mở cửa ra liền mắng. Lông mày Mạc Phàm giãn ra,
hắn vốn định nhắc nhở bọn họ rời đi. Ai biết hắn còn chưa mở miệng đã bị mắng. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ha ha, tự giải quyết cho tốt đi. Mạc Phàm cười rồi lắc đầu, xoay người đi đến cửa lớn gần đó. Hắn có ý nhắc nhở, đối phương không tiếp nhận, bất luận hắn làm thế nào đều không tránh khỏi, chẳng bằng không nhắc nhở. Hắn là y tiên bất tử, cũng chỉ cứu người có duyên. Tự giải quyết cho tốt sao? Người giúp việc nhướng mày, thân là người giúp việc của Trương gia, bà ta rất khỏe, mạnh hơn người nông thôn gấp trăm lần. Cậu mới tự giải quyết cho tốt, cả nhà cậu đều tự giải quyết cho tốt, nông dân thì cút ra xa chút. Giúp việc hùng hùng hổ hổ nói, đóng mạnh cửa lại, không biết đã bỏ qua một cơ hội sống. Mạc Phàm vừa mới tới cửa, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Nhóm người từ nông thôn đến các người muốn làm gì, không đi làm việc đi, muốn tạo phản sao, không muốn tiền lương nữa à? Mạc Phàm nhìn người nói, chỉ thấy một người đàn ông mặc tây trang, đeo kính, cầm theo văn kiện nhìn có vẻ thông minh lanh lợi, chỉ vào một đám nông dân chửi bậy. Trước người người này là một mỹ phụ để tang quỳ gối ở cửa đốt giấy, phía trước là một người trung niên, dùng vải trắng che lên. Phía sau có 5-60 người nông dân tuổi không đồng nhất ngăn ở cửa, cơ bản toàn thân từng người đều bẩn thỉu, có một số người đội nón bảo vệ của công trường, mấy người còn lại mang theo chùy to và cốt thép. Xung quanh đã tụ tập không ít người, đang chỉ trỏ. Tất nhiên là hắn nhận ra người đàn ông mặc tây trang này, là chú út của Trương Siêu, thuộc hạ đắc lực của Trương Thiên, tên là Tạ Bân, ngoại hiệu Tạ Tam Miểu. Ngoại hiệu này có như thế nào, hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết cái tên Tạ Tam Miểu cũng là cặn bã trong cặn bã, vì kiếm tiền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Đương nhiên cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Nhìn cảnh trước mắt, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện. Tạ Tam Miểu vì trốn tiền lương một đám công nhân, mượn danh nghĩa phát tiền lương đẩy quản đốc xuống lầu ngã chết. Bà xã quản đốc tìm Tạ Tam Miểu lý luận, cuối cùng không có kết quả, đập đầu chết trước cửa tiểu khu, để lại hai đứa bé một nam một nữ đáng thương, lẻ loi hiu quạnh, một gia đình bị hủy từ đấy. Chuyện này được che giấu 10 năm, 10 năm sau vào một buổi tối, Tạ Tam Miểu uống say mềm ở một KTV, say rượu nói lời thật bị một công chúa moi ra bí mật này. Anh ta vừa nói xong đã bị công chúa quán bar này hắt rượu lên mặt, tỉnh táo một chút Tạ Tam Miểu bị thiếu gia quán bar ở bên cạnh dùng dao đâm vào trái tim, chết luôn tại chỗ. Công chúa và thiếu gia quán bar là hai đứa bé đáng thương năm đó. Nếu hắn nhớ không sai, một màn năm đó đã bắt đầu. Xem ra ngay cả nguyên liệu hủy diệt cầu quỷ trận kia cũng không cần chuẩn bị, Trương gia cũng sắp gặp tai họa đến nơi rồi. Nghĩ vậy, vẻ mặt Mạc Phàm không đổi đi về phía đám người này. Mỹ phụ nghe Tạ Tam Miểu nói, trên mặt toàn là thương tâm muốn chết, khóc nói. Mạng đều không còn, cần tiền lương làm gì, hôm nay cậu tất phải cho chúng tôi công đạo, nếu không cho công đạo, chúng tôi sẽ không rời đi. Ông xã bà ta không chỉ ngã từ trên lầu xuống chết, ngay cả giấy nợ Tạ Tam Miểu viết cũng không cánh mà bay, nhiều công nhân đợi phát tiền lương như vậy, chặn ở đây là đường lui duy nhất của bà ta. Nếu đến đây cũng không có biện pháp, bà ta thật sự không biết nên làm thế nào. Vương Ngọc Lan tôi nói cho bà biết, bà cho rằng như vậy sẽ có tác dụng sao, nói cho bà biết, nếu các người còn tiếp tục ầm ĩ như vậy, đừng nói không lấy được tiền bồi thường, tiền lương cũng không lấy được, các người còn ngồi tù. Tạ Tam Miểu chỉ vào Mỹ Phụ nói, trong mắt hiện lên chút hung ác nham hiểm. Chúng tôi từ nông thôn đến, chưa từng học đại học, nhưng cậu đừng có dọa chúng tôi không sợ. Cùng lắm thì cùng ngồi tù, nhưng ông xã tôi không thể chết vô ích. Vương Ngọc Lan lau lệ, quật cường nói. Quả nhiên là nông dân, cùng ngồi tù, ông xã bà tự mình ngã xuống, liên quan gì đến tôi, muốn ngồi tù chỉ có các người xem bên kia là gì. Tạ Bân cười đắc ý nói. Hú hú, tiếng còi cảnh sát từ xa lại gần, một chiếc xe cảnh sát đang đi về phía này. Anh ta là người, tuân thủ pháp luật, đối phó với điêu dân đương nhiên phải dùng cảnh sát. Cảnh sát đến rồi, chúng ta nhanh đi thôi. Có người phía sau Mỹ Phụ Vương Ngọc Lan lo lắng nói. Tạ Tam Miểu thấy đối phương hơi sợ hãi, lông mày nhướng lên, liếc mắt nhìn đám nông dân này một cái. Một đám điêu dân mà thôi, cũng muốn đấu với Trương gia, quả thực là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Cho dù giết chết ông xã bà thì sao? Lấy đi giấy nợ thì sao, chứng cứ đâu? Nói cho các người biết,
các người đây là tụ tập phi pháp, là phạm pháp, nếu thức thời mà nói, nhanh quay về làm việc đi, nể mặt chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, tôi đại nhân đại lượng không so đo với các người, nói cách khác, đừng trách tôi trở mặt. Vương Ngọc Lan vốn căm thù Tạ Tam Miểu tận xương tủy, nghe anh ta nói rất đường hoàng, nước mắt tức giận rơi như mưa. Nếu không phải Tạ Tam Miểu luôn khất nợ tiền lương, sao hôm nay ông xã bà lại đi tìm cậu ta, không tìm cậu ta, sao có thể ngã từ trên lầu xuống. Không chỉ như vậy, bà cảm thấy cái chết của ông xã bà có vấn đề. Cho dù là phạm pháp, hôm nay tôi cũng phải đòi lại một công đạo. Vương Ngọc Lan kiên quyết nói. Bà chưa từng học đại học, nhưng có học tiểu học. Cũng biết người đang làm, trời đang nhìn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bà không tin ông xã bà cứ chết vô ích như vậy, bà cũng không tin bọn họ mệt nhọc vất vả làm việc nhiều năm như thế, mà không lấy được một đồng tiền nào. Ai ôi này, tôi nói với bà người đàn bà chanh chua này, còn rất kiên cường đó, bà không đi đúng không, được lắm. Trong mắt quản lý Tạ lóe lên sắc bén, nhìn chăm chú Vương Ngọc Lan. Người tụ tập quá nhiều, cảnh sát đến đây xử lý cũng không được, anh ta cũng không tin dê không ăn lúa mạch non. Các người cũng định không muốn tiền lương như bà ta nữa đúng không? Tuy Trương Thành đánh mất giấy nợ, nhưng tôi nhớ công ty chúng tôi có sổ sách, chỉ cần các người quay về làm việc, tôi đảm bảo ngày mai sẽ trả tiền công cho các người, ầm ĩ ở trong này, đợi ăn không khí đi. Những lời này vừa nói ra, có mấy người nông dân lộ vẻ do dự. Bọn họ vào nội thành kiếm tiền, tới nơi này ầm ĩ cũng là vì Trương Thành đối với bọn họ không tệ, thực ra trong lòng từ chối đối nghịch với ông chủ. Tạ Tam Miểu nổi giận, trong chớp mắt đám người dao động rồi. Chị dâu, mẹ của em bị bệnh, gọi điện thoại thúc giục em quay về, em đi trước. Trong đó có một người đàn ông gầy yếu nói. Thím ba, cha cháu bảo cháu quay về một chuyến, nói trong nhà có chuyện. Một thanh niên đỏ mặt nói. Chẳng bao lâu sau, hơn 50 người chỉ còn lại hơn 20 người, một số người còn lại cũng là vì chưa tìm được lý do trong chốc lát. Vương Ngọc Lan sửng sốt. Nhóm người này đều là đồng hương của bà ta, bình thường xưng huynh gọi đệ với chồng bà ta, Tạ Tam Miểu hù dọa một câu, vậy mà rời đi nhiều như vậy. Toàn bộ thê lương chuyển hóa thành phẫn nộ. Đám người các cậu, uổng phí lão Trương bất chấp nguy hiểm đòi tiền lương giúp các người, anh ấy thật sự là mắt mù, mới quen biết các người. Vương Ngọc Lan nói như vậy, không ít người ở lại cũng tìm được lý do. Hai, chị dâu, sao chị lại nói vậy? Giống như chúng tôi hại chết lão Trương ấy, nếu không phải nể mặt của lão Trương, chúng tôi không tới đắc tội với quản lý Tạ đâu, nếu chị đã nói vậy, chúng tôi cũng đi đây. Ai cũng gây khó dễ vì tiền, quản lý Tạ đều đã nói ngày mai phát tiền lương rồi, còn ngốc ở đây sẽ không lấy được một đồng nào, có tiền không lấy đợi ngồi tù sao? Kẻ ngốc mới làm như vậy. Người nọ khoát tay, lập tức có mấy người rời đi, chỉ còn lại thưa thớt 20 người. Ở một bên, Tạ Tam Miểu cười âm hiểm, ngầm đắc ý. Nhóm người này đúng là dễ lừa gạt, bảo ngày mai phát tiền lương là ngày mai phát, ngày mai nhiều lắm. Chỉ số thông minh này, nam anh ta có thể lừa gạt tiền của bọn họ, nữ anh ta có thể lừa gạt bọn họ một ngày lên giường vài chục lần. Hai lúa đúng là hai lúa, cũng may mắn là tên hai lúa, nếu không thì không dễ gạt rồi. Vương Ngọc Lan thấy lại có một lượng lớn người rời đi, nước mắt ào ào rơi xuống. Đau khổ giống như ăn hoàng liên, nhưng không có biện pháp. Nhóm người các cậu còn biết xấu hổ hay không, Trương ca đối xử tốt với các cậu như vậy, xảy ra chuyện cả đám đều rời đi. Một người trẻ tuổi cầm đại truy tức giận nói. Trong đám mấy người sắp đi, trong đó có một người nhướng mày, cười dâm nói. Cậu cần thể diện nên ở lại à, ai chẳng biết cậu và bà xã lão Trương lén phén, cuối cùng bây giờ hai người có thể ngủ với nhau một cách quang minh chính đại rồi. Người này mới mở miệng, mặt Vương Ngọc Lan và chàng trai kia đều đỏ lên. Các cậu nói linh tinh gì đó. Vương Ngọc Lan tức giận nói, hai mắt đều là nước mắt ấm ức. Không ít người xung quanh nhao nhao lắc đầu, bày tỏ đồng tình. Ở biệt thự trong Thịnh Thế Hào Đình đều là ông chủ lớn, loại chuyện nợ tiền lương không phát, còn ầm ĩ chết người thường xuyên xảy ra. Lúc trước có không ít người ngăn ở cửa tiểu khu đòi công đạo, nhưng kết cục cơ bản đều thất bại. Những ông chủ lớn này không sợ chuyện này. Mắt Mạc Phàm nheo lại, trong mắt lóe lên lam quang, nhìn thi thể nằm trên mặt đất, lông mày nhíu lại. Tạ Tam Miểu thấy đám người Vương Ngọc Lan đã rối loạn, cười đắc ý. Các người tự mình rời đi,
hay là để cảnh sát mang các người đi? Trong mắt Vương Ngọc Lan lóe lên tuyệt vọng, chỉ còn lại hơn 10 người đấu với Trương gia thế nào? Nhưng nhìn ông xã Trương Thành nằm trên mặt đất, trong mắt bà lại hiện lên quyết tâm. Không lấy được công đạo chúng tôi sẽ không đi. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tạ Tam Miểu hừ lạnh một tiếng. Lúc này xe cảnh sát đi tới, hai cảnh sát một béo một gầy xuống xe, liếc mắt nhìn nơi này một cái, nhíu mày, hỏi. Sao lại thế này? Tạ Tam Miểu vội vàng tới gần, nịnh nọt nói. Cảnh sát tiên sinh là như vậy, bọn họ là công nhân của công trường chúng tôi, không ngờ lại xảy ra sự cố, liền đến chỗ lão tổng chúng tôi đòi bồi thường, lão tổng chúng tôi đều đã đồng ý, bọn họ còn lòng tham không đáy cứ đứng ở đây, không thấy lão tổng của chúng tôi sẽ không đi. Là như vậy sao? Cảnh sát béo xử lý không ít những chuyện như vậy, nhíu mày hỏi. Không phải, cậu ta nợ tiền lương của hơn 100 công nhân chúng tôi, ông xã tôi đi tìm bọn họ đòi, kết quả rơi từ trên lầu xuống, cảnh sát tiên sinh, cậu phải chủ trì công đạo cho chúng tôi. Vương Ngọc Lan khóc nói. Bà ấy nói sai không? Cảnh sát béo chỉ vào Vương Ngọc Lan hỏi, cảnh sát bên cạnh lại làm ghi chép. Tiền lương là vì chỗ tài vụ có vấn đề. Mới phát muộn, tôi đã nói với bọn họ rồi, ngày mai sẽ phát tiền lương, nhưng người này chết thực sự không liên quan đến chúng tôi, ông ta uống rượu mới không cẩn thận trượt chân ngã xuống, chúng tôi đều là thương nhân tuân phủ pháp luật, sao có thể làm ra loại chuyện này? Tạ Tam Miểu kêu oan, giống như đậu Nga vậy. Cậu gạt người, ông xã tôi chưa bao giờ uống rượu ở công trường. Vương Ngọc Lan chỉ vào Tạ Tam Miểu lạnh lùng nói. Tạ Tam Miểu nhún vai. Nói không chừng là uống ở ngoài rồi đến công trường. Vậy sao giấy nợ có thể biến mất không thấy, chắc chắn là cậu cầm đi. Cảnh sát tiên sinh, anh thấy rồi đó, bọn họ xảy ra sự cố cũng trách tôi, mất giấy nợ cũng đổ cho tôi, có phải bà ta sinh con cũng do tôi hay không, chứng cứ đâu. Cậu, Vương Ngọc Lan tức đến mức không nói được lời nào. Không có chuyện gì thì quay về đi, tôi cũng hiểu tâm tình của mọi người, nhưng không đi, tôi chỉ có thể bắt hết các người lại. Cảnh sát béo lạnh lùng thốt lên. Vẻ mặt Vương Ngọc Lan khiếp sợ, không ngờ sẽ thành ra như vậy, nước mắt rơi ào ào như mưa. Bà dùng lực đẩy Trương Thành không còn hơi thở. Lão Trương ông tỉnh lại đi, ông nói cho tôi biết người nào hại chết ông, là ai. Tiếng khóc thê lương, ngay cả mọi người xung quanh cũng không khỏi đau lòng. Tạ Tam Miểu cười nói. Người đã chết tỉnh lại thế nào được? Nếu Trương Thành tỉnh dậy anh ta sẽ sợ. Nhưng người chết tỉnh thế nào được? Vương Ngọc Lan khóc một lát, bỗng nhiên nhìn về phía cửa lớn tiểu khu, trong mắt hiện lên quyết tâm. Cảnh sát mặc kệ, đồng hương cũng không quản, không bằng chết đi thì hơn. Lúc này một giọng nói bình tĩnh truyền đến. Có tôi ở đây, có thể làm ông ta tỉnh lại. Giọng nói vừa mới vang lên, rất nhiều người nhìn về phía người vừa nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm. Tạ Tam Miểu thấy Mạc Phàm chỉ là đứa trẻ 16. 17 tuổi, cười cười, con nhà ai đứng đây khoác loác thế này, cũng không nhìn xem trường hợp. Nhưng thấy Mạc Phàm tham dự vào, anh ta giả mù sa mưa nói. Tiểu bằng hữu, cậu thật sự có thể cứu ông ấy tỉnh lại sao, nếu cậu có thể cứu được ông ấy, tôi cũng muốn biết tên khốn nạn nào hại ông ấy, còn hắt toàn bộ nước bẩn lên người tôi. Hai cảnh sát kia nhíu mày nhìn Mạc Phàm, không nói gì. Xung quanh có không ít người nhìn Mạc Phàm, ánh mắt đều là khinh bỉ. Còn nhỏ tuổi như vậy đã khoác loác, cha mẹ dạy thế nào nhỉ? Ngay cả Vương Ngọc Lan đang tuyệt vọng cũng sửng sốt, Mạc Phàm nhìn không giống bác sĩ đều bảo bọn họ chuẩn bị hậu sự, hơn nữa đã qua 4-5 tiếng, còn cứu được sao? Vị tiểu huynh đệ này, cậu nói cái gì, cậu thật sự có thể cứu ông xã tôi sao? Bây giờ còn có thể, qua nửa tiếng tôi không có biện pháp. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tử vong trong mắt bác sĩ bình thường không có phân biệt gì, nhưng trong mắt bác sĩ y thuật cao minh chia làm chết thật và giả chết. Chết thật tam hồn lục phách tan hết, trừ phi hắn khôi phục tu vi kim đan mới có thể chữa trị. Giả chết, trong cơ thể vẫn còn một đường sinh cơ, chỉ là có vẻ mỏng manh, bác sĩ bình thường khó mà phát hiện, chỉ cần có chút sinh cơ ấy, là có thể cứu người sống. Trạng thái hiện giờ của người này là giả chết, nếu lại kéo dài thêm một lát, thật sự sẽ chết thật. Nghe Mạc Phàm nói, đôi mắt Vương Ngọc Lan mở to, lau nước mắt, kinh ngạc vui mừng nói. Thật vậy sao? Tạ Tam Miểu hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Lời nhóc con nói mà cũng tin,
đúng là hai lúa, nếu cậu ta có thể cứu người, tôi sẽ nuốt gốc thép này, thực sự cho rằng Hoa Đà tồn tại à, tôi thấy bà đừng tốn sức nữa, nhanh kéo về nhà chôn đi, bớt để ông xã bà chịu chút tội. Vẻ mặt Vương Ngọc Lan hơi tối sầm lại, bà cũng không tin tưởng lắm, dù sao chết mà sống lại chỉ có ở trên tivi. Nhưng lại muốn thử xem, nhỡ đâu là thật thì sao? Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Tạ Tam Miểu. Anh chắc chắn muốn nuốt thép. Tạ Tam Miểu nhướng mày, một tên nhóc cũng dám nói chuyện với anh ta như vậy, không nhìn xem nơi này là đâu, không xem cậu ta là ai. Nhưng ngay sau đó, tức giận của anh ta hóa thành vui vẻ, trong mắt hiện lên trêu tức. Nhóc con, cậu đã tự tin như vậy, vậy đánh cược nhé, nếu cậu cứu ông ta tỉnh lại tôi sẽ nuốt thép, nhưng nếu cậu không cứu được, tự cậu tát mình 30 cái, thế nào? Không ít người ở xung quanh, bao gồm hai cảnh sát kia nhao nhao lắc đầu, nhưng không có biện pháp. Loại chuyện này không trái với pháp luật, bọn họ cũng không quản được. Có người thấy Mạc Phàm nhỏ tuổi, cũng cảm thấy Mạc Phàm biết chút y thuật, khuyên. Cậu bé, đừng đánh cược với cậu ta. Đừng trúng kế của cậu ta, nhanh đi học đi. Cũng có người như Tạ Tam Miểu thấy Mạc Phàm là kẻ lừa đảo. Một người nằm lâu như vậy rồi, sao có thể cứu chữa được, đúng là tự tìm khổ. Có thể, anh đợi nuốt thép đi. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh nói. Hắn là y tiên bất tử, nếu như ngay cả một người tiến vào trạng thái chết giả cũng không cứu được, còn gọi gì là y tiên bất tử, càng không xứng với tên tuổi y thuật số một. Đừng nói là hắn, ngay cả Thường Ngộ Xuân và Hạc Duyên Niên đến đây đều có thể cứu sống người này. Nói xong hắn xoay người nói với Vương Ngọc Lan. Bà muốn thử một lần không? Không thử bà vĩnh viễn sẽ không biết. Vương Ngọc Lan thấy Mạc Phàm tự tin như vậy, do dự một lát, quyết tâm trong lòng. Mong tiểu huynh đệ cứu ông xã tôi, chỉ cần cậu có thể cứu sống ông ấy, cậu bảo tôi làm trâu làm ngựa đều được. Làm trâu làm ngựa thì không cần, cởi áo tang trên người bà ra đi, người còn chưa chết đã mặc thành như vậy, xui xẻo. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, lấy một hộp ngân châm mang theo người ra. Vương Ngọc Lan sửng sốt một lát, thật sự cởi áo tang ra, lộ ra quần áo mặc thường ngày. Một chiếc áo ngắn tay màu trắng, một chiếc quần bò bó sát. Tuy bà đã sinh hai đứa con, dáng người không chỉ không biến dạng còn càng thêm đầy đặn. Làn da trắng như sữa bò, gương mặt trái xoan không kém mỹ nữ trong nội thành. Thấy thế nào cũng không giống như phụ nữ từ nông thôn đến, trái lại như thiếu phụ thời thượng ở đô thị. Bà vừa cởi ra, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhất là Tạ Tam Miểu, trong mắt anh ta là ánh sáng nóng bỏng, nhìn chằm chằm Vương Ngọc Lan, trong lòng nghĩ thầm. Vậy mà tên ngốc Trương Thành có vận khí tốt như vậy, có thể cưới được nàng dâu như thế, không biết có thể chơi được hay không? Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền vén vải trắng trên người Trương Thành ra. Hai mắt Trương Thành nhắm nghiền, khóe miệng còn có tơ máu, rõ ràng là khi rơi từ trên lầu xuống, nội tạng bị thương. Những thứ này đối với Mạc Phàm mà nói, không là vấn đề gì đáng kể. Trong mắt hắn lóe sáng tinh quang, nhưng không vội vàng ra tay. Nhóc con, không phải cậu muốn cho tôi nuốt ống thép sao, sao không ra tay cứu người đi, không phải không cứu được đấy chứ. Tạ Tam Miểu thấy Mạc Phàm không ra tay, cho rằng Mạc Phàm hối hận rồi. Mạc Phàm nhíu mày, không để ý đến Tạ Tam Miểu. Tiểu huynh đệ, cậu xem ông xã tôi còn cứu được không? Vương Ngọc Lan ân cần hỏi han. Vừa rồi bà có chút tin tưởng Mạc Phàm, bây giờ hơi lo lắng. Vừa mới trải qua tuyệt vọng, lại nhìn thấy chút hy vọng, bà không muốn chút hy vọng ấy lại biến thành tuyệt vọng. Có, chỉ là tôi đang suy nghĩ, chữa trị như thế nào để ông ấy khôi phục nhanh nhất. Mạc Phàm nói chi tiết. Dừng, còn khoác loác. Tạ Tam Miểu cười khinh thường. Nhóc con, bây giờ cậu hối hận còn kịp, tôi sẽ không bảo cậu tát 30 cái nữa, cậu gọi tôi 3 tiếng ông nội là được. Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang lóe lên, cười mỉa hỏi. Tạ Tam Miểu, anh cứ thích nuốt thép như vậy sao? Tam Miểu là ngoại hiệu của anh ta, lúc chị anh ta chưa gả cho Trương Thiên, thường xuyên bị người ta gọi như vậy. Bây giờ vì có Trương Thiên, anh ta thành người đứng đầu công trường, đã không ai gọi ngoại hiệu này nữa. Tạ Tam Miểu sửng sốt, trừng mắt cẩn thận đánh giá Mạc Phàm, xác định mình chưa từng gặp Mạc Phàm bao giờ. Nhóc con, cậu nhận sai người rồi. Tạ Tam Miểu ra vẻ trấn định nói. Nhận sai người sao? Mạc Phàm cười. Đời trước,
hắn quen Tạ Tam Miểu là sau khi chị họ kết hôn với Trương Siêu, tất nhiên bây giờ Tạ Tam Miểu không biết hắn. Chắc vậy, nhưng hôm nay ống thép này, anh ăn hết rồi. Mạc Phàm nói chắc chắn. Nói xong hắn cầm lấy ngân châm, hai cây châm châm lên vành tai Trương Thành, một cây châm lên chóp mũi, hai cây châm ở chân ông ta. Mỗi cây châm sâu cạn không đồng nhất, đủ để đâm phá mấy mạch máu của Trương Thành, từng dòng máu tím đen chậm rãi chảy ra từ năm châm. Châm mấy châm đơn giản, hắn liền thu hồi châm. Mọi người đều mờ mịt, không phải nói có thể cứu người à, vậy là xong rồi sao? Tiểu huynh đệ, cậu chữa trị xong rồi à? Vương Ngọc Lan hỏi. Mạc Phàm gật đầu. Những người khác nhao nhao lắc đầu, những người này nhìn Vương Ngọc Lan đầy thương cảm, vốn tưởng rằng Mạc Phàm thật sự có thể cứu người, ai biết đều là gạt người. Quả nhiên là kẻ lừa đảo, đồng chí cảnh sát, bắt cậu ta đi. Có người nói với cảnh sát. Vừa rồi Tạ Tam Miểu bị Mạc Phàm hù dọa, còn có chút sợ hãi, nhìn hành động của tên nhóc này, giống như thật sự có thể làm được. Nhớ đâu được tên nhóc này cứu sống, anh ta sẽ gặp nạn rồi. Ai biết tên nhóc châm vài cái là xong việc, Trương Thành không có một chút phản ứng nào. Nhóc con, đây là y thuật của cậu à, cậu tự mình đánh, hay là tôi bảo người ta đánh giúp cậu chọn một cái đi. Tạ Tam Miểu đắc ý nói. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười không thèm để ý. Tôi lựa chọn, cho anh nuốt thép vào. Một tay hắn ấn vào ngực Trương Thành một cái, cửu chuyển hỗn nguyên công vận chuyển, linh khí không hề cách trở đến xung quanh tim Trương Thành. Nhẹ nhàng nắm chặt, lại buông ra. Mấy giây sau, bỗng nhiên thân thể cứng ngắc của Trương Thành thành cong lên, hít một hơi dài, giống như bị ngộp trong nước đã lâu, cuối cũng nổi lên mặt nước. Sau khi khẽ hút, Trương Thành đang nhắm chặt mắt mở mắt ra như một kỳ tích, nghi ngờ đánh giá xung quanh. Các người đang làm gì thế, tôi còn sống không? Trương Thành mê mang hỏi. Ông ta nhớ rõ mình ngã từ trên lầu xuống, chợt thấy nhiều người như vậy. Cũng có chút mơ màng. Những lời này vừa nói ra, xung quanh hiện lên vẻ khiếp sợ, mọi người ngây ra như phỗng nhìn Mạc Phàm. Người đã chết mấy tiếng, thật sự được cứu về rồi. Lúc này không còn ai hoài nghi y thuật của hắn, cũng không có ai hoài nghi hắn có thể cứu người chết hay không. Trong mắt Vương Ngọc Lan là khiếp sợ, nhanh chóng phản ứng kịp, một tay che miệng, hạnh phúc đến mức nước mắt rơi ào ào. Lão Trương, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi. Tỉnh, chẳng lẽ tôi không chết à? Trương Thành mơ hồ hỏi. Đã chết, được tiểu thần y cứu về rồi, bây giờ ông cảm thấy thế nào, có cần tới bệnh viện hay không? Vương Ngọc Lan khóc lóc giải thích, ngay cả xưng hô với Mạc Phàm cũng đã thay đổi. Tiểu thần y, ánh mắt Trương Thành dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở Mạc Phàm, cười thật thà. Vẫn tốt, chỉ hơi đau người, cảm ơn cậu tiểu thần y, lát nữa mời cậu uống rượu. Tiểu thần y, ông xã tôi có cần tới bệnh viện không? Vương Ngọc Lan lấy lại tinh thần, tôn kính hỏi. Muốn nằm viện có thể đến bệnh viện ở một thời gian ngắn. Người này đã không còn gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dù sao cũng rơi từ tầng 6 xuống, nội tạng bị thương tổn một chút, nằm viện điều dưỡng một khoảng thời gian sẽ khôi phục nhanh hơn. Được, tiểu thần y làm ở bệnh viện nào vậy? Vương Ngọc Lan hỏi. Theo ý bà chắc chắn Mạc Phàm làm ở bệnh viện lớn nào đó. Nếu Mạc Phàm cứu ông xã bà, nằm viện chắc chắn phải đến bệnh viện Mạc Phàm làm. Tôi làm ở bệnh viện Nhân Đức, có chuyện gì có thể tìm tôi là Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không giấu giếm. Bệnh viện Nhân Đức là bệnh viện của Mộc Gia, hắn chữa trị ung thư cho người ta ở đó. Bệnh viện Nhân Đức, Mạc Phàm, cậu là tiểu thần y có thể chữa trị ung thư, Mạc thần y sao? Có một bác gái kinh ngạc hỏi. Bệnh viện Nhân Đức có thể chữa trị ung thư đã sớm lan truyền khắp thành phố Đông Hải, không chỉ có thành phố Đông Hải và thành phố xung quanh, tỉnh Nam Giang cũng có không ít người đến đây xếp hàng. Không chỉ chữa trị được ung thư, còn chỉ lấy 1/10 tài sản, tuy không có nhiều người gặp được Mạc Phàm, nhưng tên Mạc Phàm sớm đã truyền ra. Mạc Phàm gật đầu. Đúng là Mạc Tiểu Thần Y, chẳng trách có thể cứu được người chết sống lại, hóa ra là Mạc Tiểu Thần Y. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Mạc Phàm thay đổi, nhất là Vương Ngọc Lan và Trương Thành, tràn đầy cảm kích. Cũng may gặp được Mạc Phàm, nếu không bọn họ thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này ở bên cạnh, sắc mặt Tạ Tam Miểu đã xám như cho tàn, anh ta không dự đoán được, tên nhóc nhìn không đáng để mắt tới lại là thần y,
càng không ngờ thần y này có thể cải tử hoàn sinh. Nhìn Trương Thành tỉnh lại, anh ta nuốt nước miếng, lặng lẽ lùi về sau. Trương Thành là anh ta bảo người đẩy xuống lầu, giấy nợ cũng là anh ta trộm đi. Lúc trước nhóm người này không có chứng cứ, bây giờ người chết thực sự sống lại, anh ta không đi còn chờ cái gì. Anh ta cẩn thận rời đi còn chưa được hai bước, một giọng nói truyền đến. Chớ đi, còn chưa nuốt thép vào đâu đó. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Tam Miểu nói. Chạy trốn ở dưới mí mắt của y tiên bất tử hắn, người như vậy còn chưa ra đời đâu. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt không ít người nhìn Tạ Tam Miểu. Tạ Tam Miểu thầm kêu không ổn rồi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm hiện lên sắc bén, nhưng trên mặt lại là cười mỉa. Nếu Trương huynh đệ đã tỉnh rồi, tôi đi tìm Trương tổng của chúng ta từ từ nói chuyện, mọi người cứ đợi ở đây. Nói xong Tạ Tam Miểu muốn xoay người rời đi. Đừng để cậu ta chạy, chính cậu ta muốn cho tôi số tiền lớn để tôi chạy trốn, tôi không chịu, cậu ta gạt tôi uống rượu, đẩy tôi xuống, khụ khụ. Trương Thành nhìn thấy Tạ Tam Miểu, mắt mở to, tức giận nói. Nói xong lại ho lên, khóe miệng đều là máu. Trương gia nợ hơn 100 công nhân bọn họ gần 1.000 vạn tiền lương, ông ta đi tìm Tạ Tam Miểu lấy tiền, Tạ Tam Miểu nói có thể cho ông ta 100 vạn, bảo ông ta chạy trốn. Chuyện thương thiên hại lý như vậy, đương nhiên Trương Thành không chịu làm. Tạ Tam Miểu cười ha ha, lừa gạt ông ta uống rượu, sau đó mang ông ta đến bên cạnh cửa sổ, ông ta vừa đến cửa sổ, hai đại hán liền đẩy ông ta xuống, chuyện còn lại ông ta cũng không biết. Sắc mặt Tạ Tam Miểu trầm xuống. Thầm kêu hối hận, anh ta gọi cảnh sát làm gì chứ, không gọi cảnh sát anh ta còn có thể trốn. Nhưng bây giờ cũng không quan tâm được nhiều như vậy, cố gắng chạy tới tiểu khu, đồng thời kêu lên với bảo vệ ở cửa. Các cậu ngăn đám hai lúa này cho tôi. Chỉ cần có thể chạy trốn, chuyện này sẽ có biện pháp giải quyết. Nghe Trương Thành nói, đám nông dân bên cạnh ông ta sửng sốt, trong mắt hiện lên chút giận dữ. Cái tên Tạ Tam Miểu không chỉ xấu xa, còn rất độc ác. Cách huynh đệ làm thịt cậu ta, báo thù cho Trương ca. Một đám công nhân lúc trước bị Tạ Tam Miểu lừa gạt rời đi cũng không có đi, chỉ đứng ở một bên. Lúc này sắc mặt cả đám đỏ bừng, giống như bị tát mạnh mấy cái. Người làm công giống như bọn họ, chủ thầu ôm tiền chạy cũng không hiếm thấy, ra mặt đáng giá mấy đồng, cho dù lấy về 1.000 vạn, chủ thầu chia tối đa cũng chỉ 50 vạn. Giống như Trương Thành lại không gặp nhiều. Trương Thành phúc hậu như vậy, vậy mà vừa rồi bọn họ còn bỏ chạy. Bắt lấy Tạ Tam Miểu đứa cháu này. Có người kêu lên, cầm dụng cụ đuổi theo Tạ Tam Miểu. Hai cảnh sát kia cũng sửng sốt, thiếu chút nữa bị Tạ Tam Miểu lừa rồi. Đừng chạy, chạy nữa tôi sẽ nổ súng. Người xung quanh vây xem vỗ tay khen hay, thương nhân lòng dạ ác độc như vậy có một người bắt một người, có một nhà bắt cả tổ, ngay cả tiền mồ hôi nước mắt của công nhân cũng lừa, còn ra tay giết người. Nhanh bắt lấy anh ta, đừng để người này chạy mất. Trong lúc này bảo vệ ở cửa bị tách ra, sau lưng Tạ Tam Miểu là một đống người. Sắc mặt Tạ Tam Miểu xám như cho tàn, không quản cảnh sát có nổ súng hay không, điên cuồng chạy vào tiểu khu. Mạc Phàm nhìn Tạ Tam Miểu chạy như điên, khóe môi nhếch lên. Không nuốt thép đã muốn chạy, đâu dễ dàng như vậy. Hắn vung tay lên, hai cây châm bạc lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Tạ Tam Miểu. Ai ra? Tạ Tam Miểu chỉ cảm thấy cổ đau xót, hai chân không nghe sai bảo, lảo đảo té chỏng vó. Đám công nhân phía sau và hai cảnh sát chạy vài bước là đuổi kịp, đè Tạ Tam Miểu lại. Còn chạy, giết chết thằng cháu này. Có người phẫn nộ đá vào bụng Tạ Tam Miểu, quyền đấm cước đá như mưa. Đừng kích động, đánh người thì có thể, nhưng đừng giết người, người như vậy có pháp luật trừng trị. Cảnh sát béo vội vàng nói. Anh ta vô cùng tức giận với loại người không bằng cầm thú như Tạ Tam Miểu, nhìn người khác ra tay cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không chết người là được. Để cậu ta nuốt thép đi, nếm thử vị thép như thế nào. Người thanh niên lúc trước bảo vệ Vương Ngọc Lan lấy một cây thép ra nhét vào miệng Tạ Tam Miểu. Tạ Tam Miểu bị đám người vây quanh, vốn sợ tới mức lá gan cũng thủng, nhìn thấy thép to bằng cảnh tay đứa bé nhét vào miệng mình, lập tức sợ gần chết, thép này chui vào bụng. Không chết mới lạ, anh ta cũng không quan tâm nhiều như vậy. Tôi cũng không muốn làm thế, là Trương Tổng chúng tôi bảo tôi làm vậy. Tạ Tam Miểu như bệnh tâm thần kêu lên. Trương Tổng, là Trương Thiên sao? Cảnh sát béo sừng sốt,
vội vàng hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Tạ Tam Miểu vội vàng nói, sợ muộn một chút, thép sẽ chui vào trong miệng. Trương Thiên Sai bảo sao? Mạc Phàm lộ vẻ bất ngờ, cười cười, xoay người rời đi. Câu quỷ trận lung lay sắp đổ, còn vụ án này, Trương gia xong rồi. Bệnh viện Nhân Đức. Sau khi Mạc Phàm rời khỏi Thịnh Thế Hào Đình, liền đến nơi này. Nếu muốn xưởng dược nhà mình khai trương lần nữa, có tiền bạc, bác sĩ thì có Y Tiên Bất Tử hắn, còn lại là một đồng bọn hợp tác thích hợp. Mộc gia có nhiều bệnh viện như vậy, chắc chắn nhu cầu với thảo dược không nhỏ, không thể nghi ngờ là đồng bọn hợp tác tốt nhất. Hắn gọi điện thoại cho Lưu Nguyệt Như, hẹn thời gian, liền đến phòng khám VIP bình thường hắn hay khám bệnh. Trong phòng khám, Tiểu Nguyệt một y tá xinh đẹp mặc đồng phục y tá màu hồng nhạt đang vểnh mông, thu dọn báo cáo kiểm tra của hắn. Nhìn thấy Mạc Phàm tiến vào, cười lễ phép. Bác sĩ Mạc đến rồi. Đây là y tá bệnh viện được điều đến chỗ hắn, chuyên phụ trách toàn bộ công việc của hắn ở bệnh viện. Mạc Phàm cười gật đầu. Bây giờ bác sĩ Mạc muốn bắt đầu khám bệnh sao? Tiểu Nguyệt chớp chớp đôi mắt to hỏi. Tuy hôm nay là chủ nhật, bình thường Mạc Phàm cũng không tới sớm như vậy. Cô đi sắp xếp đi, hôm nay có thể sắp xếp 4. Ngày hôm qua hắn hao phí tất cả linh khí ở hồ bơi, buổi tối luôn ở trong biệt thự khôi phục, nên chưa tới bệnh viện. Gần đây linh khí của hắn tăng lên, thi triển 3 lần lưỡng nghi châm đã không có vấn đề, còn lại có thể hấp thu linh khí trong ngọc bội. Dạ, hai người bệnh ngày hôm qua vừa rồi còn hỏi có phải bác sĩ Mạc không ở bệnh viện khám bệnh nữa hay không, làm sao có thể? Tiểu Nguyệt cười đáng yêu nói. Mạc Phàm gật đầu, Tiểu Nguyệt vội vàng đi sắp xếp. Không lâu sau, 4 người bệnh được dẫn tới, 2 người bệnh ung thư dạ dày, 1 người ung thư phổi, 1 người ung thư ruột, cơ bản đều là giai đoạn cuối. Lưỡng nghi châm được hắn thi triển nhiều lần như vậy, tất nhiên không có bất luận vấn đề gì. Nửa tiếng sau, 3 người bệnh thuận lợi được chữa khỏi. Mạc Phàm thấp thu một chút linh khí trong ngọc bội, đang chữa trị cho một người bệnh cuối cùng, cửa phòng khám rầm một tiếng mở ra. Lưu Nguyệt Như chưa tới. Trái lại một người đàn ông xa lạ lại xông vào. Người đàn ông này gần 30 tuổi, tóc chải chuốt, trên người là bộ tây trang giá trị xa xỉ, giày da trên chân được lau sáng bóng như gương. Bộ dạng người đàn ông này không tính là tuấn tú, nhưng rất khí phách, làm cho người ta có cảm giác rất đặc biệt. Sau lưng người đàn ông này là một thư ký, cầm theo một cái túi sách, không biết bên trong chứa thứ gì. Người đàn ông này vừa tiến đến, vốn là nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt ngả ngớn nhìn Mạc Phàm. Cậu là Mạc Phàm sao? Người đàn ông hỏi. Mạc Phàm đã sớm chú ý tới người đàn ông này, nhưng đang thi triển lưỡng nghi châm, nên không để ý đến anh ta. Không đợi hắn mở miệng, Tiểu Nguyệt ở bên cạnh bất mãn đi tới. Vị tiên sinh này, bác sĩ Mạc của chúng tôi đang chữa trị cho người bệnh, mời các anh đi ra ngoài trước, đừng quấy rầy bác sĩ Mạc chữa trị. Người đàn ông liếc mắt nhìn Tiểu Nguyệt một cái, cũng không để ý. Trái lại thư ký bên cạnh cười khinh miệt. Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Là ai thì sao chứ, nơi này là phòng khám của bác sĩ Mạc, cho dù là ai đều mời các anh ra ngoài trước. Tiểu Nguyệt hơi tức giận nói. Nơi này là phòng khám không phải cái chợ, hơi lơ là một chút sẽ ảnh hưởng đến chữa trị cho người bệnh. Lông mày người đàn ông nhướng lên, liếc mắt nhìn Tiểu Nguyệt một cái. Một tay nâng cầm Tiểu Nguyệt lên, trên mặt đều là đùa giỡn. Ôi, y tá này còn rất cay đó, tôi thích, nếu tôi là bộ trưởng marketing tập đoàn Mộc Thị, một trong những thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn Mộc Thị, có cần đi ra ngoài trước không? Vẻ mặt Tiểu Nguyệt sửng sốt, trong chớp mắt đã quên mình đang bị người đàn ông này đùa giỡn, chỉ nghĩ đến những lời người đàn ông nói. Bộ trưởng của tập đoàn Mộc Thị, thành viên hội đồng quản trị sao? Bệnh viện này cũng thuộc tập đoàn Mộc Thị, đừng nói đến cái phòng khám này. Có thể nói chắc chắn, chỉ cần một câu của người đàn ông này, viện trưởng của bệnh viện sẽ bị mất chức, càng không cần phải nói những người khác, ngay cả Mạc Phàm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng Tiểu Nguyệt vẫn hất tay người đàn ông. Vậy cũng không được, mời các anh nhanh chóng rời đi, bác sĩ Mạc đang cứu người, không thể bị quấy rầy, nếu không đi tôi sẽ gọi cảnh sát đến. Quan lớn thì sao chứ? Có lớn như mạng người không? Người đàn ông nhíu mày, trên khuôn mặt xuất hiện chút âm trầm, giống như bị tát mấy cái. Anh ta đường đường là bộ trưởng của tổng bộ tập đoàn Mộc Thị, thành viên hội đồng quản trị,
thân phận tôn quý cỡ nào, tới nơi nhỏ như thành phố Đông Hải là đã hạ mình, không ngờ thân phận như vậy lại bị một y tá đuổi đi. Đừng nói đến bệnh viện nhỏ này, cho dù là bệnh viện lớn nhất tỉnh Giang Nam của Mộc Gia, chỉ cần anh ta xuất hiện, không biết bao nhiêu bác sĩ y tá cúi đầu khom lưng với anh ta. Thư ký Nam thấy người đàn ông kia khó chịu, vội vàng lạnh lùng nói. Mạc Phàm, vị y tá này của cậu không hiểu quy củ, tôi thấy vẫn nên giúp cậu đổi người khác. Tuy giọng điệu nói chuyện của thư ký này thấp hơn người đàn ông vừa rồi một chút, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Dù sao cũng là thư ký của bộ trưởng, rất có khả năng là bộ trưởng nhiệm kỳ tiếp. Nói chuyện với một bác sĩ của bệnh viện, tất nhiên không cần quá khách sáo. Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang trong mắt lóe lên, vẫn không để ý đến hai người như trước, chỉ nói với Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, giúp tôi rót ly nước. Tiểu Nguyệt nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại đi qua rót nước cho Mạc Phàm. Lau mồ hôi giúp tôi. Mạc Phàm lại nói. À, Tiểu Nguyệt đáp lại, cầm lấy khăn đã tiêu độc lau mồ hôi cho Mạc Phàm. Lau luôn cho người bệnh này đi. Mạc Phàm nói tiếp. Được rồi. Tiểu Nguyệt vội vàng nghe theo. Viết phương thuốc giúp tôi, lát nữa đưa cho người nhà người bệnh, bảo ông ấy uống mỗi ngày, 50 gram long cốt, 50 vô lại. Mạc Phàm vừa thi châm vừa nói phương thuốc. Tuy Tiểu Nguyệt tò mò Mạc Phàm đang làm gì, nhưng vẫn ngồi xuống, lấy giấy bút. Mạc thần y, viết theo lối chữ Khải hay lối viết Thảo? Bình thường cô viết thư tình thế nào thì viết như thế đi. Lần này làm khó Tiểu Nguyệt rồi, ngón tay gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, chậm chạp không biết nên đặt bút thế nào. Tiểu Ngọc có thể trở thành y tá của Mạc Phàm, ngoại trừ tính cách tốt ra, đó là bộ dạng xinh đẹp, dáng người cao. Lúc ở trường học được người ta theo đuổi, lúc ở bệnh viện được bác sĩ, y tá, người bệnh theo đuổi, ngoại trừ Mộc Phong Vãn ra thì cũng là mỹ nữ của bệnh viện Nhân Đức, đã viết thư tình bao giờ? Bác sĩ Mạc, tôi chưa từng viết thư tình. Vậy thì nghĩ xem nên viết thư tình thế nào, thì viết thế ấy, bác sĩ có thể xem hiểu là được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Như vậy có không chuyên nghiệp hay không? Tiểu Nguyệt xoắn suýt nói. Có thể chữa bệnh cứu người là được. Hai người thoải mái trêu chọc ở đây, chọc tức người đàn ông và thư ký ở bên cạnh bị bơ. Khuôn mặt hai người càng lúc càng khó coi, giống như màu gan heo chết vậy. Hai người bọn họ là ai? Đừng nói Mạc Phàm một bác sĩ nho nhỏ, cho dù là viện trưởng của bệnh viện này đến đây, cũng phải cung kính với bọn họ. Vậy mà một bác sĩ một y tá coi bọn họ như không khí. Mạc Phàm, cậu đừng có mà điếc không sợ súng, không nghe chúng tôi đang nói chuyện với cậu sao? Thư ký tức giận quát lên. Mạc Phàm hạ một châm cuối cùng, lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía thư ký kia, giọng nói lạnh lẽo. Có phải anh bị mù hay không, không thấy tôi đang cứu người sao? Vẻ mặt thư ký hơi sững sờ, sắc mặt âm u giống như có thể vắt ra nước. Ở trong mắt anh ta, Mạc Phàm chỉ là một bác sĩ có thể chữa được ung thư, một công cụ có thể kiếm tiền mà thôi. Không có tập đoàn Mộc Thị, cậu ta sẽ không có gì. Mạc Phàm, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Mạc Phàm khẽ nâng mắt, cười lắc đầu. Anh là ai không liên quan gì đến tôi, ở trước mặt tôi đều là người bệnh hết. Ở trước mắt hắn chỉ có hai loại người, một loại là người bệnh cần hắn chữa trị, người bệnh ung thư là loại này, còn một loại là người bỏ qua chữa trị, thư ký này và người bên cạnh anh ta đều là loại này. Thư ký tức phát điên, Mạc Phàm còn trẻ tuổi có thể chữa trị ung thư, quả thật có thể kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo cũng phải nhìn trước mặt ai. Mạc Phàm, cậu nói chuyện chú ý một chút, nhìn cậu còn nhỏ tuổi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Vị này là Hạng Vân, Bộ trưởng Bộ Marketing kiêm thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng bộ Tập đoàn Mộc Thị. Tôi là Liễu Trạch, thư ký của Bộ trưởng Hạng. Hôm nay chúng tôi tìm cậu là bàn chuyện hợp tác, tốt nhất giọng điệu của cậu phải chú ý chút, nếu không sau này hối hận, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Thư ký Liễu Trạch nửa uy hiếp nửa dụ dỗ. Hợp tác sao? Lông mày Mạc Phàm nhướng lên, liếc mắt nhìn hai người một cái, cười yếu ớt nói. Quan lớn thật. Những lời này vừa nói ra, tay đang viết phương thuốc của Tiểu Nguyệt run run, muốn xé phương thuốc đi. Không ngờ bác sĩ Mạc cũng là người nịnh nọt, cô thật sự nhìn lầm người rồi. Hạng Vân và Liễu Trạch nhìn nhau cười, nhất là Hạng Vân cằm khẽ nâng lên, trên khuôn mặt hiện lên đắc ý. Bọn họ cũng không tin mèo không ăn cá,
bác sĩ chữa ung thư thanh danh lan xa cũng phải khuất phục trước thân phận của bọn họ. Bây giờ chức vị của tôi cao hơn bác sĩ Mạc một chút, nhưng chỉ cần chúng ta hợp tác, không phải bác sĩ Mạc không có cơ hội. Hạng Vân vươn tay nói. Bộ dạng vô cùng thân sĩ, giống như một thủ trưởng đang vẽ bánh nướng loại lớn với cấp dưới. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cầm lấy khăn tiêu độc lau tay, nhưng không có ý giơ tay ra. Không phải y tá của tôi đã nói rồi sao, cho dù anh là ai, đều phải cút khỏi chỗ này. Tươi cười trên mặt Hạng Vân lập tức cứng ngắc, tay vươn ra rút về cũng không phải, không thu cũng không phải. Cảm giác này giống như vừa đến đỉnh núi, chuẩn bị nhìn ngắm núi nhỏ, lại phát hiện đâu có núi nhỏ. Anh ta xấu hổ đứng ở nơi đó. Ha ha! Tiểu Nguyệt nhìn biểu cảm đặc sắc của Hạng Vân và Liễu Trạch, bật cười. Vừa rồi cô thật sự hiểu lầm Mạc Phàm, sao Mạc Phàm có thể sợ hai người này được? Mấy ngày hôm trước có người bệnh tự xưng là thân thích của thị trưởng muốn xen ngang, thái độ vô cùng hung hãn, trực tiếp bị Mạc Phàm tát mấy cái. Người kia hùng hùng hổ hổ bảo Mạc Phàm đợi đấy, ông ta sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm, chuyện này đã qua nhiều ngày như vậy, người kia không chỉ không được xếp lịch, cũng không dám tới trả thù. Thân thích của thị trưởng đều bị đánh, hai người kia tính là gì? Y thuật của Mạc Phàm, không làm ở bệnh viện này thì sang bệnh viện khác là được, có cả đống bệnh viện muốn mời Mạc Phàm qua. Nhưng bình thường Mạc Phàm không nói gì, không ngờ mở miệng lại đùa như vậy. Bác sĩ Mạc, tôi nói bọn họ rời đi, không phải cút. Tiểu Nguyệt sửa đúng. À, thực ra tôi cũng định dùng rời đi, chẳng qua cảm thấy cút khí phách hơn. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cậu, hai người. Hạng Vân chỉ vào Mạc Phàm. Tức giận đến mức không nói nên lời. Hai người muốn tự mình rời đi, hay bảo cảnh sát đến mang hai người rời đi đây? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm, tôi thấy cậu không muốn làm việc ở đây nữa rồi, mau xin lỗi bộ trưởng Hạng. Thư ký Liễu Trạch tức giận nói. Đừng nói cái bệnh viện này, cả tập đoàn Mộc Thị cũng không có mấy người nói chuyện như vậy với Hạng Vân. À, phải không? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, không thèm để ý nói. Cậu đợi. Liễu Trạch hổn hển nói, nhưng còn chưa nói xong. Đủ rồi. Bỗng nhiên Hạng Vân vươn một tay ra, ý bảo Liễu Trạch câm miệng, anh ta đè nén tức giận. Vừa rồi là chúng tôi mạo phạm, không biết khi nào thì bác sĩ Mạc rảnh, chúng ta nói chút chuyện hợp tác, chỉ cần bác sĩ Mạc bằng lòng bàn bạc, Hạng Vân tôi dám cam đoan tập đoàn Mộc Thị chúng tôi sẽ đưa ra điều kiện có lợi cho bác sĩ Mạc. Liễu Trạch hừ lạnh một tiếng, không có hé răng. Mạc Phàm nghĩ một lát. Hôm nay hắn tới bệnh viện ngoại trừ chữa bệnh cho người ta, còn một chuyện khác là hợp tác với Mộc Gia. Hắn vốn định bàn với Lưu Nguyệt Như, không ngờ người đến là bộ trưởng của Tổng bộ Mộc Thị. 10 phút sau đi. Vậy 10 phút sau chúng ta gặp lại. Hạng Vân gật đầu, không nhiều lời với Mạc Phàm nữa, xoay người rời đi. Liễu Trạch trừng mắt với Mạc Phàm một cái, cũng rời đi theo. Bác sĩ Mạc, cậu thật sự muốn hợp tác với bọn họ sao? Tiểu Nguyệt hơi lo lắng hỏi. Giống như bây giờ, một ngày Mạc Phàm có thể chữa trị cho hai bệnh nhân ung thư, cô cảm thấy rất tốt. Hợp tác với hai người kiêu ngạo, vô lễ kia, cô cảm thấy không phải chuyện tốt. Ừm. Mạc Phàm gật đầu. Bác sĩ Mạc biết bọn họ muốn hợp tác thế nào không? Mạc Phàm lắc đầu, tuy hắn không hiểu hai người này muốn làm gì, nhưng hợp tác sao, đơn giản là anh lấy điều kiện ra đổi điều kiện của tôi từ chối hoặc là nhượng bộ. 10 phút sau, người bệnh ung thư kia yên tâm rời khỏi phòng bệnh, Hạng Vân và Liễu Trạch đi tới, ngồi đối diện Mạc Phàm. Đây là hợp đồng tổng bộ công ty định ra, nếu không có ý kiến thì ký tên lên trên đi, tuyệt đối có lợi không có hại với cậu. Liễu Trạch lấy một phần hợp đồng trong túi ra, vô cùng không khách sáo để trước mặt Mạc Phàm. Thái độ giống như trong phòng giam, quản giáo ném một phần thịt heo cho phạm nhân, nói với hắn ăn đi vậy. Sắc mặt Hạng Vân vẫn như thường. Rõ ràng là ngầm đồng ý với hành động của anh ta. Tiểu Nguyệt ở bên cạnh nhíu mày lại, vô cùng bất mãn, nhưng không mở miệng. Tôi không nhìn hợp đồng, nói điều kiện của các anh đi. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên hàn quang liếc mắt nhìn Liễu Trạch một cái, lạnh nhạt nói. Bác sĩ Mạc cũng là người thẳng thắn, vậy tôi không vòng vo nữa, phần hợp đồng này chủ yếu là muốn đảm bảo sau này bác sĩ Mạc sẽ là bác sĩ của tập đoàn Mộc Thị chúng tôi. Chỉ cần bác sĩ Mạc ký phần hợp đồng này, chúng tôi sẽ xin bác sĩ Mạc độc quyền, hàng năm có thể đưa 1.000 vạn cho bác sĩ Mạc.
Hạng Vân cười âm hiểm nói. Lương một năm là 1.000 vạn, là con số không biết bao nhiêu người không dám mơ tới, chắc là người này sẽ không từ chối. Tôi không có hứng thú với chuyện này, nói điều kiện đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Để hắn trở thành bác sĩ của tập đoàn Mộc Thị, đừng nói là người này, cho dù Bảo Lưu Nguyệt Như và Mộc Phong Vãn tới bàn bạc, hắn cũng không suy xét, trái lại nếu để bàn tử tới bàn hắn còn suy xét. Mộc Thị muốn trói buộc Y Tiên Bất Tử hắn, hàng năm chỉ đưa tiền lương 1.000 vạn, như đuổi ăn mày. Phải biết rằng hắn làm nửa tháng cũng lời gần 1 triệu, hơn nữa đừng nói 1 triệu, cho dù đặt 100 triệu ở trước mặt hắn cũng chỉ là một con số. Hạng Vân nhíu mày, tay nắm chặt lại. Liễu Trạch ở bên cạnh thấy vậy, chỉ vào Mạc Phàm tức giận nói. Mạc Phàm, cậu đừng có mà nể mặt cậu, cậu lại không biết xấu hổ, lương một năm 1.000 vạn đã là không ít rồi. Nếu không phải chúng tôi điều khiển Mộc Thị, cậu đâu có cơ hội tốt như vậy. Trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang chớp lóe. Con chó này của anh quá ồn, anh bảo anh ta cút ra, hay là tôi làm anh ta cút ra? Hắn là bác sĩ chuyên cứu người, nhưng không có nghĩa sẽ không ra tay đánh người. Có đôi khi, hắn nghĩ năng ra tay cũng không tệ. Liễu Trạch hơi sững sờ, mặt vì tức giận mà phát tím. Tuy anh ta chỉ là thư ký, nhưng cũng là dưới một người trên ngàn người, có bao giờ bị sỉ nhục tới mức này. Nếu Mạc Phàm là thần y đức cao vọng trọng anh ta sẽ nhịn, nhưng chỉ là đứa bé 16 tuổi. Nhóc con, cậu mắng ai là chó hả? Mạc Phàm không để ý đến anh ta, giống như không nghe tiếng chó sủa, bắt đầu đếm. 3, 2. Hạng Vân nhíu mày, do dự một lát, liền nói với Liễu Trạch. Anh ra ngoài trước, tôi sẽ bàn bạc một mình với bác sĩ Mạc. Khi nói chuyện, anh ta còn nháy mắt với Liễu Trạch. Liễu Trạch vốn giận gần chết, nhìn thấy ánh mắt này của Hạng Vân, lập tức hiểu ý, vốn là vui vẻ, sau đó tức giận rời khỏi phòng khám. Nhóc con, cậu đợi đấy. Bác sĩ Mạc, thuộc hạ không hiểu chuyện, cậu đừng chấp nhặt với anh ta, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chưa? Hạng Vân khách sáo hỏi, lập tức hiền lành hơn nhiều. Sở dĩ bây giờ anh ta mới đến, là vì chuẩn bị đủ rồi. Mạc Phàm không đồng ý với điều thứ nhất cũng không sao, đuổi Liễu Trạch đi cũng không sao, chỉ cần có thể đạt được mục đích là được, dù sao anh ta cũng có chuyện khác cho Liễu Trạch làm. Có thể. Mạc Phàm cười nói. Bác sĩ Mạc có biết cả nước có bao nhiêu người mắc bệnh ung thư hay không? Hạng Vân hỏi. 260 vạn. Tiểu Nguyệt trả lời thay Mạc Phàm. Cô là y tá khoa ung bướu, có chút hiểu biết về chuyện này. Tốt lắm. Hạng Vân liếc mắt nhìn Tiểu Nguyệt như khen thưởng, lại hỏi. Vậy chắn chắn cô biết mỗi năm có thêm bao nhiêu bệnh nhân ung thư mới nữa? Hơn 80 vạn. Tiểu Nguyệt nói. Vậy bác sĩ Mạc chữa một ngày 2 bệnh nhân, một năm có năng lực chữa trị cho bao nhiêu bệnh nhân? Chưa tới 800. Mạc Phàm nói tiếp, đã biết ý của Hạng Vân. Nói cách khác, bác sĩ Mạc chữa khỏi chưa tới 0,1% người mới mắc bệnh ung thư. Càng không cần phải nói cả nước vốn tồn tại nhiều người mắc bệnh ung thư như vậy. Anh nói không sai, cho nên. Mạc Phàm thờ ơ nói. Nếu như bác sĩ Mạc có thể công khai phương pháp chữa trị ung thư cho chúng tôi, dưới Mộc Thị chúng tôi có nhiều bệnh viện và bác sĩ cùng nhau chữa trị ung thư, bệnh ung thư sẽ không còn là bệnh nan y nữa. Hơn 300 vạn người cũng được cứu, Mạc tiên sinh thân là bác sĩ, không muốn nhìn thấy như vậy đúng không? Hạng Vân cười nói. Đương nhiên không ngại tâm bốc Mạc Phàm lên. Hạng Vân thấy dáng vẻ như đang suy nghĩ của Mạc Phàm, cười nhẹ. Dĩ nhiên chúng tôi cũng không làm uổng phí phương pháp chữa trị của bác sĩ Mạc, chỉ cần một người bệnh chữa trị ung thư tại bất kỳ bệnh viện nào của Mộc Thị chúng tôi, dựa theo điều kiện của bác sĩ Mạc, 1/10 tài sản của người bệnh sẽ thuộc về bác sĩ Mạc sẽ không từ chối chứ. Một năm Mạc Phàm chữa trị chưa tới 800 người bệnh, cho dù có rất nhiều tiền. Nhưng so với 1.000 thậm chí 2.000 bác sĩ cùng chữa trị khỏi bệnh ung thư, mấy con số kia kém rất nhiều. Thù lao con số trên trời như vậy, đừng nói Mạc Phàm chỉ là một đứa bé 16 tuổi không có cách nào từ chối, ngay cả anh ta là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Mộc Thị cũng sẽ không từ chối. Lúc anh ta nghe tin bệnh viện Nhân Đức có một bác sĩ có thể chữa trị bệnh ung thư, hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên, giống như nắm trong tay kho bạc hơn 3 triệu. Nhất là bác sĩ chữa trị ung thư này làm ở bệnh viện tập đoàn Mộc thì anh ta, còn là một đứa trẻ 16 tuổi, anh ta càng hưng phấn. Một đứa trẻ 16 tuổi,
không phải rất dễ lừa gạt sao? Tiểu Nguyệt ở bên cạnh cũng sửng sốt. Mạc Phàm nhận được tiền cô biết, mỗi khoản đều qua tay cô, lúc này mới nửa tháng đã có doanh thu 8.000 vạn, nhiều tiền như vậy làm trái tim nhỏ bé của cô không chịu nổi. 16 tuổi đã có thể kiếm tiền như thế, sau này sẽ thế nào đây? Nhưng bây giờ người này muốn tìm Mạc Phàm bàn chuyện hợp tác, nửa tháng 8.000 vạn còn lấy được hơn 1.000 nữa, con số như vậy, trở thành người giàu có số 1 thế giới cũng không có vấn đề gì. Quả thật tiền bạc rất mê người. Mạc Phàm cười nhạt nói, trong mắt không có một chút gợn sóng. Không nói đến chuyện làm xưởng thuốc của nhà Thịnh Vượng đứng lên, chính hắn tu luyện cũng cần số tiền lớn. Nhất là tu luyện, vốn là quá trình đốt tiền, càng về phía sau yêu cầu về tiền càng nhiều, quả thật hắn rất cần tiền. Nhưng mà, bác sĩ Mạc đồng ý sao? Hạng Vân hỏi, trong mắt và trên mặt đều không giấu được vẻ kích động, ngón tay không tự chủ được gõ lên bàn. Anh ta đã động tay chân vào bản hợp đồng này, chỉ cần Mạc Phàm ký hợp đồng, phương pháp chữa trị ung thư của Mạc Phàm sẽ là của anh ta, mà không phải của tập đoàn Mộc Thị. Có phương pháp này, tiền phân chia cho Mạc Phàm phải dựa vào tâm tình của anh ta mới là người lớn nhất. Bộ trưởng marketing của tập đoàn Mộc Thị gì đó, hội trưởng thành viên ban quản trị gì đó đều là giám chó, anh ta sẽ trở thành người có tiền nhất trên trái đất này. Nhưng mà tôi không thể ký. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hạng Vân sửng sốt, giống như vừa đánh tiết gà, trong chớp mắt bị hắt một chậu nước lạnh. Sắc mặt lập tức tiêu nghỉu xuống, trong mắt lóe lên không vui. Tại sao, chẳng lẽ bác sĩ Mạc tình nguyện để nhiều bệnh nhân ung thư chết đi như vậy, cũng không nguyện ý truyền châm thuật này ra ngoài? Tiểu Nguyệt biết Mạc Phàm có lý do của mình, nhưng cũng có chút không hiểu. Mạc Phàm cười, Hạng Vân đúng không hổ là bộ trưởng bộ phận marketing, mạnh bạo không được, liền chuyển sang khiển trách đạo đức. Những thứ này đối phó với người bình thường còn được, đối phó với y tiên bất tử hơn 500 năm hắn, có tác dụng sao? Tôi không cần thiết phải giải thích với anh đúng không? Lông mày Hạng Vân nhíu lại, cười lạnh lùng, trong chớp mắt thái độ không còn khách sáo như trước, nhìn một góc vách tường. Nếu bác sĩ Mạc không để ý đến sống chết của nhiều người như vậy, vậy tôi nói thật cho bác sĩ Mạc biết, thông qua thứ này, quá trình chữa bệnh của cậu đều được chúng tôi quay lại, sau đó mấy đại sư đông y suy diễn, sao chép bộ châm thuật này ra, bây giờ bác sĩ Mạc chịu ký hợp đồng chưa? Tiểu Nguyệt nhìn về góc tường theo mắt Hạng Vân, chỗ đó đang có máy quay phim, vẻ mặt ngẩn ra. Các anh thật đê tiện. Cho dù Mạc Phàm không chịu truyền y thuật ra, vậy có gì không đúng? Nhưng những người này lại lén sao chép y thuật, còn lợi dụng điểm yếu uy hiếp bác sĩ Mạc nữa. Đê tiện sao, là bác sĩ Mạc không có y đức trước. Hạng Vân cười âm hiểm nói, nhìn Tiểu Nguyệt đầy khinh thường. Một y tá nhỏ bé mà thôi, không ở trong này lâu được đâu, mặc cô nói gì thì nói. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi. Các anh phục chế châm thuật này ra thì sao chứ? Tuy không thể chữa trị ung thư, nhưng có thể chữa trị một số bệnh thường gặp. Nhưng chẳng qua chỉ là tạm thời, không lâu sau bí mật sẽ được chúng tôi phát hiện, đến lúc đó bác sĩ Mạc muốn ký hợp đồng này, có thể không còn rồi. Hạng Vân tự tin nói, lại khôi phục cao ngạo lúc trước. Bọn họ đã quan sát đi quan sát lại, Mạc Phàm chữa bệnh ung thư hoàn toàn không có phương thuốc đặc thù gì, chỉ có một bộ ngân châm, một loại châm thuật. Một bộ châm thuật, cộng thêm thời gian còn không nghiên cứu ra sao? À, vậy các anh cứ chậm rãi nghiên cứu đi. Không tiễn. Vẻ mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói, hạ lệnh đuổi khách. Vẻ mặt Hạng Vân lập tức sửng sốt, chuyện này cũng không thể làm Mạc Phàm ký hợp đồng sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.